Ngay sau đó, bọn họ chậm rãi mở hai mắt ra, theo liếc trong mắt mở ra, sắc mặt của bọn hắn cũng đang biến hóa bên trong, ngay từ đầu là ngốc trệ, sau đó chuyển thành phát ra từ đáy lòng kinh thán. Oa! Hai người cũng nhìn không được theo bản năng phát ra loại thanh âm này. Tinh động thế giới cuối cùng, đều là gần như diệt vong thế giới, nhưng là tại diệt vong trước, có thể mỹ đến loại trình độ này, tựa như là pháo hoa nở rộ, cũng đủ làm cho vô số sinh linh ghi khắc. Nói như thế nào đây? Lý Thiên Mệnh cảm giác, chính mình tiến vào một cái vô cùng to lớn, Mangekyo. Hắn như Mangekyo trên nội bích một con kiến. Làm hắn ngẩng đầu thời điểm, hắn nhìn đến chính là đủ mọi màu sắc chói lọi hàng tinh nguyên phong bạo, từ không trung phía trên lăn đi, vây quanh hắn xoay tròn. Sống ở lớn nhất hủy diệt trong sức mạnh, hắn lại bình yên vô sự. Không chỉ là hắn bình yên vô sự, cái này bạo phong nhãn một cái vòng tròn hình trụ thế giới bên trong, lơ lửng vô số tinh thần đá vụn. Cái thế giới này thổ dân ngay tại cái này hình trụ không gian đá vụn bên trong, kiến tạo ra viên, mỗi một ngôi nhà vườn phía trên, đều có thể nhìn đến đất trời bốn phía chói lọi xoay tròn hàng tinh nguyên, bọn chúng quang hoa để tất cả gia viên thời khắc đều ở tinh quang bao phủ bên trong. Bởi vì chung quanh đều là hàng tinh nguyên phong bạo nhãn bên trong hàng tinh nguyên tự nhiên nồng đậm, tu hành hoàn toàn không có vấn đề, mà lại, chỉ có lớn nhất bình ổn cái kia một bộ phận, mới có thể tiến nhập bạo phong nhãn. Dạng này trói lọi thế giới, rất kỳ diệu, tựa như là tại đao kiếm đổ máu. Đao rất sắc bén, thế nhưng là nếu là vô cùng đói khát, chỉ có kia ngụm máu có thể làm cho mình sống sót, vì cái gì không liếm đây? Có lẽ một cái ngoài ý muốn, cái này vô số nhà vườn phía trên người, đều sẽ bị trong nháy mắt rảo sát thành bụi phấn, có thể tinh không mịt mùng cũng là thâm uyên, mọi người cũng không còn lại lựa chọn. Ong ong ong, bên tai chỉ có gào thét màu phát sáng hàng tinh nguyên phong bạo. Vây quanh mắt thường có thể đụng thế giới xoay tròn. Loại này cảnh đẹp, có gia nhân cùng nhau thưởng thức, cũng là một loại nhân sinh. Linh Nhi, ta phát hiện, trật tự tinh không mặc dù lớn đến làm cho người tuyệt vọng, nhưng nếu là ta đủ cường đại, nắm giữ cửu long đế táng, ta sẽ yêu nó. Lý Thiên Mệnh trong mắt tỏa ra lấy thần quang. Tinh không lữ hành rất vô vị sao. Làm kinh lịch dài rằng giặc lữ hành, đến một cái thần dị thế giới, kiến thức dị giới phong tình. Lắng nghe các loại cố sự về sau, hết thảy đều biến đến thú vị. Thậm chí khiến người ta sinh ra vô hạn hướng tới. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi đi đến cơ sở. Khương Phi Linh nói. Cảm động. Cũng liền Huỳnh Hỏa ở bên cạnh mắt trợn trắng. Tú ân ái, ta cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt Tú qua vô số lần, chỉ có nông cạn người yêu, mới có thể làm loại chuyện nhàm chán này, ta cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt sớm đã có cao cấp hơn truy cầu. Lan. Lý Thiên Mệnh đợi nó dưới đường đi nặng, dọc theo đường đều là tùm tinh thần đá vụn, những người của thế giới này ở phía trên kiến tạo vô số thành trì, bởi vì có hàng tinh nguyên tồn tại, cũng có thể nhìn thấy phía trên có non xanh nước biếc, thậm chí thảo mộc thần linh cùng thiên địa thần khoáng. Ngoại trừ những thứ này gia viên kiến tạo tại lơ lửng tinh thần đá vụn phía trên bên ngoài, bọn họ cùng phổ thông thế giới cũng không hề khác gì nhau. Đi xuống xem một chút. Lý Thiên Mệnh tuyển định một cái tương đối lớn tinh thần đá vụn. Nó cương vực tối thiểu tương đương với trên trăm cái nguyệt chi thần cảnh, bạo phong nhãn bên trong tinh thần đá vụn, khẳng định so bên ngoài muốn lớn hơn một chút. Vù vù. Bọn họ từ trên trời giáng xuống, rơi vào một mảnh sơn thủy trong rừng. Nhiệt độ thích hợp. Khí hậu ẩm ướt. Một chút cảm thụ một chút liền biết, cái thế giới này hoàn toàn không có trên thái dương loại kia thiêu đốt, nóng nảy cảm giác, toàn bộ thế giới lộ ra ôn hòa, tĩnh mịch, làm cho người cảm giác phá lệ an tĩnh. Trên bầu trời còn có mây trắng lượn lờ, mây trắng về sau cũng là chói lọi lại nhanh chóng xoay tròn tinh không. Thật thoải mái. Gió nhẹ phơ phất, chim hót hoa nở, trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh lại có trở lại Viêm Hoàng Đại Lục cảm giác. Đương nhiên, nơi này hằng tinh nguyên không phải Viêm Hoàng Đại Lục có thể so sánh. Sụp đổ hằng tinh nguyên lấy mệnh tuyển kết cấu tồn tại, hắn vũ trụ nguyên lực đánh mất tốc độ so mặt trời nhanh lên mấy lần, bây giờ cái này một cái tinh động thế giới còn lại hằng tinh nguyên. Đoán chừng không đến mặt trời 1/3, bất quá cũng có thể lại kiên trì một số năm. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến sự kiện này, trước tiên để 500.000 ngân trần ra ngoài, đi tìm thế giới này người dấu vết. Dung hợp một cái thế giới, kỳ thật rất đơn giản. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh thì hiểu rõ đến, những người của thế giới này, đem bọn hắn xưng là Nguyên Nguyên Tinh Động. Một cái không có như vậy bá khí tên. Tại cái này Nguyên Nguyên Tinh Động phía trên. Chiếm cứ chủ lưu thị tộc gọi là Nguyên Dực tộc, để Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn chính là, Nguyên Dực tộc không phải ngự thú sư,
cũng không phải thức thần tu luyện giả, mà chính là phổ thông nhân tộc. Nghe nói tinh không bên trong, phổ thông nhân tộc mới là căn cơ. Làm là người bình thường tộc, bọn họ lại có một loại đặc thù chủng tộc thiên tộc, cái kia chính là, nguyên cánh, đây là một loại đặc thù lực lượng kết cấu, cùng loại thần diệu tộc mệnh tuyền, có thể vì bọn họ cung cấp một bộ phận khác lực lượng chứa đựng, đồng thời nguyên cánh phóng ra ngoài, thì là một đôi cánh, khác biệt nguyên cánh, còn cầm giữ có khác biệt đặc thù công hiệu. Cụ thể mạnh bao nhiêu, Lý Thiên Mệnh còn không biết đến. Ba ngày sau, Ngân Trần đã bao phủ một bộ phận khu vực, mà Lý Thiên Mệnh cũng đi tới một tòa gọi là Tiểu Khuynh Thành, Thành Trì, chuẩn bị tự mình làm quen một chút nơi này phong thổ nhân tình. Sau khi đi vào, hắn phát hiện trong thành trì người ở thưa thớt. Cùng Ngân Trần nói đến một dạng, nguyên dực tộc dáng người so sánh thấp bé, cao nữa là chỉ có 1m6, mặc kệ già trẻ nam nữ, xem ra đều 10 phần non nớt, đều có khéo léo đẹp đẽ cảm giác. Cái này khiến số tuổi này Khương Phi Linh xuất hiện ở đây, không có chút nào không hài hòa. Ngược lại là Lý Thiên Mệnh, một chút thì hấp dẫn thật nhiều người chú ý. Trong đó có một cái tóc cam, tiểu cô nương, đi lên phía trước, hiếu kỳ hỏi, người tốt, xin hỏi ngươi là đến từ Tử Diệu Tinh tu luyện giả sao? Ngươi là ngự thú sư vẫn là thức thần tu luyện giả? Lý Thiên Mệnh tại chỗ ngây người. Tử Diệu Tinh, nhìn đến hắn cái này bộ dáng giật mình, tóc cam tiểu cô nương có hơi thất vọng, bởi vì chấn kinh thì đại biểu không phải, cho nên hắn nói, há, xem ra ngươi cũng là tổ đi lên. Lý Thiên Mệnh lập tức để Ngân Trần đi khắp nơi hiểu rõ Tử Diệu Tinh tương quan, thông qua khắp nơi nghe người ta trò chuyện, Lý Thiên Mệnh rất nhanh liền biết, nguyên lai cái này Nguyên Nguyên Tinh Động đã từng cùng Tử Diệu Tinh giao thoa qua, trước mắt cùng Tử Diệu Tinh đi ngược lại, nhưng cả hai cách xa nhau cũng không tính xa. Ta, vậy mà tìm được Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh cảm giác thì cùng đang nằm mơ giống như. Nghe nói hắn không phải Tử Diệu Tinh ngự thú sư, chung quanh nguyên dực tộc có chút mất hết cả hứng, ào ào rời đi. Ngược lại là cái kia tóc cam tiểu cô nương còn ở lại chỗ này. Nàng nói, ta gọi Từ Như Như, ngươi thì sao? Giữ bí mật. Bởi vì là Tử Diệu Tinh phụ cận, Lý Thiên Mệnh trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra dùng cái tên đó. Được rồi, giữ bí mật huynh đệ. Từ Như Như mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, nói, ngươi vậy mà tính bảo vệ, ngươi danh tự thật sự là kỳ hoa. Đúng rồi, Khôn Lan giới lập tức muốn mở ra. Các ngươi những thứ này dị tộc không phải từ trước đến nay đều to gan lớn mật sao? Tại sao không đi tiếp cận tham gia náo nhiệt? Từ Như Như hỏi. Khôn Lan giới. Lý Thiên Mệnh lại để cho Ngân Trần đi nghe trộm. Sau đó không lâu, cho ra sự thật để Lý Thiên Mệnh lại lần nữa rung động. Khôn Lan giới, là một cái trong truyền thuyết, tồn tại ở Bạo Phong Nhãn phía dưới cùng thế giới. Bạo Phong Nhãn, nó hình dáng có điểm giống là một cái lộn ngược, thái nhất tháp. Cần phải càng giống là tròn trùy, mà không phải hình trụ, phía trên bao quát, phía dưới tiểu. Mà Khôn Lan giới vị trí, đại khái ngay tại ngọn tháp. Nó hình thức, có điểm giống là, thủy long động. Vì cái gì nói, Khôn Lan giới, hình thức, có chút cùng loại thủy long động. Đó là bởi vì, làm Nguyên Nguyên Tinh Động vẫn là một cái bình thường hằng tinh nguyên thế giới thời điểm, Khôn Lan giới liền đã tồn tại. Mà lại, nó tại, nguyên dực tộc, trong lòng địa vị. Cùng Thủy Long Động tại Hiên Viên Long Tông trong lòng địa vị không sai biệt lắm. Thủy Long Động xuất hiện bản nguyên chi long, nghe nói là Hiên Viên Thần Long khởi nguyên, mà Khôn Lan giới thì là Nguyên Nguyên Tinh Động nguyên dực tộc trong lòng khởi nguyên chi địa. Nó cùng Thủy Long Động có giống nhau đặc điểm. Đối Hiên Viên Long Tông tới nói, bọn họ thần long cộng sinh thú, bắt nguồn từ Thủy Long Động. Mà đối nguyên dực tộc tới nói, bọn họ trọng yếu thì tộc đặc thù, nguyên dực cũng là khởi nguyên từ Khôn Lan giới. So sánh Thủy Long Động cái kia hư vô mờ mịt bản nguyên chi long truyền thuyết, Khôn Lan giới đản sinh, nguyên dực, càng thực sự. Cho đến nay, Khôn Lan giới còn đang sinh ra nguyên dực, ban cho trên cái thế giới này sinh linh, phong phú bọn họ hệ thống tu luyện. Cả hai còn có một chút giống nhau. Cái kia chính là, mặc kệ là bắt đầu bên trong cái hang rồng bộ, bản nguyên giới diện, vẫn là Khôn Lan giới lối vào, đều là một đi không trở lại địa phương. Thông qua nghe trộm toàn bộ Tiểu Khuynh Thành, nguyên dực tộc trò chuyện, Ngân Trần nói cho Lý Thiên Mệnh, từ xưa đến nay tiến vào Khôn Lan giới người, chỉ cần tiến đi, chưa bao giờ từng trở về. Nói cách khác, chỉ cần bước vào Khôn Lan giới, thì tương đương với triệt để không có. Tóm lại, Lý Thiên Mệnh cảm giác cái này Khôn Lan giới, hiển nhiên cùng Thủy Long Động có giống nhau ngọn nguồn. Trước mắt đến xem, Thái Nhất Tháp cho Lý Thiên Mệnh một số tín hiệu.
loại này tín hiệu đến từ nguyên nguyên tinh động phía dưới. Tồn tại nhất định khả năng, hấp dẫn thái nhất tháp sinh ra biến hóa nhân tố, ngay tại Khôn Lan giới phụ cận, hoặc là cũng là Khôn Lan giới bản thân. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh đối, Khôn Lan giới, sinh ra một số hứng thú. Hắn không có ý cùng trước mắt vị này gọi là từ Nhứ Nhứ Nguyên Dực tộc thiếu nữ nói quá nhiều, tùy tiện hàn huyên vài câu, hắn liền cùng kỳ đạo khác. Có ngân trần về sau, Lý Thiên Mệnh cần thu hoạch hoàn cảnh xa lạ tin tức, căn bản không cần lời nói khách sáo. Chỉ cần để nó nhanh chóng tung ra ngoài, hết thảy rất nhanh liền tất cả nằm trong lòng bàn tay. Ngân trần ngoại trừ nói chuyện không lưu loát bên ngoài, cơ bản không có còn lại khuyết điểm. Lý Thiên Mệnh bọn họ trước khi đi, Từ Nhứ Nhứ lại kêu bọn hắn lại. Nàng hồ nghi nhìn lấy Khương Phi Linh, nói, ngươi là chúng ta Nguyên Dực tộc cái nào chi nhánh đó a? Thế nào thấy có chút kỳ quái? Không nghĩ tới, nàng thật đem tạm thời, tuổi nhỏ, Khương Phi Linh, nhìn thành là Nguyên Dực tộc một thành viên. Nói thật, cái này Từ Nhứ Nhứ còn không yếu. Đừng nhìn nàng tướng mạo non nớt, xem ra như cái tiểu nữ hài, kỳ thật cũng có hơn 200 tuổi, tu vi đến tinh tướng thần cảnh đỉnh phong trình độ, mức độ tính toán tương đối cao, mà lại thân phận cũng không tính thấp. Nàng tại cái này thời điểm, còn lại Nguyên Dực tộc đều không sao cả tới gần. Quản nhiều như vậy, Lý Thiên Mệnh khẽ nhíu mày. Được thôi, ta thì thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Cùng các ngươi những thứ này dị tộc lăn lộn cùng một chỗ, hiển nhiên không phải vật gì tốt. Từ Nhứ Nhứ nói, xem ra bọn họ Nguyên Dực tộc đối ngoại tộc bài xích so sánh nghiêm trọng. Lý Thiên Mệnh vào thành về sau, thì đã nhận ra rất nhiều địch ý. Từ Nhứ Nhứ chỗ lấy cùng mình trò chuyện, cũng chỉ là muốn bộ lai lịch của mình thôi. Bây giờ gặp Lý Thiên Mệnh muốn đi, nàng lại cái gì đều không hỏi ra đến, liền muốn cản cản lại. Gặp lại, gia hỏa này miệng như thế thiếu, thả trước kia, Lý Thiên Mệnh khẳng định phải quất nàng. Hiện tại chưa quen cuộc sống nơi đây, cường long không áp địa đầu xà, chỉ có thể không tính toán chi ly. Ai, người đừng đi a. Từ Nhứ Nhứ lúc nói chuyện, trên thân đột nhiên hiện ra từng đạo màu cam quang mang, hội tụ đến phần lưng. Một đôi màu cam liệt hỏa quang rực đột nhiên ở tại phần lưng triển khai, vô cùng phối hợp xuất hiện tại trên người của nàng. Ông, quang rực chấn động, quả cam lửa đốt cháy. Đây chính là nguyên rực. Nó là một loại từ lực lượng tạo thành quang dực, mà không phải thực thể cánh. Nó bản chất là nguyên dực tộc, cánh xương, lực lượng phóng ra ngoài. Cánh xương, thì là nguyên dực tộc đặc hữu cốt cách, mỗi người đều một cặp. Cánh xương bên trong có đại lượng đặc thù hình thái giới tử, có cùng loại kiếp vòng chứa đựng lực lượng hiệu quả, khai mở cánh xương đối nguyên dực tộc tới nói, cũng là một loại cường đại phương thức. Chỉ bất quá cánh xương có thể dung hội cũng là tinh luân nguyên lực, mà không phải thức thần chi lực. Triển khai nguyên dực Từ Nhứ Nhứ, giống như là có được hai cái màu cam hỏa diễm quang dực tiểu tinh linh. Nàng tại tốc độ, linh hoạt phương diện đều tăng lên rất nhiều, chỉ nháy mắt nàng thì bay đến Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh trước mắt, ngăn cản bọn hắn đường đi. Lý Thiên Mệnh lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ nguyên dực tộc nguyên dực, tinh không vạn tộc thần kỳ quả thật làm cho hắn kinh thán. Bất quá, đối phương loại phương thức này cũng không hữu hảo. Ngươi muốn tìm phiền toái. Lý Thiên Mệnh ánh mắt ngưng tụ, cái kia trong ánh mắt uy nghiêm cũng đã bày ra đi ra. Cái này khiến hắn tại trong lúc vô hình nhiều hơn mấy phần sát cơ, xem xét cũng không phải là dễ trêu nhân vật. Ta, xem các ngươi lén lén lút lút, sợ các ngươi làm cái gì lén lút sự tình. Từ Nhứ Nhứ cắn răng nói. Cút xa một chút. Lý Thiên Mệnh vượt qua nàng, rời đi Tiểu Khuynh Thành, mà Từ Nhứ Nhứ bị hắn trừng mắt liếc, trong lúc nhất thời lâm vào trong hầm băng. Đợi nàng kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh cũng sớm đã đi xa. Thật là một cái quái nhân. Từ Nhứ Nhứ phe phẩy nàng, thiên tranh hỏa dực, bay cao hơn một chút, ngắm nhìn Lý Thiên Mệnh bọn họ rời đi. Bất quá, nàng cũng không dám, lại đuổi theo tìm phiền toái. Dù sao Lý Thiên Mệnh vừa mới khí chàng, đã dọa sợ nàng. Vù vù. Sau đó không lâu, bọn họ rời đi cái này một cái ngôi sao đá vụn, dọc theo nguyên nguyên tinh động tiếp tục hướng xuống. 500.000 ngân trần lưu tại nơi này, hóa thành 5 triệu vô hình con rắn nhỏ, xâm nhập cái thế giới này các mặt, tiếp tục vì Lý Thiên Mệnh thu hoạch nguyên nguyên tinh động tin tức. Hết thảy đều biến đến đơn giản. Lý Thiên Mệnh một bên dọc theo cái này mỹ lệ màu phát sáng tinh động chìm xuống dưới. Hắn một bên thông qua ngân trần hấp thu cái thế giới này tin tức, bao quát nhân văn, địa lý, thế lực, kết cấu. Thông qua ngân trần chấm đen nhỏ ánh mắt cùng lỗ tai, hắn muốn biết,
trên cơ bản đều có thể biết. Đoán chừng đến phía dưới cùng Khôn Lan giới vị trí, phải hơn 10 ngày thời gian. Cái này cũng nói Nguyên Nguyên tinh động cũng không tiểu. Lấy Lý Thiên Mệnh tốc độ bây giờ, đó cũng là như ánh sáng đồng dạng lóe lên một cái rồi biến mất, tầm thường thượng thần muốn nhìn gặp cũng khó khăn. Chìm xuống đồng thời, Lý Thiên Mệnh cũng tại sửa sang lấy Nguyên Nguyên tinh động các phương diện tin tức. Nghe nói Nguyên Dực tộc khởi nguyên cũng là Khôn Lan giới, trước kia bọn họ tổ tiên cùng Hiên Viên Long tộc một dạng, đều là phổ thông nhân tộc, sau đó, Khôn Lan giới bay ra Nguyên Dực, bám vào tại tổ tiên bọn họ trên thân, hòa làm một thể, sau đó truyền thừa xuống tới, tạo thành bọn họ Nguyên Dực tộc. Cùng bản Nguyên Chi Long khác biệt chính là, Nguyên Dực ngược lại có điểm giống là vũ trụ thần nguyên, sẽ kéo dài tại Khôn Lan giới sinh ra, cho đến ngày nay, Khôn Lan giới còn đang sinh ra mới Nguyên Dực, bổ sung Nguyên Dực tộc hệ thống. Nếu như không có bổ sung, khả năng Nguyên Dực tộc sớm liền trở về phổ thông nhân tộc. Đó là bởi vì, Nguyên Dực tại di truyền quá trình bên trong, sẽ có thất truyền, hiện tượng. Một cái đứng đầu cường giả hậu nhân, cũng có thể không có kế thừa đến Nguyên Dực, biến đến thiên phú cực kỳ phổ thông. Mà lại, dưới đại đa số tình huống, không có Nguyên Dực tộc, con cháu của hắn đời sau, đều sẽ không còn có. Từ Nhứ Nhứ nói tới, Khôn Lan giới mở cửa, kỳ thật cũng là mới Nguyên Dực, theo Khôn Lan giới bay ra, tự động lựa chọn mới ký chủ dung hội, truyền thừa. Khương Phi Linh trên móng tay, phong ấn một cái kỹ năng, gọi là Thiên Chi Dực. Thiên Chi Dực cũng là quang mang chi dực. Trên thực tế, Thiên Chi Dực bày ra hiệu quả, cơ hồ cùng Nguyên Dực giống như đúc. Mà lại không chỉ có một, Nguyên Dực cấp bậc phân chia bên trong, thì có Thiên Chi Dực, cái này một cái cấp độ. Nguyên Dực tộc tiền bối, đem đại biểu cho khác biệt thiên phú, tính chất Nguyên Dực, tổng cộng chia làm 5 cái cấp bậc, lấy thiên địa huyền hoàng, mệnh danh. Cộng thêm, phổ thông Nguyên Dực, cùng nhau chính là 5 loại. Trong đó, phổ thông Nguyên Dực tầng thứ thấp nhất, Thiên Chi Dực tối cao. Phàm là nắm giữ Thiên Chi Dực, vậy cũng là đứng đầu nhất thị tộc. Cho đến ngày nay, Nguyên Dực tộc Thiên Chi Dực vẫn rất hiếm thấy. Huyền Chi Cánh, Địa Chi Cánh, đều đã coi như là tương đương cường thế thiên phú. Liền xem như phổ thông Nguyên Dực, tại Nguyên Nguyên tinh động loại này đặc thù hoàn cảnh dưới, cơ hồ đều có thể thành tựu đạp Thiên Chi Cảnh. Linh Nhi, không biết ngươi Thiên Chi Dực, cùng bọn hắn Nguyên Dực tộc Thiên Chi Dực, phải chăng có quan hệ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng không cùng đi, dù sao ta đây là một cái danh từ, mà bọn họ là một loại cấp bậc. Thiên Chi Dực, cũng là Nguyên Dực trí cao cấp bậc. Đến mức còn có hay không cao hơn, vậy cũng không biết. Buồn cười chính là, bọn họ giống như đều đem ngươi trở thành làm Nguyên Dực tộc, ai để ngươi biến thành một cái thằng nhóc con. Ha ha, Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Còn có thể càng giống đây. Khương Phi Linh nói xong, phía sau lưng nàng bỗng nhiên trắng sáng lóng lánh, ngắn ngủi trong nháy mắt, ba cặp to lớn mà trắng như tuyết quang rực cánh triển khai, bao phủ ra. Cái này ba đôi cánh, rõ ràng là quang mang chi rực, nhưng lại có vô số trắng như tuyết lông vũ. Bọn họ tỏa ra huỳnh quang, theo nàng vỗ, biến đến lưu quang giật thải, lộ ra càng thêm mộng huyễn. Thế mà cái này ba đôi quang rực mang tới không chỉ có mộng huyễn. Nhìn kỹ, có thể phát hiện mỗi trắng xóa hoàn toàn quang chi lông vũ, đều có một cái ký hiệu đặc thù. Mỗi cái ký hiệu cũng khác nhau, lại mỗi một cái đều giống như đỉnh phong thần chi ký hiệu, cất giấu hoàn toàn khác biệt ý chí. Không thể nhìn kỹ. Càng là nhìn kỹ, càng là hoa mắt váng đầu. Dù sao, chỉ cần nhìn một cái chỉnh thể, thói quen nàng mang đến mộng huyễn liền tốt. Xem được không? Khương Phi Linh vũ động cái này ba cặp quang chi rực, ở bên cạnh hắn bay tới bay lui, nàng ngả ngớn nga mi, mang theo e lệ hỏi. Đẹp mắt. Thật không hổ là số tuổi vô cùng lớn nữ tử, quanh thân mị lực quả nhiên không tầm thường. Lý Thiên Mệnh tán thán nói. Lăn rồi ngươi, ganh tị. Nàng thu hồi cái này quang dực, về tới Lý Thiên Mệnh bên người. Ngươi xem ra, xác thực cùng Nguyên Dực tộc không có khác biệt. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Thật trùng hợp. Tiếp qua mấy tháng, các loại Khương Phi Linh, lớn lên, khả năng thì không giống. Hiện tại vừa vặn. Tối thiểu nhất Lý Thiên Mệnh nhìn qua Từ Nhứ Nhứ, Thiên Tranh Hỏa Dực, nàng cảm giác kia cùng Khương Phi Linh hoàn toàn tương tự. Khương Phi Linh sống lại sau khi, kỳ thật nàng chân thực cảnh giới chỉ có đạp thiên chi cảnh, vừa thành thượng thần thân thể. Huyết oán chỉ là một cái ngoài ý muốn. Lần này sống lại sau khi, thân thể của nàng, linh hồn đều có nghiêng trời lệch đất thuế biến. Loại này thuế biến tạm thời nói không rõ ràng,
nhưng là rất rõ ràng, nàng không còn là niết bàn trước nàng. Tối thiểu nhất tại cảnh giới trên tu hành, nàng dần dần nới rộng lĩnh ngộ mặt. Rời đi trật tự chi địa về sau, nàng tựa như là tại khôi phục tu vi giống như, hấp thu đại lượng cây loại sức mạnh, bây giờ đã khôi phục được tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất. Chiếu nàng tốc độ này trưởng thành tiếp, tuyệt đối rất đáng sợ. Đương nhiên, con đường tu hành khẳng định là càng lên cao càng khó, nàng hiện tại hiệu quả, một là giống cùng loại bồ đề khôi phục thực lực, hai là giống giác tỉnh tu hành trí nhớ. Cho dù hiện tại chiến đấu lực vẫn chưa được, nhưng là nàng đã thức tỉnh 8 cái móng tay phong ấn thủ đoạn, còn có bản thân phẩm chất riêng, đều có thể trong chiến đấu, mang cho Lý Thiên Mệnh tương đương trợ giúp cực lớn. Bọn họ còn cùng Chu Tước Quốc khi đó một dạng, là Supreme Team. Vĩnh sinh Niết Bàn còn có hai bánh, lại không biết nói khi nào bắt đầu. Lý Thiên Mệnh sợ không biết khi nào, chính mình có thể sẽ mất đi nàng, cho nên càng muốn ở trước đó, đối nàng quen thuộc, hiểu rõ càng nhiều. Thiên Chi Dực, Nguyên Dực, một đi không trở lại Khôn Lan giới, nó nội bộ đến cùng như thế nào? Mang loại này hiếu kỳ, Lý Thiên Mệnh không ngừng chìm xuống. Hắn phát hiện, trong tay Thái Nhất Tháp phía trên xương trắng, cũng càng thêm nồng đậm. Điều này nói rõ phương hướng của hắn là đúng. Còn không có tránh thức tới gần nguyên nguyên tinh động trong cùng nhất Khôn Lan giới, chung quanh cùng bọn hắn có giống nhau mục tiêu người, liền đã càng ngày càng nhiều. Đại bộ phận đều là nguyên dực tộc. Đương nhiên, cũng có ngự thú sư cùng thức thần tu luyện giả tồn tại. Những người này trên cơ bản đều đến tự tử diệu tinh, hoặc là gần nhất tới, hoặc là tổ đi lên. Nguyên nguyên tinh động hằng tinh nguyên đã mất khống chế, cũng không có cướp bóc giá trị, mà lại cuối cùng rồi sẽ tiêu vong. Chính vì vậy, nó cùng minh mông tử diệu tinh giao thoa mà qua, giữa song phương lại không có dẫn phát chiến tranh. Chỉ có một bộ phận nguyên dực tộc di cư tử diệu tinh, một bộ phận tử diệu tinh người, di cư nguyên nguyên tinh động. Thế mà, đến đây nguyên nguyên tinh động tử diệu tinh người, cuối cùng đều sẽ trở về. Bây giờ hai thế giới còn tại nhục thân có thể vượt qua phạm vi bên trong, các loại sắp thoát ly cái phạm vi này, tử diệu tinh người rõ ràng đều sẽ đi. Dù sao nguyên nguyên tinh động trong ngắn hạn có thể, đào kim, lại là một cái không có tương lai thế giới. Có quá nhiều tử diệu tinh người, cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ tiến về Khôn Lan giới. Hắn bởi vậy biến đến cũng không đặc thù. Mà lại cho dù có bắt chuyện, hắn cũng sẽ không nói cho người khác chính mình thì 20 mấy tuổi. Không nhìn số tuổi, hắn cảnh giới này tu luyện giả, nguyên nguyên tinh động khắp nơi đều là. Vù vù. Nguyên một đám nguyên dực tộc phe phẩy các loại nhan sắc, hình dáng nguyên dực, theo bên cạnh hắn lướt qua, hướng về phía dưới lao xuống mà đi. Càng đến phía dưới càng nhiều người. Rất thật tốt vị trí, đều đã bị chiếm hết. Các loại Lý Thiên Mệnh xuống thời điểm, cái này Khôn Lan giới lối vào bên ngoài, tối thiểu tụ tập mấy trăm triệu người. Trong đó 95% đều là nguyên dực tộc, mà lại tiếp tục còn có người thêm vào. Nguyên dực tộc cơ bản đều là đạp thiên chi cảnh trở lên. Cho nên một đám người kia mức độ vẫn còn rất cao. Đặt ở trật tự chi địa, cũng coi là một cái đại quân đoàn. Đứng ở phía trên nhìn xuống, tràng diện có chút hùng vĩ. Mấy ức nguyên dực triển khai, tại Khôn Lan giới phía trên chạy như bay, mỗi một đối quang dực cũng là một điểm sáng, trong lúc nhất thời tựa như là vô số ánh sáng hồ điệp, tạo thành một mảnh đủ mọi màu sắc tinh hải. Không thể không nói, nguyên nguyên tinh động mặc dù sẽ đi hướng diệt vong, có thể nó bây giờ cho thấy mỹ lệ và xinh đẹp, là thật khiến người ta động dung. Trên trời tinh hà lưu chuyển, dưới chân huỳnh quang loạn vũ. Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, chỉ là cái này vô số quang ảnh bên trong không đáng chú ý hai cái. Bọn họ lặng yên biến mất trong đám người, chiếm cứ một vị trí, chuẩn bị tốt thưởng thức cái này dị tinh phía trên tức sẽ sinh ra kỳ tích. Cái kia chính là Khôn Lan giới mở rộng, nguyên dực như bản nguyên long hồn một dạng bay ra. Tự động lựa chọn ký chủ. Không sai, là tự động. Cho nên, lần này biết không nhiều có tranh chấp. Tất cả mọi người tới nơi này đều là tìm vận may, vạn nhất bị nguyên dực chọn chúng đâu. Trên đại thể mỗi cái nguyên dực tộc, bản thân đều có nguyên dực, mà Khôn Lan giới bay ra mới nguyên dực có thể cùng cũ nguyên dực dung hợp, từ đó đạt tới tiến hóa, hiệu quả, để tự thân thiên phú và nguyên dực đều càng mạnh. Chính vì vậy, mỗi lần Khôn Lan giới mở ra, đại bộ phận nguyên dực tộc đều sẽ tới chạm thử vận khí. Vạn nhất đạt được nghịch thiên nguyên dực, vậy liền một bước lên trời. Dù sao lại không cần tranh chấp, nguyên dực đều là tự động chọn chủ. Chính vì vậy, người chung quanh càng ngày càng nhiều. Lý Thiên Mệnh coi như tới sớm,
Tại hắn về sau, phía trên lại chất đống vô số lập lòe quang rực, mỗi một đôi ánh sáng chói mắt cánh, đều đại biểu cho một cái nguyên rực tộc tồn tại. Thẳng đến sau cùng, hắn đi lên nhìn, lập lòe quang rực đều không có cuối cùng. May mắn, nguyên rực tộc là phi thường văn minh, lễ nghi thị tộc. Chỉ cần tại nguyên rực lựa chọn phạm vi bên trong, tới gần hay không cũng không trọng yếu. Bọn họ sau khi tới, cũng không hướng phía trước chen chúc, mà chính là chỉnh tề sắp xếp, càng không đến nơi loạn động. Người là rất nhiều, thế mà Khôn Lan giới đến cùng ở đâu? Lý Thiên Mệnh dùng ba con mắt, hướng về phía dưới nhìn sang. Trên thực tế, lúc này bọn họ phía dưới trống rỗng một mảnh, tất cả đều là hư vô màu đen, tựa như là một cái thâm uyên, không có cái gì. Vì để tránh cho bị Khôn Lan giới nuốt vào đi, cho nên mọi người cũng không có ở rất gần. Lý Thiên Mệnh nhìn rất lâu, Khôn Lan giới rốt cục nghênh đón biến hóa. Một cái cùng, bản nguyên giới diện, cơ hồ hoàn toàn tương tự bình tĩnh hồ nước, xuất hiện ở nguyên nguyên tinh động tận cùng dưới đáy. Nó tựa như là một cái tấm gương, nguyên bản không màu, làm nguyên dực tộc nguyên dực quang mang làm nổi bật ở tại phía trên thời điểm, cái này một mặt hồ nước liền trở thành đủ mọi màu sắc. Cùng bản nguyên giới diện, coi là thật hoàn toàn nhất trí a. Cái này thần kỳ. Vì cái gì hai thế giới, sẽ có hoàn toàn chỗ tương tự, một cái sinh ra nguyên dực, một cái sinh ra bản nguyên chi long. Cũng là hai cái này thần bí chi địa, sáng tạo ra hai cái thị tộc. Làm cái này Khôn Lan giới cửa vào xuất hiện thời điểm, không ngoài dự liệu, tất cả nguyên dực tộc đều vô cùng sùng kính hành lễ. Bọn họ đầy mặt nghiêm túc, tràn đầy cảm ơn chi sắc, như là hành hương đồng dạng. Khôn Lan. Vạn chúng tề hô. Hai chữ này, tại nguyên dực tộc đặc thù ngữ cảnh bên trong, trên thực tế cũng là thủy tổ, ý tứ. Cho nên Khôn Lan giới, cũng chính là thủy tổ giới. Hơn 1 tỷ người cùng một chỗ thành kính hô to, tràng diện này vẫn là rất thật lớn. Ong ong ong. Vô số lập lòe nguyên dực vỗ, những thứ này đến từ phụ mẫu truyền thừa nguyên dực, trên thực tế ban đầu, cũng là đến từ Khôn Lan giới. Không ngoài dự liệu, một hồi nguyên dực sẽ giống như là bản nguyên long hồn một dạng đi ra, tự động chọn chủ, bổ sung nguyên dực tộc thất truyền nguyên dực. Trong đó, huyền chi cánh cùng vàng chi dực, đoán chừng đều nắm chắc 100.000, đỉnh cấp, địa chi cánh, đều có mấy ngàn loại, như là vận khí tốt, khả năng còn sẽ xuất hiện, thiên chi dực. Một cái thiên chi dực nếu có thể truyền thừa tiếp, liền có thể tạo nên một cái đỉnh phong nguyên dực tộc thế gia. Những tin tức này, đều là theo Ngân Trần bên này lấy được. Lý Thiên Mệnh phân ra một bộ phận con rắn nhỏ, để nó trải rộng cái này Khôn Lan giới phía trên các nơi, để nó thám thính các phương tin tức. Loại này thời điểm then chốt, lại không người để ý bên người chạy loạn kim loại con rắn nhỏ. Đúng rồi, Thái Nhất Tháp. Đi tới nơi này, Thái Nhất Tháp có tương đương mãnh liệt phản ứng. Rất hiển nhiên, hắn cho Lý Thiên Mệnh nhắc nhở chỗ cần đến đã đến. Ta có thể ở chỗ này, tìm tới nó mất đi bộ phận sao? Mang hiếu kỳ, Lý Thiên Mệnh len lén đem Thái Nhất Tháp theo tu di giới chỉ bên trong đi ra. Quả thật đúng là không sai. Cái này trắng tháp phía trên sương mù dày đặc đã sớm vô cùng nồng đậm. Thân tháp phát sinh chấn động, một cỗ mạnh mẽ lực đạo bỗng nhiên lan truyền vì tới. Ông! Thái Nhất Tháp vậy mà tuột tay. Lý Thiên Mệnh một chút sửng sốt một chút, cái kia Thái Nhất Tháp thì bay khỏi bên cạnh hắn. Tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, vậy mà hướng về phía dưới Khôn Lan giới cửa vào đánh tới. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh mộng. Thì cái này nháy mắt. Thái Nhất Tháp hóa thành một đạo bạch quang, tại rất nhiều nguyên dực tộc tiếng kinh hô âm bên trong, trực tiếp va vào Khôn Lan giới cửa vào cái kia bình tĩnh hồ nước phía trên. Bịch, bọt nước văng khắp nơi. Gợn sóng dập dờn. Sau đó, hết rồi. Lý Thiên Mệnh gãi gãi trong tay không khí, nhìn nhìn lại cái kia khôi phục lại bình tĩnh Khôn Lan giới cửa vào, cả người đều lộn xộn. Cái này, suy nghĩ kỹ một chút, theo Đông Hoàng Tông bên trong đạt được nó đến bây giờ. Thì không còn có mất đi. Lần này không có chút nào chuẩn bị, mạc danh kỳ diệu liền không có. Mấu chốt là, nó không phải là bị cướp đi, mà chính là tiến vào, một đi không trở lại, Khôn Lan giới. Cái kia không phải tương đương với triệt để không có. Ách, Lý Thiên Mệnh còn đang ngẩn người. Ca ca, nó sẽ về tới tìm ngươi à? Khương Phi Linh ngơ ngác hỏi. Sẽ đi, thần hồn tháp, tử phủ tháp cùng thanh linh tháp. Đều còn tại trên người của ta đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn chỉ có thể như thế an ủi mình. Dưới tình huống bình thường, tiến vào Khôn Lan giới đồ vật, làm sao lại trở về đâu.
Vừa nghĩ tới đó, Lý Thiên Mệnh liền bắt đầu phiền muộn. Mặc kệ là Đông Hoàng Kiếm vẫn là Thái Nhất Tháp, đó cũng đều là trên người hắn chân chính thần vật. Viết A, đến cái chỗ chết tiệt này, thu hoạch không có, trước hết vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Lý Thiên Mệnh càng nghĩ càng là biệt khuất. Không có đâu, phu nhân vẫn còn ở đó. Khương Phi Linh lôi kéo cánh tay của hắn, nháy mắt to an ủi. Vậy cũng đúng. Ngoại trừ nhận mệnh, Lý Thiên Mệnh giống như cũng không có biện pháp nào khác. Hắn cũng không thể giết tiến Khôn Lan giới. Chỉ có thể vào không thể ra địa phương, đối với người nào tới nói đều là ác mộng. May mắn Thái Nhất Tháp đi được nhanh, chung quanh cũng không có những người khác chú ý bọn họ, cho nên rất nhiều người đều chỉ có thấy được Thái Nhất Tháp, lại không thấy được thứ này là theo Lý Thiên Mệnh trong tay chạy đi xuống. Thứ gì rơi xuống rồi? Không phải rơi xuống, mà chính là bị Khôn Lan giới hút đi vào. Cái gì? Chuyện này đưa tới rất nhiều bàn tán sôi nổi. Mọi người nhìn lấy bình tĩnh hồ nước gợn sóng chấn động, không khỏi nín thở. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm trước kia, xuất hiện biến hóa thời điểm, chính là vô số nguyên dực sinh ra, tự động chọn chủ thời điểm. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, vô số run rẩy hai mắt nhìn chằm chằm cái kia một mặt hồ nước. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng kéo Khương Phi Linh vòng eo, cũng tò mò nhìn hồ này. Nói thật, hắn không phải nguyên dực tộc, vốn chính là nhìn cái náo nhiệt. Không nghĩ tới Thái Nhất Tháp vô duyên vô cớ mất đi đi vào, cứ như vậy, tiếp xuống biến hóa thì rất trọng yếu. Muốn là Thái Nhất Tháp không trở lại, cái kia vách đá dựng đứng là thua thiệt lớn. Thượng Thiên phù hộ. Tiếp đó, vừa mới bình tĩnh mặt hồ, lập tức gợn sóng chấn động, vô số ánh sáng rực rỡ hoa tại nội bộ lập lòe. Ở chung quanh hằng tinh nguyên phong bạo chiếu rọi xuống, mỗi người hai mắt, đều có đủ mọi màu sắc huỳnh quang lưu chuyển, như là màu phát sáng bảo thạch. Đây là chờ đợi may mắn buông xuống thời khắc. Không có cách nào cạnh tranh, gần phía trước cũng vô dụng, thuần túy chờ đợi nguyên dực lựa chọn của mình. Phương thức như vậy, để mỗi người đều cho là mình có lẽ có cơ hội, tại may mắn trước mặt tựa hồ chúng sinh bình đẳng. Thế mà đây thật ra là sai. Từ xưa đến nay, theo Khôn Lan giới đi ra nguyên dực, thường thường đều có khuynh hướng thiên phú, gia thế người càng tốt hơn. Cho dù có người bình thường đạt được đỉnh cấp nguyên dực, trên thực tế đến tiếp sau cũng sẽ phát hiện, vị này người bình thường bản thân thì có tuyệt thế thiên phú, chỉ là bởi vì xuất thân quá thấp bị mai một mà thôi. Cho nên nói, khí vận thứ này, nó cùng mỗi cá nhân trên người phẩm chất riêng đều có quan hệ. Ong ong ong, Khôn Lan giới lối vào sóng nước đã đang dập dờn. Đúng vào lúc này, sau lưng truyền đến rối loạn tưng bừng, để cái này yên tĩnh khu vực bỗng nhiên loạn cả lên. Rất nhiều người đều quay đầu nhìn lại. Hoàng tộc người tới, tránh mau tránh. Là, Bách Hoa phu nhân. Nguyên dực tộc người rất thức thời, bọn họ đánh nhau phá đẳng cấp ngăn cách dã tâm không mạnh, đại đa số người tính tình đều khuynh hướng đôn hậu, mềm mại, dạng này người thường thường càng thần phục quyền uy, như thế hình thành xã sẽ khá ổn định, nhưng tổng thể sẽ lại yếu, như đụng tới trật tự thiên tộc loại này chiến đấu chi tộc, rất dễ dàng bị nuốt lấy. Bọn họ nói hoàng tộc, cũng là, nguyên dực hoàng tộc thống trị nguyên nguyên tinh động đã có mấy trăm vạn năm lịch sử, theo bọn họ hằng tinh nguyên thời đại đến bây giờ tinh động thời đại, cái này hoàng tộc một mực đem khống lấy nơi đây mệnh mạch, cho tới bây giờ cũng không từng dao động qua. Nguyên dực hoàng tộc, tự nhiên nắm giữ tối đỉnh cấp nguyên dực, trước mắt nguyên dực tộc, thiên chi dực, truyền thừa huyết mạch, trên cơ bản đều tập trung ở nguyên dực hoàng tộc. Nguyên dực tộc thuận theo cường giả, trật tự thiên tộc cũng thuận theo cường giả, nhưng trên bản chất là khác biệt. Trật tự thiên tộc đối cường giả kính trọng, bắt nguồn từ đối cường giả thực lực tán thành, mà nguyên dực tộc thuận theo cường giả, bắt nguồn từ kính sợ cùng không dám phản kháng, bắt nguồn từ bảo thủ không chịu thay đổi. Cho nên khi nguyên dực hoàng tộc buông xuống thời điểm, bọn họ đều rất thức thời, dù là khoảng cách Khôn Lan giới cửa vào xa gần cũng không ảnh hưởng nguyên dực chọn chủ, bọn họ vẫn là sẽ đem vị trí tốt nhất, nhường cho hoàng tộc. Lý Thiên Mệnh vừa lúc ở bọn họ đại đội ngũ tiến lên trên đường. Sau đó hắn cũng thuận đường tránh ra. Nói thật, hoàng tộc cũng liền hơn 1.000 người đi qua, nhưng nguyên dực tộc nhường ra, kính sợ thông đạo, đều đầy đủ mấy vạn người đi xuống. Qua, rất nhiều phe phẩy cánh bay múa nguyên dực tộc, cũng đều là lần đầu tiên nhìn đến tôn quý nhất hoàng tộc, bọn họ nháy lóe ra thiện lương quang mang hai mắt, hiếu kỳ lại hâm mộ nhìn lấy nhóm người kia rơi xuống. Nguyên dực hoàng tộc người mặc lộng lẫy phục sức, bọn họ yêu thích tại quần áo hóa trang điểm chính mình. Cho nên đều ăn mặc so sánh sức tưởng tượng. Có thể rõ ràng nhìn đến, bọn họ nguyên dực cũng rất cao cấp. Các loại nhan sắc,
thuộc tính, hình dáng. Nhất làm cho Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn chính là, hắn nhìn đến Nguyên Dực Hoàng tộc thân cao so sánh tộc nhân khác, rõ ràng cao hơn chọn một chút, cao nhất mấy vị, đều gần giống như hắn. Thân cao càng cao, rõ ràng Nguyên Dực đẳng cấp càng cao. Trong đó chói mắt nhất, khẳng định là phía trước nhất hai nữ tử, còn lại Nguyên Dực Hoàng tộc trên cơ bản đều là hai người bọn họ hộ vệ. Theo hình dạng phía trên, hai người này hẳn là mẫu nữ. Trong đó một chút lớn tuổi cái vị kia, chính là mọi người trong miệng, Bách Hoa Phu Nhân, đây là một vị ung dung hoa quý nữ nhân, mười phần đoan trang tuấn tú, trong lúc phất tay tản ra vô cùng mị lực, có loại mẫu nghi thiên hạ cảm giác. Một vị khác thì là thiếu nữ, nàng người mặc trang trí đủ mọi màu sắc đầy sao màu đen váy dài, cái này váy dài nở rộ thời điểm, theo trên không nhìn giống như là một đóa kiểu diễm màu đen hoa hồng, thiếu nữ số tuổi không dễ phán đoán, bất qua tối thiểu xem ra rất trẻ trung, hơn nữa còn có cùng bề ngoài không phù hợp lãnh diễm khí chất, xem ra cũng phá lệ cao quý. Cầm giữ có như thế bề ngoài và khí chất, thân phận của nàng hiển nhiên không thể so với sát phách tử diệu tinh thần dụ công chúa kém. Xem toàn thể lên, nàng liền giống như là một đóa màu đen lãnh diễm hoa trung tiểu nữ vương, cái kia đen nhánh hai mắt giống như đêm tối trân châu, nhất là dễ thấy chính là sau lưng nàng hai cánh, này đôi dương cánh mở về sau vô cùng to lớn, nó cơ hồ cùng hắc ám dung hội ở cùng nhau, trên đó ánh sao lấp lánh, một đôi cánh, tựa như là một mảnh màu đen tinh không. Có thể nói, vô cùng khốc khoe. Loại này lãnh diễm kiêu ngạo khí chất, để Lý Thiên Mệnh cũng nhìn không được nhìn nhiều mấy lần. Đám người bọn họ tới muộn, nhưng vẫn là đi thẳng đến phía dưới cùng, nháy mắt thì theo Lý Thiên Mệnh trước mắt đi qua, về sau lúc trước nhường đường Nguyên Dực tộc đều về tới vị trí cũ, Lý Thiên Mệnh cũng không nhìn thấy bọn này hoàng tộc. Ngân Trần nói hai người này gọi là Bách Hoa Phu Nhân, cùng Kỷ Linh Tiên. Trong đó Kỷ Linh Tiên là Nguyên Dực tộc, trưởng thượng, dòng chính cháu gái, Bách Hoa Phu Nhân thì là con dâu của hắn. Lý Thiên Mệnh nói, sau đó thì sao, ngươi nghe ngóng rõ ràng như vậy làm gì? Khương Phi Linh hỏi. Cái kia, biết người biết ta, trăm chiến không thua. Có một chút Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, cái kia chính là, Nguyên Dực tộc nắm giữ đế tôn. Bọn họ, trưởng thượng, Nguyên Dực tộc Chi Hoàng, cũng là một vị đế tôn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không thành vấn đề, dạng này một cái phiêu lưu thế giới, nếu là không có đế tôn tọa chấn, lại không có tinh thần thủ hộ kết giới, sớm đã bị người xâm chiếm. Hắn chỗ lấy để Ngân Trần nghe ngóng cái này, Kỷ Linh Tiên, tin tức. Kỳ thật cũng là đối trật tự chi địa bên ngoài đỉnh cấp thiên phú người cảm thấy hiếu kỳ. Đi qua Ngân Trần tin tức chỉnh lý, Lý Thiên Mệnh biết được, Kỷ Linh Tiên, cũng là Nguyên Dực tộc tối cao thiên phú, nắm giữ thiên chi dực, vĩnh dạ thiên dực, đừng nhìn nàng tuổi thanh xuân, kỳ thật nàng số tuổi so Long Nhân Xá còn nhiều hơn mấy tuổi, cảnh giới thì tu hành đến thần dương vương cảnh cấp thứ nhất. Cũng rất tốt, dù sao đây là một cái, nửa hằng tinh nguyên thế giới, lớn nhất cao cấp, đế tôn cháu gái, cả tộc chi lực chế tạo. Tối thiểu nhất Thái Dương Vạn Tông không có đế tôn. Đương nhiên, năm 60 tuổi đối trật tự tinh không tới nói, xác thực cũng là thiếu nữ, chỉ là cùng Lý Thiên Mệnh không cách nào so sánh được. Một chút so sánh một chút, Lý Thiên Mệnh liền phát hiện, sát phách tử diệu tinh diệp thần tại tinh không trong vạn tộc, đúng là nghiền ép hết thảy tồn tại. Đã tại tử diệu tinh phụ cận, xem ra, ta phải tìm cơ hội mượn dùng trước kia tạo thế. Mấy tỷ lập lòe nguyên dực không ngừng chấn động, khiến người ta hoa mắt. Tại cái này ánh sáng phía dưới cùng, tuổi thanh xuân Nguyên Dực tộc tiểu công chúa, Kỷ Linh Tiên, cùng mẫu thân của nàng, Bách Hoa Phu Nhân, tự nhiên là bao trùm tại chúng sinh phía trên nhân vật. Nguyên Dực hoàng tộc cùng trật tự thiên tộc, tử tiêu đế cung, thần diệu hoàng tộc cũng khác nhau, bọn họ tại nguyên tinh động bên trong mấy triệu năm, đều không một cái người khiêu chiến, mặc kệ bọn hắn tại đối mặt ngoại tộc thời điểm nhiều yếu thế, đối nội đối mặt con dân, bọn họ đều là cao cao tại thượng, sừng sững đám mây. Loại này quân lâm thiên hạ tư thái, tại Kỷ Linh Tiên trong mắt, có thể nhìn đến phá lệ rõ ràng. Nàng cái kia đen bóng hai mắt, nhìn chăm chú phía dưới Khôn Lan giới cửa vào, ba vân quỷ quyệt. Mẫu thân, tìm nhiều năm như vậy, trường sinh dực, tìm được rồi sao? Kỷ Linh Tiên hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không có đâu, nơi nào có tốt như vậy tìm. Loại này, thiên chi dực, cơ hồ đoạn truyền. Khá hơn chút năm cũng không có xuất hiện qua. Bách Hoa Phu Nhân lắc đầu nói. Chỉ có trường sinh dực, cánh xương, có thể tăng phúc vĩnh dạ thiên dực, đều do đám tiền bối quá làm loạn, không cho trường sinh dực những người thừa kế đường sống, coi như nuôi nhốt cũng không thể để người diệt tuyệt a,
hiện tại tốt, trường sinh dực không có, chúng ta vĩnh dạ thiên dực cũng rất khó đến cao điểm. Kỷ Linh Tiên mày ngài hơi nhíu, nàng đã không phải lần đầu tiên biểu thị bất mãn. Cũng không phải như vậy, chủ yếu là đào đi cánh xương phương thức quá mức thống khổ, cho nên bọn họ biết mình xuống tràng, rất nhiều trường sinh dực giác tỉnh người, cơ bản không dám xuất đầu, coi như bị bắt lại, bọn họ cũng sẽ tự vận, lâu dài trước kia, diệt tuyệt rất bình thường. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Khôn Lan giới có thể sinh ra trường sinh dực, chỉ cần chúng ta bắt lấy người thừa kế, liền có thể xem như một cái ngọn nguồn, để hắn đem trường sinh dực truyền thừa xuống, số lượng vừa phải tước đoạt cánh xương. Bách Hoa phu nhân bình tĩnh nói. Mẫu thân, người cái này nói, giống nuôi nhốt súc sinh. Kỷ Linh Tiên nói. Không có cách, hoàng tộc cần phải bảo vệ nguyên nguyên tinh động, nhất định phải mạnh hơn, trường sinh dực mặc dù là thiên chi dực. Nhưng ngoại trừ làm cho ký chủ sống được lâu lâu một chút, không có còn lại tác dụng, bọn họ nhất tộc lý nên vì nguyên dực tộc làm ra cống hiến. Đây là vĩ đại sự nghiệp, đáng tiếc trước kia trường sinh dực tộc chỉ muốn trốn tránh, đều là kẻ hèn nhát. Bách Hoa phu nhân trong hai mắt, toát ra vẻ khinh bỉ, mỉa mai. Nói như thế, nhưng vẫn là ý nghĩ hão huyền, Khôn Lan giới đã có mấy vạn năm không có xuất hiện qua trường sinh dực. Mỗi lần chúng ta hoàng tộc đều ở đây đợi, còn không phải đợi không. Biết sớm như vậy, lúc trước một chút cho, trường sinh dực tộc, một chút đường sống, cũng không đến mức hôm nay như thế xấu hổ. Gia gia tuổi tác đã lớn, ta cùng phụ thân đều thiếu khuyết trường sinh dực, nếu là ở Tử Diệu Tinh không có cách xa đoạn thời kỳ này, gia gia già nua, đế tôn không thể nối liền, vậy cũng quái tiền bối không có thấy xa. Kỷ Linh Tiên có chút phiền muộn nói. Ai, không có cách nào, Bách Hoa phu nhân giận dữ nói. Các nàng vừa mới trò chuyện xong, đúng lúc này thời điểm. Khôn Lan giới cửa vào cái kia một mặt hồ nước đột nhiên đại biến. Gấp 10 lần tinh quang thiểm diệu. Ông, biến hóa như thế, để tại chỗ tất cả mọi người kích động lên. Nơi này ngoại trừ nguyên dực tộc bên ngoài, còn có không ít đến từ Tử Diệu Tinh người. Lý Thiên Mệnh vừa nghe được một cái tin tức trọng yếu, cái kia chính là, chỉ cần là nhân tộc, cũng có thể bị nguyên dực chọn chúng. Chính vì vậy, những năm này mới một mực có Tử Diệu Tinh người qua đến bên này tìm vận may. Vạn nhất ngự thú sư cùng thức thần tu luyện giả đạt được nguyên dực, vậy thì đồng nghĩa với chiến đấu thủ đoạn càng nhiều, át chủ bài mạnh hơn. Đương nhiên, loại này khái tỷ lệ rất thấp. Tử Diệu Tinh tu luyện giả đạt được nguyên dực xác suất chỉ có nguyên dực tộc 10%, tăng thêm tại chỗ cơ bản đều là nguyên dực tộc, Tử Diệu Tinh tu luyện giả cao nữa là cũng liền tiếp cận một cái náo nhiệt. Ngay cả như vậy, làm chưa chọn chủ nguyên dực theo sôi trào trong mặt hồ hướng lúc đi ra. Tử Diệu Tinh tu luyện giả cũng cùng theo một lúc kích động. Qua, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, đều cùng nhau sợ hãi than một tiếng. Bản nguyên long hồn theo bản nguyên giới diện sinh ra, đó là rung động, trầm trọng, đại khí bàng bạc. Mà nguyên dực theo cái này mặt hồ sinh ra, đó là mỹ lệ, chói lọi. Màu sắc khác nhau, hình dáng, lớn nhỏ lập lòe cánh, một đôi tiếp lấy một đôi theo trên mặt hồ bay ra ngoài, giống như là vô số hồ điệp phá kén mà ra. Lập lòe huỳnh quang trong lúc nhất thời phủ kín tầm mắt, chạm mặt tới. Ong ong ong. Ngay từ đầu xuất hiện, hẳn là đẳng cấp tương đối thấp, hoàng chi dực là nguyên dực đẳng cấp thứ hai, tại chỗ đại đa số người đều là phổ thông nguyên dực, làm những thứ này đến hàng vạn mà tính hoàng chi dực bay ra ngoài, tự động chọn chủ, dung hội tiến người may mắn cánh xương, làm đến nguyên dực tiến hóa, thiên phú, thuộc tính toàn diện tăng lên. Này bằng với là trời cao ban cho cánh. Cái kia đập vào mặt hồ điệp thực sự nhiều lắm, Lý Thiên Mệnh nhìn hoa cả mắt. Khôn Lan giới, Thủy Long Động, đây rốt cuộc là địa phương nào a? Trật tự tinh không tu luyện giả thiên phú cơ sở, chính là một loại khác tồn tại biếu tặng. Nếu như nói Hiên Viên Long tộc cộng sinh thú là từ bản nguyên chi long mà đến, cái kia Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể hoài nghi, thức thần kiếp vòng, cộng sinh thú, nguyên dực, đều đến từ một cái khác kỳ diệu chi địa. Dị độ ký ức không gian là hỗ thông. Như vậy Khôn Lan giới cùng Thủy Long Động, phải chăng liên hệ? Trên thực tế dị độ ký ức không gian, đều xem như một cái tiến vào được, về không được thế giới. Thật xinh đẹp. Khương Phi Linh thì hoàn toàn đắm chìm trong nguyên dực trói lọi bên trong, cái kia từng đôi như cánh bướm một dạng nguyên dực, theo bên cạnh nàng bay lượn mà qua, bởi vì không có chọn chúng nàng, nàng còn có chút không cao hứng, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nàng cũng không phải là nguyên dực tộc, coi như cho nàng, vậy cũng không có tác dụng gì. Nhiều nhất, chỉ là đối đồ vật đẹp yêu thích thôi. Linh Nhi, người tại Nguyệt Chi Thần cảnh Nguyệt Hạch bên trong cho thấy cái kia một đôi chân gà, so những thứ này tốt đã thấy nhiều.
Huỳnh Hỏa hồi tưởng đã từng cái kia một đôi trong nháy mắt chìm ngập hy hoàng vũ dực, vô cùng cảm khái nói. Gọi là vũ dực, không gọi chân gà. Khương Phi Linh dở khóc dở cười nói. Nàng vươn tay, đi đụng vào những cái kia chưa chọn chủ nguyên dực, từng đạo nguyên dực theo nàng khe hở ở giữa bay qua, cuối cùng rơi vào nguyên một đám may mắn trên thân, mỗi cái bị vận mệnh chiếu cố mọi người đều mừng rỡ như điên, bọn họ đại đa số đều là người trẻ tuổi, cho nên biểu hiện được rất nhiệt liệt. Ong ong ong, không thể đếm hết được nguyên dực, tiếp tục theo khôn lan giới sinh ra. Đây là trật tự tinh không kỳ tích. Lý Thiên Mệnh có thể đi tới nơi này ngoài ước vạn dặm tận mắt chứng kiến, cũng may mà Cửu Long đế táng, bằng không hắn rất có thể cả một đời đều không gặp được. Hoàng chi dực về sau, đản sinh huyền chi dực càng thêm rung động. Càng lớn, càng lập lòe, càng mê huyễn cánh, có giống như là hồ điệp, có giống như là phi điểu, còn có hình dáng như sắt thép. Sau một lúc lâu, địa chi dực sinh ra. Địa chi dực số lượng không đến 1000, mỗi một cái đều cực kỳ chân quý, làm những thứ này đỉnh phong nguyên dực bay lúc đi ra, vạn chúng đều ồn ào lên, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chờ đợi lấy may mắn chiếu cố chính mình. Thế mà đại đa số người chỉ có thể thất vọng, bởi vì chúng thưởng loại chuyện này, cơ bản sẽ không phát sinh trên người mình. Trước mặt hoàng chi dực đó là tứ đẳng phần thưởng, bình thường tứ đẳng phần thưởng không có cầm tới. Cũng đừng nghĩ tam đẳng phần thưởng, giải nhì. Dù sao, nơi này nhưng có hơn 1 tỷ người a. Căn bản không đủ phân. Không đến 1000 địa chi dực, cơ bản cho thiên phú tốt nhất người trẻ tuổi. Mỗi người đạt được về sau, đều mừng rỡ như điên, khắp trốn mừng vui, cùng thân nhân bằng hữu nhóm nhiệt tình ôm nhau, tiếp đi ra nghênh tiếp bọn họ, lại là đỉnh phong học cung cảnh ô lưu, còn có khoáng đạt tiền đồ. Hôm nay địa chi dực người thừa kế, toàn bộ đều là tiêu điểm. Bọn họ rất có thể trong tương lai, sáng tạo một cái mới trỗi dậy thế gia. Chứng kiến lấy bọn hắn cuồng hoan, đến đón lấy cũng đến cuối cùng thời khắc, chỉ còn lại một cái lo lắng, cái kia chính là, lần này khôn lan giới mở cửa, sẽ sinh ra thiên chi dực sao? Ong ong ong, mặt hồ chính đang chấn động. Nó có khả năng dần dần lắng lại, sau đó hoàn toàn biến mất, đóng lại, cũng có khả năng tại thời khắc cuối cùng, sinh ra tượng trưng cho chí tôn thiên chi dực. Mỗi người hai mắt, đều chuyên chú trong đó. Rầm rầm rầm, mặt hồ khuấy động càng ngày càng mãnh liệt. Thất thải quang mang càng thêm lập lòe, làm đến cái này một mặt hồ nước, hoàn toàn biến thành một cái chói mắt vật sáng. Vô số nguyên dực tộc ánh mắt, cũng biến đến càng thêm trong suốt sáng long lanh. Mọi người nín thở, tâm tình khẩn trương đến cực hạn. Nếu như sẽ xuất hiện thiên chi dực, cái kia chính là giải đặc biệt, chỉ thuộc về một người. Một cái kia may mắn, nhất định sẽ trở thành toàn bộ nguyên tinh động chú mục tiêu điểm. Ngoại trừ trên mặt hồ dòng nước khuấy động, chung quanh một lần lâm vào tĩnh mịch bên trong. Bỗng nhiên, trên mặt hồ quang đã lóa mắt đến cực hạn. Ông! Trong mơ hồ, một đôi rộng chừng 10.000 mét, vô cùng lập lòe thuần trắng vũ dực tại trong hồ nước dần dần ngưng thực, như ẩn như hiện. Từng đạo trắng như tuyết điện lưu, tại cái này vũ dực bên trong lưu chuyển. Làm đến cái này một đôi vũ dực lộ ra càng thêm mãnh liệt. Ầm ầm. Trông thấy cái này một đôi vũ dực thời khắc, khôn lan giới trước vô số người đều phát ra ngạc nhiên gọi tiếng. Trong lúc nhất thời kinh hãi nổ toàn trường. Không hề nghi ngờ, làm cho người mong đợi thiên chi dực ra đời. Trên thực tế, một đôi thiên chi dực, đại biểu không hề chỉ là một đôi. Thiên chi dực kế thừa về sau, là có thể truyền thừa. Theo khôn lan giới có được nguyên dực, có thể truyền đi xa xưa nhất, thậm chí nhiều đời đều không ngừng tuyệt. Cho nên, nó rất khả năng đại biểu chính là một cái đỉnh cấp thiên chi dực thế gia. Không cần tranh đoạt, may mắn có thể được. Chính vì vậy, mỗi người đều sẽ cảm thấy mình có cơ hội này. Kết quả là, cả đám đều điên rồi, đối người trẻ tuổi tới nói, thiên chi dực càng là mộng tưởng. Thần may mắn, sẽ chiếu cố chính mình sao? Thiên chi dực, dương cánh hơn vạn mét, thì đã nói rõ hết thảy. Dầm dập, mọi người lâm vào cuồng hoan bên trong, cho dù là quy quy củ nguyên dực tộc, trong lúc nhất thời đều lâm vào trong hỗn loạn. Mỗi người ánh mắt, cơ hồ đều sáng lên rất nhiều lần. Đến cùng là cái gì thiên chi dực? Không biết, mau ra đây. Trên thực tế, cái kia một đôi thiên chi dực coi như còn tại trong mặt hồ, rất nhiều đỉnh cấp nhân vật vẫn là rất nhanh liền phân biệt nhận ra. Cái này, có điểm giống là thất truyền tiếp cận 2 triệu năm tối đỉnh cấp thiên chi dực. Tinh động sử trước đó nguyên dực. Nguyên tinh động lịch sử chia làm hai bộ phận.
một cái là hằng tinh nguyên thời kỳ, một cái là tinh động thời kỳ. Tinh động sử trước đó, cái kia chính là hằng tinh nguyên thời kỳ. Các ngươi nói, sẽ không phải là Thiểm Linh Thiên Dực a? Thuyết pháp này là đầy đủ để rất nhiều người hít thở không thông. Thiểm Linh thế gia cũng là tiền sử đã từng khiêu chiến qua hoàng tộc cái kia. Trong lịch sử Khôn Lan giới chỉ từng sinh ra mấy lần Thiểm Linh Thiên Dực, nhưng là phía trên một đôi đã sớm thất truyền. Thiểm Linh Thiên Dực bốn chữ này bằng tốc độ kinh người truyền đi. Rất nhiều người cũng không biết cái này điển tịch. Đây thật ra là một loại thượng cổ nguyên dực, không có truy đến cùng lịch sử người, trên cơ bản cũng không biết. Còn thật có thể là Thiểm Linh. Thiên Chi Dực là nguyên dực cấp bậc cao nhất, mà Thiểm Linh Thiên Dực tại Thiên Chi Dực cấp bậc này bên trong, đều là tối đỉnh cấp một loại. Bây giờ nguyên dực tộc vẫn tồn tại đỉnh cấp Thiên Chi Dực, có thể cùng Thiểm Linh Thiên Dực so sánh cũng không nhiều. Thiểm Linh vừa ra, càng thêm ầm ầm. Rất nhiều truyền tin thạch đều bay ra ngoài, truyền khắp nguyên nguyên tinh động. Rất hiển nhiên, còn có không ít người đánh giá thấp hôm nay Khôn Lan giới biếu tặng. Tất cả mọi người lại lần nữa ngừng thở, chờ đợi lấy một đời mới, Thiểm Linh chi tử, sinh ra. Như loại này đỉnh cấp thiên chi dực, trên cơ bản đều sẽ không lựa chọn vượt qua 100 tuổi người. Bởi vì càng là tuổi nhỏ, càng là có tính dẻo. Thiểm Linh thiên dực. Theo mọi người một tiếng hô hoán, cái kia một đôi thiên chi dực tránh thức theo mặt hồ bên trong sinh ra, thoát ly Khôn Lan giới. Từ đó, Khôn Lan giới cái kia mặt hồ ngay đầu tiên thì phai nhạt xuống, sau đó bỗng nhiên tiêu tán. Cái này mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh Thái Nhất Tháp, trong thời gian ngắn giống như đều không về được. Mà cái này một đôi thiên chi dực, cũng là Khôn Lan giới sau cùng tạo hóa. Nhìn bộ dáng cùng thần uy, thật là Thiểm Linh. Rất đa nguyên dực tộc trưởng bối, ào ào thần sắc chấn động. Bọn họ còn không có thời gian rung động, cái kia to lớn Thiểm Linh thiên dực thì bay tới. Đến rồi. Một đôi trắng như tuyết vũ dực, mang theo một loại thần diệu màu trắng lôi đình, vỗ chạy như bay mà lên. Những cái kia thuần trắng như sữa bò giống như lôi đình tại vũ dực thượng lưu chuyển, lưu quang giật thải, cực sự tươi đẹp. Quỷ dị nhất chính là, cái này một đôi vũ dực mỗi một lần vỗ, nó đều sẽ trong nháy mắt biến mất, sau đó lại xuất hiện tại một vị trí khác. Chỉ trong nháy mắt, nó liền đến vạn chúng trước đó. Quá nhanh. Trên thực tế, Thiểm Linh Thiên Dực cũng là lấy tốc độ lấy xưng. Bất quá, tốc độ của nó cũng không phải phổ thông tốc độ, mà là một loại không thể tưởng tượng không gian năng lực. Nói đơn giản một chút, gọi là thuấn gian di động, cũng có thể gọi là lấp lóe. Một lần lấp lóe, một vị trí. Vĩnh viễn suy nghĩ không thấu. Khoảng cách Thiểm Linh Thiên Dực gần nhất người, không thể nghi ngờ cũng là nguyên dực hoàng tộc Bách Hoa Phu Nhân cùng Kỷ Linh Tiên. Cái này như hoa hồng đen giống như thiếu nữ, từ cái này Thiểm Linh Thiên Dực xuất hiện một khắc, nàng liền đã hai mắt đỏ thẫm. Ta là nguyên dực tộc thiên phú cao nhất người, Thiểm Linh Thiên Dực nhất định vì ta mà đến. Tuổi trẻ, tư chất cao, bối cảnh hùng hậu, đây đều là tư bản. Tối thiểu nhất cùng tại chỗ tất cả nguyên dực tộc so, nàng tìm không ra cái thứ hai có thể cùng mình so sánh người. Buông lỏng một chút, Bách Hoa Phu Nhân cầm cánh tay của nàng. Nhưng trên thực tế, liền nàng đều có chút hô hấp co quắp. Thân phận nàng không thấp, cũng biết Thiểm Linh Thiên Dực ý nghĩa. Kỷ Linh Tiên đã nắm giữ Vĩnh Dạ Thiên Dực, nếu như loại này chưa chọn chủ Thiểm Linh Thiên Dực có thể lựa chọn nàng, hai cái tướng cùng cấp bậc Thiên Chi Dực một khi phát sinh dung hợp, vậy liền sẽ sinh ra xưa nay chưa từng có thiên phú. Đến lúc đó, đế tôn cũng là 100%. Kỷ Linh Tiên hít sâu một hơi. Nàng chờ đợi cái kia Thiểm Linh Thiên Dực vọt tới nàng. Hết thảy tới rất nhanh. Nàng thậm chí triển khai Vĩnh Dạ Thiên Dực, muốn hấp dẫn Thiểm Linh Thiên Dực đến. Nàng cơ hồ đối với Thiểm Linh Thiên Dực gào thét. Đừng chọn, ta chính là thích hợp nhất người. Thế mà, Thiểm Linh Thiên Dực rất nhanh cấp ra đáp án. Siêu. Một lần lấp lóe, cái kia 10.000 mét lớn lên cánh lớn xuất hiện ở Kỷ Linh Tiên về sau. Nó một bên lấp lóe, một bên thu nhỏ. Mục tiêu của nó tựa hồ vô cùng kiên định. Là ai? Rất nhiều người kinh hô, mỗi người đều trừng to mắt nhìn chằm chằm cái kia Thiểm Linh Thiên Dực, hoàn toàn không cách nào hô hấp. Đối Kỷ Linh Tiên tới nói, hết thảy đều kết thúc. Nàng vô cùng khó chịu nhắm mắt lại, hai tay nắm tay, cả người cứng ngắc đến đáng sợ. Nhân sinh khó chịu nhất chính là tràn ngập hy vọng, chờ toàn bộ thất bại. Nếu là Thiểm Linh Thiên Dực không xuất hiện, nàng còn sẽ không như thế phiền muộn. Nàng rất không cam tâm.
ai có thể so với chính mình càng đáng giá lựa chọn. Phẫn uất xông lên đầu, nàng lần thứ nhất cảm giác nhân sinh không công bằng. Nhưng trên thực tế, nàng lại là nguyên nguyên tinh động bên trong lớn nhất làm cho người hâm mộ người. Nàng cắn răng quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Thiểm Linh Thiên Dực hướng đi. Tại rất tới gần phía trên vị trí, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh chính nhìn lấy cái kia Thiểm Linh Thiên Dực, đồng dạng rất ngạc nhiên. Thật xinh đẹp a. Khương Phi Linh khẽ mở môi anh đào, nhẹ giọng tán thưởng. Là thật đẹp mắt, mà lại nghe nói rất thích hợp đào mệnh. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đào mệnh a, muốn là cho ta liền tốt. Khương Phi Linh nói. Nghĩ hay lắm, đây là nguyên dực tộc. Lý Thiên Mệnh nói. Thế nhưng là, ta làm sao có loại được tuyển chọn cảm giác? Khương Phi Linh ánh mắt mê ly, có chút mờ mịt mà nói. Ha ha, nói mò, muốn là nó chọn ngươi, ta ăn một tấn lam hoang chi cứt. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh chính vui sướng trêu chọc đâu, vạn vạn không nghĩ đến, cái kia Thiểm Linh Thiên Dực tốc độ nhanh đến dọa người. Thì trong chớp nhoáng này, thì xông phá vô số đám người, đụng vào trước mặt bọn hắn. Chọn ta rồi. Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn thì phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Đó là bởi vì, Thiểm Linh Thiên Dực mang theo dồi dào lực lượng, trực tiếp đem quét bay ra ngoài, sau đó đụng vào phía sau của hắn. Ông! Một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến. Trong lúc nhất thời, vạn chúng ồn ào. Đó là ai? Nương theo lấy vô số oanh động gọi tiếng, Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu, bất ngờ nhìn đến một người mặc màu xanh lam tiểu váy ngắn tuyệt mỹ tiểu cô nương ở phía trên. Tại phía sau của nàng, một đôi mấy ngàn thước bao quát tia chớp màu trắng quang rực ngay tại co vào. Làm cái kia màu trắng điện xà quấn quanh thân thể của nàng thời điểm, nàng biến đến vô cùng thần thánh, trực tiếp ánh sáng vạn trượng. Nàng tuổi không lớn lắm, nhưng loại kia cảm giác, dường như về tới tiên tiên mộng cảnh bên trong, cái kia vĩnh sinh thế giới thành chủ bộ dáng. Thần uy cuồn cuộn, bộ dáng của nàng, thật sâu khắc ở tim của mỗi người bên trong. Ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, không có người nhận biết nàng. Bởi vì nàng cũng là Khương Phi Linh. Trời ạ, một tấn ta quy đệ cứt, cái kia đến ăn rất lâu đi. Huỳnh hỏa âm dương quái khí nói xong, trực tiếp phình bụng cười to. Lý Thiên Mệnh tâm tính nổ. Nói thật, đây có lẽ là Khương Phi Linh đẹp nhất trong nháy mắt một trong. Theo Thiểm Linh Thiên Dực co vào, tại phía sau của nàng, cái kia ba cặp ban đầu trắng như tuyết huyễn mộng quang dực cũng bày ra đi ra. Kết quả là, chuyện thần kỳ phát sinh. Cái này Thiểm Linh Thiên Dực vậy mà hòa tan một dạng, hội tụ tiến cái này ba đối quang dực bên trong. Đến sau cùng, Khương Phi Linh vẫn là còn lại ba đối quang dực, bất quá mỗi một đối lên. Đều có cái kia màu trắng lấp lóe lôi đình. Loại tình huống này, có điểm giống là chưa chọn chủ nguyên dực, cùng ký chủ lúc đầu nguyên dực dung hợp tiến hóa. Nhưng vấn đề là, Khương Phi Linh trước đây cái kia ba đối quang dực, đó là thiên chi dực, cái này năng lực phong ấn cường hóa. Nó nguyên thủy phiên bản còn xuất hiện qua tại Lý Thiên Mệnh trên thân đây. Bọn họ không phải nguyên dực a. Lý Thiên Mệnh cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng là hắn không thể không nói. Hiện tại Khương Phi Linh, thật giống như nắm giữ ba cặp Thiểm Linh Thiên Dực một dạng. Cái kia trắng như tuyết tia chớp cùng miêu miêu hỗn độn lôi đình hoàn toàn khác biệt, nó như quang một dạng thanh tịnh. Ông, làm Khương Phi Linh vỗ một lần cái này ba cặp Thiểm Linh Thiên Dực thời điểm, nàng trực tiếp biến mất tại vị trí cũ, trong một chớp mắt thì xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Trên thực tế biến hóa này, đem chính nàng đều dọa đến có chút mộng. Hai người tại cái này tĩnh mịch thời khắc, mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều có chút mơ hồ. Lý Thiên Mệnh bắt đầu ý thức được, đạt được thiên chi dực là chuyện tốt, nhưng, đến đón lấy tuyệt đối sẽ để bọn họ bị chỉnh cái nguyên nguyên tinh động người chú ý. Cái này chưa hẳn không phải phiền phức. Hắn chính nghĩ như vậy đâu, quả nhiên, càng lớn phong ba cuốn tới. Mới vừa rồi là ba cặp trường sinh dực. Đúng, là trường sinh dực đường vân, mỗi một đối đều là. Một đôi trường sinh dực cũng khó khăn đến. Nàng có ba cặp. Không đúng, trường sinh dực không phải thất truyền sao. Đây là ba cặp trường sinh dực, tăng thêm Thiểm Linh Thiên Dực dung hội tiến hóa. Ông trời của ta, này thiên phú. Từ chung quanh những người kia cơ hồ ánh mắt đờ đẫn, Lý Thiên Mệnh thì nhìn ra được, lần này đột nhiên xuất hiện phong ba, giống như có chút không kiểm soát. Đệ nhất, hắn cùng Khương Phi Linh, cũng không biết lúc trước cái kia ba cặp trắng như tuyết thiên chi dực, cũng là bọn họ trong miệng, trường sinh dực. Thứ hai, bọn hắn cũng đều không nghĩ tới, làm ngoại tộc,
cái kia Thiên Chi Dực lại chọn Khương Phi Linh. Từ xưa đến nay, đều còn không có ngoại tộc từng chiếm được Thiên Chi Dực cấp bậc nguyên dực. Đương nhiên, từ giờ phút này bắt đầu, đoán chừng ngoại trừ Lý Thiên Mệnh bên ngoài, không có người sẽ cho rằng Khương Phi Linh không phải nguyên dực tộc. Hắn meo, các ngươi hai cái là tự mang trêu chọc phong ba thể chất. Động tĩnh này đều đem buồn ngủ Miêu Miêu đều cho làm tỉnh lại. Nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, nó một trận đậu đen rau muống. Ta có biện pháp nào? Lần này thuần túy là đến tham gia náo nhiệt đó a. Lý Thiên Mệnh cũng mộng. Xuống tới đánh cái nước tương, trực tiếp đánh thành nhân vật chính. Tuy nhiên không là chính hắn, nhưng đổi thành Khương Phi Linh cái kia cũng kém không nhiều. Từ chung quanh mỗi người ánh mắt nhìn, bọn họ muốn tới lui tự nhiên, khẳng định chẳng phải thuận tiện. Về phần tại sao có thể như vậy? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, khả năng vĩnh sinh thế giới thành chủ cùng nguyên dực tộc, hoặc là nói cùng Khôn Lan giới, khả năng tồn tại nhất định quan hệ. Dù sao móng tay của nàng năng lực phong ấn, Thiên Chi Dực, không phải là một cái không có lý do tên. Thì cái này một thời gian ngắn, đã có rất nhiều người xông tới. Bọn họ cũng không dám lỗ mãng, chỉ là top 5 top 3 đều đang nghị luận, thảo luận Khương Phi Linh thân phận. Theo thân cao nhìn, nàng không phải hoàng tộc. Giống như cũng không phải còn lại vương tộc người, cái này kỳ quái, nàng làm sao cho ta một loại huyết mạch 10 phần cao quý cảm giác. Thật không ai nhận biết a. Ba cặp trường sinh dực, chỉ cần nàng đã từng bày ra qua, đều khó có khả năng là vô danh chi bối a. Kể từ đó, hai cái vốn là không người chú ý thanh niên, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Lý Thiên Mệnh vụng trộm đi tới nơi này, khẳng định không muốn trở thành tiêu điểm. Lâm Phong cái thân phận này quá chói lóa mắt, hắn ban đầu dự định vẫn là truy cầu ổn thỏa, có thể đi trước Tử Diệu Tinh, chậm chạp cắt vào. Bị động bại lộ lời nói, trên thực tế là một loại mạo hiểm. Nhưng bây giờ vạn chúng chú mục, vạn nhất Khương Phi Linh tạo hóa dẫn phát khác người đố kỵ, vậy tuyệt đối sẽ phiền phức. Khương Phi Linh cũng cảm nhận được những cái kia thiêu đốt ánh mắt, nàng liền nhanh chóng thu hồi tất cả nguyên dực, về tới Lý Thiên Mệnh bên người, nói khẽ. Ca ca, ta có phải hay không gặp rắc rối rồi? Không có chuyện, ngoài ý muốn mà thôi, chuyện không liên quan ngươi. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng kéo một chút cánh tay của nàng, đem nàng bảo hộ ở trung gian. Bất quá, hắn mới đến, vẫn là một chút đánh giá thấp nguyên dực tộc bài ngoại. Bọn họ là một cái vô cùng phong bế thị tộc, cùng Tử Diệu Tinh giao phong bọn họ ăn thật nhiều thua thiệt, bọn họ thị tộc bên trong bỗng nhiên sinh ra một cái siêu cấp thiên tài, đó là chuyện tốt, có thể chợt thấy, cái này siêu cấp thiên tài vậy mà giúp vào một cái ngoại tộc người trong ngực, rất đa nguyên dực tộc sắc mặt tại chỗ thì thay đổi. Cái này, còn thể thống gì? Cô bé này, đến cùng là ai bồi dưỡng ra được? Cùng ngoại tộc người như thế thân mật, mưu đồ gì? Tại Nguyên Nguyên Tinh Động, phàm là nhìn đến có nguyên dực tộc nữ hài cùng Tử Diệu Tinh tu luyện giả thân cận, trên cơ bản là bị mắng. Lại càng không cần phải nói ngay tại vừa mới, hơn 1 tỷ nguyên dực tộc đem kỳ vọng quá lớn ngắn ngủi đặt ở Khương Phi Linh trên thân. Dù sao đây là một cái bọn họ đều hâm mộ may mắn. Đương nhiên, Khương Phi Linh mỹ mạo, cũng là bọn họ chuẩn bị đem, thần hóa căn bản. Tâm tình của bọn hắn theo đỉnh phong trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, ngã cái lưa thưa nát. Tất cả cực kỳ hâm mộ, sùng kính, tán thưởng ánh mắt, tại Khương Phi Linh cùng Lý Thiên Mệnh đứng chung một chỗ sau trong nháy mắt, toàn bộ biến thành xem thường. Thật không biết kiểm điểm. Rất nhiều người đều trực tiếp mắng lên. Nói trắng ra là vẫn là ghen ghét. Nhưng Khương Phi Linh ủy khuất a. Nàng căn bản cũng không phải là nguyên dực tộc. Chỗ lấy dài đến tiểu, đó là bởi vì tương đương mới tương đương với 11 tuổi đây. Phiền phức chính là, nhìn đến bọn họ trùng điệp vây quanh, Lý Thiên Mệnh liền biết hôm nay muốn yên ổn rời đi, có thể so sánh khó. Nếu như bất đắc dĩ, hắn chỉ có một cái biện pháp. Đúng vào lúc này, lúc trước cái kia kinh diễm đi ngang qua nguyên dực hoàng tộc xuất hiện. Tất cả mọi người đang vì bọn hắn nhường đường. Kỳ thật cũng là nghĩ. Để nguyên dực hoàng tộc đến xử lý thiểm linh thiên dực sự tình. Bị hoàng tộc chen chúc người, tự nhiên là bách hoa phu nhân cùng nữ nhi của nàng, Kỷ Linh Tiên. Làm Kỷ Linh Tiên xuất hiện tại Khương Phi Linh trước mắt thời điểm, mọi người mới kinh dị phát hiện. Nguyên lai, bọn họ nguyên dực tộc thiên chi kiều nữ, tại khí chất và khuôn mặt đẹp phía trên, so với hôm nay vị này kinh diễm trường sinh, thiểm linh chi nữ, đều có một đoạn ngắn chênh lệch. Khương Phi Linh dạng này cơ hồ hoàn mỹ thánh nữ. Nàng vốn hẳn nên càng cao thượng. Thế nhưng là, nàng và Lý Thiên Mệnh dựa sát vào nhau,
đối Nguyên Dực tộc tới nói, quả thực cũng là tiên nữ tại chỗ dựng ngược dạng thẳng chân cảm giác đi. Một thân mỹ mạo, tại chỗ mất đi một nửa. Kỷ Linh Tiên không nói gì, nàng khoanh tay, dáng người nhô lên. Cái kia một đôi hắc diễm con người quét mắt Khương Phi Linh, nhìn đến Lý Thiên Mệnh thời điểm, rõ ràng có ba phần mỉa mai. Bên người nàng Bách Hoa Phu Nhân thì đứng dậy. Nàng chạy như bay tới, đứng ở Khương Phi Linh trước mắt, mặt lộ vẻ ôn nhu hiền lành chi sắc, nhẹ giọng hỏi. Cô nương, trước chúc mừng ngươi đạt được Khôn Lan giới biếu tặng, thành cho chúng ta Nguyên Dực tộc Thánh Nguyên chi nữ, từ đó một bước tuyệt đỉnh. Ngươi là một cái cao nữa là may mắn. Cảm tạ, Khương Phi Linh nói. Nàng biết phía sau đối phương khẳng định có lời nói. Nhìn không tồi, chỉ dựa vào ngươi cái này mỹ mạo, đều sớm cái kia nổi tiếng Nguyên Nguyên tinh động. Bách Hoa Phu Nhân dò xét một hồi, sau đó hỏi. Cô nương, người tên gì? Đến từ phương nào? Phụ mẫu trưởng bối là ai? Theo ta được biết, Trường Sinh Dực người thừa kế, trên cơ bản đã đoạn tuyệt nữa nha. Trên thực tế, câu nói này đối rất nhiều người mà nói đều dùng mình. Bởi vì, Trường Sinh Dực tộc bị hủy bởi hoàng tộc, đây cũng không phải là bí mật. Bọn họ vốn cho rằng Khương Phi Linh sẽ biểu hiện ra thống hận thần sắc, không nghĩ tới nàng không có chút nào để ý. Nói, tiền bối, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là Nguyên Dực tộc, ta đến từ Tử Diệu Tinh, ta vừa mới cái kia cũng không phải cái gì Trường Sinh Dực, đạt được Thiểm Linh Thiên Dực ta cũng rất mạc danh kỳ diệu. Lời này cũng là Lý Thiên Mệnh để cho nàng nói. Chuyện cho tới bây giờ Lý Thiên Mệnh cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể chuyển ra Tử Diệu Tinh. Nếu không hoàn toàn có thể đoán được, hắn hôm nay đi không ra nơi này. Ngay tại các nàng nói chuyện thời điểm. Ngân Trần nghe được một cái tin tức trọng yếu. Cái kia chính là, Nguyên Dực hoàng tộc thường xuyên đào đi Trường Sinh Dực tộc cánh xương, dùng cho tăng phúc vĩnh dạ thiên dực, đạt thành cùng loại chưa chọn chủ Nguyên Dực dung hợp tiến hóa hiệu quả. Cái kia không cần phải nói, bọn họ khẳng định sẽ đối Khương Phi Linh bất lợi. Không nói những người khác, chỉ là cái kia gọi Kỷ Linh Tiên, Lý Thiên Mệnh liếc một chút liền có thể nhìn ra, nàng đối Khương Phi Linh đã nhìn chằm chằm. Làm Khương Phi Linh nói ra nàng không phải Nguyên Dực tộc thời điểm, tất cả mọi người cười. Ha ha! Bách Hoa Phu Nhân cũng cười một hồi lâu, lúc này mới lắc đầu nói. Cô nương, người có thể thật biết nói đùa, chúng ta tại chỗ nhiều người như vậy, đều là có mắt, người có phải hay không Nguyên Dực tộc, không phải dùng miệng nói, chúng ta đều có mắt nhìn. Khương Phi Linh bó tay rồi. Việc này căn bản giải thích không rõ ràng. Nàng muốn nói mình chỉ có 11 tuổi. Đối phương đoán chừng cũng không tin. Cho nên, ngươi muốn như thế nào? Khương Phi Linh dứt khoát hỏi. Cùng chúng ta trở về đi, Thiểm Linh dài hơn sinh, ngươi này thiên phú đã khoáng cổ thước kim, chỉ có chúng ta hoàng tộc, mới có thể đem ngươi tạo nên thành bất thế kỳ tài. Đây cũng là chúng ta hoàng tộc trách nhiệm. Bách Hoa Phu Nhân, ôn nhu, hướng dẫn từng bước nói. Nghe nói như thế, Lý Thiên Mệnh đều vui vẻ, hắn nói đến thật là dễ nghe a. Mang về móc xuống cánh xương, dùng để tạo nên con gái của ngươi. Việc này các ngươi thường làm, mọi người đều biết đây. Vấn đề là, coi như đem tất cả cánh xương đều chuyển rời đến ngươi nữ nhi trên thân, con gái của ngươi cũng so ra kém nàng. Việc này là trong suốt. Nếu vì Khương Phi Linh ra mặt người không phải Lý Thiên Mệnh, có lẽ đại đa số Nguyên Dực tộc còn sẽ đồng tình, vì nàng chống lại một chút. Bây giờ Lý Thiên Mệnh mở miệng, rất nhiều Nguyên Dực tộc ngược lại ngậm miệng. Nói cho cùng, bọn họ cũng là như thế nghịch lai thuận thụ thị tộc. Bọn họ trừng to mắt nhìn lấy tình cảnh này, Khương Phi Linh vận mệnh giống như có lẽ đã bị thẩm phán. Nguyên Dực hoàng tộc đã vây quanh nàng, nhưng tại tràng đại đa số người còn tại hai mặt nhìn nhau. Suy tư liên tục về sau, bọn họ phát hiện chuyện này, giống như xác thực không có quan hệ gì với chính mình. Sau đó, bọn họ tiếp tục quan sát. Lý Thiên Mệnh mở miệng nói chuyện. Đem mục đích của các nàng vạch trần đến khó nghe như vậy, coi như không ai phản kháng, vậy cũng sẽ ảnh hưởng Nguyên Dực hoàng tộc danh dự. Cái này khiến Bách Hoa Phu Nhân cùng Kỷ Linh Tiên đều có như vậy một số khó chịu. Bách Hoa Phu Nhân ánh mắt ngưng tụ, cái kia ánh mắt xâm lãnh, nhìn chăm chú, xuyên thấu tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, dị tộc nhân, ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh cười. Hắn cười lạnh một tiếng, chỉ chính mình, nói ra. Sợ hù dọa ngươi. Vốn là tất cả mọi người coi là hết thảy đều kết thúc, không có bất ngờ, bỗng nhiên tiểu tử này vậy mà to gan lớn mật nói ra những lời này, trong lúc nhất thời hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bách Hoa Phu Nhân cũng là sững sờ. Ở sau lưng nàng,
cái kia Kỳ Linh Tiên lãnh đạm cười một tiếng, hơi hơi nhếch miệng, hỏi. Như vậy xin hỏi, ngươi là thần thánh phương nào? Lý Thiên Mệnh một tay thông đồng lấy Khương Phi Linh bả vai, đem nàng ôm vào trong ngực, hơi hơi hất cằm lên, kim hai con mắt màu đen cùng Bách Hoa Phu Nhân trực tiếp đối mặt. Hắn tằng hắng một cái, sau đó lớn tiếng nói, nghe cho kỹ, bị người đến từ Tử Diệu Tinh, Tử Tiêu Đế Cung Lâm Phong, nghe nói qua sao? Cái này phổ thông tên, mấy tháng trước oanh động Tử Diệu Tinh, đồng thời cũng lan đến gần Nguyên Nguyên Tinh động. Lý Thiên Mệnh dáng vẻ, bên này cũng là có truyền thuyết. Đương nhiên trọng yếu nhất, vẫn là cửu kiếp thức thần trùng kích lực. Cửu kiếp thức thần, tất nhiên đế tôn. Lâm Phong, Diệp Thần. Tử Diệu Tinh đời mới, không thể nghi ngờ để tầm bắn phạm vi, bên trong Nguyên Dực tộc cảm thấy tuyệt vọng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người rất để bụng. Tỷ như Bách Hoa Phu Nhân liền không có. Nàng thậm chí trong lúc nhất thời không nhớ ra được, cho nên ánh mắt trực tiếp trở nên lạnh rất nhiều, một cái tay đã giơ lên, âm lãnh nói, người đang đùa ta. Người suy nghĩ nhiều. Lý Thiên Mệnh nhìn bốn phía, cao giọng nói một câu, tới. Vừa mới hắn tại tự giới thiệu bên trong, nói Tử Tiêu Đế Cung, bốn chữ. Kỳ thật, này bằng với hắn cho Tử Tiêu Đế Cung đáp án. Trên thực tế trời đưa đất đẩy làm sao mà đi vào Tử Diệu Tinh phụ cận về sau, Lý Thiên Mệnh vẫn là có ý định lắng đọng, điều tra sau một thời gian ngắn, mới đi Tử Tiêu Đế Cung. Thậm chí, hắn còn bảo lưu lại Thần Diệu Hoàng Triều khả năng. Nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn không có suy tính không gian. Tự xưng Tử Tiêu Đế Cung đệ tử, tương đương với phá vỡ hắn thuộc về lo lắng. Làm Lý Thiên Mệnh nói một tiếng, tới, về sau, trong lúc nhất thời. Nguyên một đám đến từ Tử Diệu Tinh tu luyện giả từ trong đám người đi ra. Tử Tiêu Đế Cung chiếm cứ nửa cái Tử Diệu Tinh, có tiếp gần một nửa đều là hắn phụ thuộc thế lực. Theo trên lý luận nói, Nguyên Nguyên Tinh động bên này Tử Diệu Tinh tu luyện giả, cũng có một nửa người thuộc về Tử Tiêu Đế Cung. Trong khoảng thời gian ngắn, hội tụ mấy vạn người, toàn bộ đi tới Lý Thiên Mệnh sau lưng. Bọn họ ánh mắt nóng rực, thần tình kích động nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Trong đó, một cái trên thân hất lên hắc hùng ra, hình dáng cao lớn thô kệch khôi ngô đầu chọc, đi thẳng tới Lý Thiên Mệnh bên người, kích động nói. Lâm Phong, có thể tính tìm tới ngươi. Ta là Thần Quy Lão Tổ đệ tử, Cung Hùng, đến từ Tử Tiêu Đế Cung Cung Thị nhất tộc, tại cái này Nguyên Nguyên Tinh động ngoại tộc, có một nửa quy ta quản. Người này là cái cường giả, tối thiểu so Bách Hoa Phu Nhân cường. Mấu chốt là, hắn vẫn là Thần Quy Lão Tổ đệ tử a. Vậy liền là người quen. Ngươi cùng Lâm Phong nhất chiến, ta may mắn tận mắt nhìn thấy, hắc hắc. Vừa mới ta thì hoài nghi là ngươi, không nghĩ tới, ngươi thật rời núi a. Cung Hùng cười nở hoa. Hắn biết, là Nguyên Dực Hoàng tộc làm cho Lý Thiên Mệnh không thể không tìm kiếm trợ giúp của hắn, trực tiếp cho Tử Tiêu Đế Cung cơ hội. Đây là thiên đại hảo sự. Cho nên, hắn triệu tập lấy nhân mã, kiên định không thay đổi đứng ở Lý Thiên Mệnh bên người. Mà đối diện với của hắn. Cũng có người cùng Bách Hoa Phu Nhân nói Lý Thiên Mệnh thân phận. Rất rõ ràng có thể nhìn đến, Bách Hoa Phu Nhân sắc mặt từ từ chìm xuống dưới, cái kia nhìn lấy Lý Thiên Mệnh ánh mắt, trực tiếp đại biến. Bách Hoa Phu Nhân khẳng định nghe qua Tử Diệu Tinh Tử Tinh Bảng, Thần Phong Chi Chiến. Nàng chỉ là không hiểu rõ chi tiết. Hai vị này không đến 30 tuổi, tiểu hài tử, thực lực của bọn hắn trình độ, là để Bách Hoa Phu Nhân rung động thật sâu. Chính vì vậy, dạng này người xuất hiện tại Nguyên Nguyên Tinh Động, hơn nữa còn cùng Khôn Lan giới Thiểm Linh Thiên Dực, Trường Sinh Dực có quan hệ, nàng rõ ràng ý thức được phiền phức. Đến mức cái kia Cung Thị nhất tộc, Cung Hùng, ngoại hiệu thì kêu, Cung Hùng, hắn là Tử Tiêu Đế Cung xếp vào tại Nguyên Nguyên Tinh Động bên trong tối cường giả. Bách Hoa Phu Nhân đương nhiên biết hắn. Người này không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa còn là một cái bá đạo, làm càn, làm việc dã man nhân vật, cực kỳ khó chơi. Nghe nói cùng Tử Tiêu Đế Cung vị kia đế tôn, cũng có rất sâu liên hệ máu mủ, thuộc về Tử Tiêu Đế Cung, Cung Thị nhất tộc, nhân vật trọng yếu, Nguyên Dực Hoàng tộc cơ bản không làm gì được hắn. Cung Hùng lúc này thời điểm lộ diện, lại đối Lý Thiên Mệnh hữu hảo như vậy, tôn sùng, cái này khiến Khương Phi Linh khối này tới tay, thịt mỡ, trực tiếp thốt ra. Trước đó, Bách Hoa Phu Nhân đều không nghĩ tới, cô bé này có thể đào thoát các nàng trưởng khống. Mẫu thân, để hắn bày ra cửu kiếp thức thần. Tự chứng minh thân phận, nói không chừng hắn cũng là Cung Hùng an bài đến hống người. Loại thời điểm này, ngược lại cái kia Kỳ Linh Tiên rất tỉnh táo, nàng nhìn nhiều bị hộ trong đám người, nhìn như 10 phần mềm mại Khương Phi Linh vài lần,
đối với nàng mà nói đây cũng là một cái vô hại con cừu nhỏ, trời sinh cũng là con mồi của nàng. Vạn vạn không nghĩ đến, lại có, Lâm Phong, nhân vật như vậy bảo hộ nàng. Lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh thân phận đã tại cái này Khôn Lan giới bên ngoài đưa tới oanh động, vô số nguyên dực tộc trừng to mắt, thần sắc kinh hãi, thảo luận liên quan tới, Lâm Phong, truyền ngôn. Hắn cũng liền 20 mấy tuổi, tại huyễn thiên chi cảnh cùng cái kia Diệp Thần bất phân thắng bại. Diệp Thần cái gì mức độ, tất cả mọi người thảo a, thần diệu hoàng triều bảo tàng. Đây quả thật là cái kia Lâm Phong sao, nghe nói hắn tại hiện thực thế giới, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhìn cái kia công hùng phấn khởi sắc mặt liền biết, lần này là bởi vì hoàng tộc tạo áp lực, đem Lâm Phong đưa cho bọn họ Tử Tiêu đế cung. Ta nghe nói Tử Diệu tinh phía trên hai thế lực lớn đều tại cạnh tranh hắn. Trên thực tế, Bách Hoa phu nhân đối Lý Thiên Mệnh thân phận chân thật, cũng biểu thị hoài nghi. Một cái tại Tử Diệu tinh chưa từng lộ diện người, trên thực tế tại Nguyên Nguyên tinh động. Không có chứng cứ, ai cũng có thể nói mình là Lâm Phong, dùng cửu kiếp thức thần tự chứng minh thân phận đi. Bách Hoa phu nhân câu nói này, đạt được rất nhiều nguyên dực tộc đồng ý. Đúng. Nói không chừng cũng là cung hùng tùy tiện an bài người, mục đích là mang ta đi nhóm nguyên dực tộc mới lên cấp thiên tài. Rất hiển nhiên, nếu là không bày ra, như thế nào âm mưu luận đều sẽ có. Tại Lý Thiên Mệnh bên người, cái kia dáng người khôi ngô, một mặt ác nhân tướng, cung hùng đối với hắn nói, muốn không, ngươi bày ra một chút. Nói thật, chúng ta cũng đều không thể tại hiện thực thế giới, tận mắt nhìn thấy cửu kiếp thức thần phong thái a. Cái này nhất định, bình thường quá trình. Lý Thiên Mệnh tại vạn chúng chú mục bên trong, đối diện đến từ nguyên dực tộc rất nhiều ánh mắt chất vấn, đôi cánh tay phía trên, mặc kệ là hắc ám tí vẫn là cánh tay phải, trên đó kiếp vòng đều đang nhấp nháy lấy kiếm mang, trên thân hấp thu 5 loại cấp 7 thần tai kiếm khí, đã ở bên người lưu truyền. Nhìn kỹ, lúc này không trang bức, chờ đến khi nào. Lý Thiên Mệnh mặt hướng về phía trước, ôm ấp hai tay. Vạn chúng chú mục, siêu siêu siêu. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm trong đó có 9 chuôi, cơ hồ trong cùng một lúc theo trên cánh tay của hắn xông ra, hấp thu đầy đủ thức thần chi lực về sau, mỗi một chiếc đều biến đến cực kỳ to lớn, cái kia lập lòe lại mỗi người hoàn toàn khác biệt kỷ nguyên thần kiếm, mỗi một chiếc đều có chí tôn bản ký hiệu, mặc kệ là đông thần thái hạo kiếm uy nghiêm thiêu đốt vẫn là vô lượng giới vương kiếm thần bí, cắt đứt, tại kiếm chi thức thần bên trong, xem ra đều rất cao thượng. Mấu chốt là, hết thảy 9 kiếm, kiếm kiếm khác biệt. Qua, dạng này 9 đại thức thần, cái kia liền không khả năng gạt người. 9 đại kỷ nguyên thần kiếm treo lơ lửng giữa trời, vây quanh Lý Thiên Mệnh chuyển động, kiếm khí gào thét, kiếm sáng lóng lánh, Lý Thiên Mệnh thậm chí còn thi triển thức thần đạo kiếp, cự kiếm biến thành 9.000 thần niệm tiểu kiếm ở chung quanh bay tán loạn, vạn kiếm vần quanh, hắn xem ra nghĩ là trong kiếm chí tôn, xem ra hiệu quả càng nổ tung. Không hề nghi ngờ, nguyên dực tộc toàn trường kinh hô. Bọn họ tuy nhiên không phải thức thần tu luyện giả, thế nhưng biết rõ trong đó ý nghĩa. Cửu kiếp thức thần, đều là kiếm, mấu chốt là mỗi một kiếm cũng khác nhau, này thiên phú. So ba cặp trường sinh dực thêm thiểm linh thiên dực đều cao, dù sao trường sinh dực chỉ có thể sống đến lâu, mà thiểm linh thiên dực chiến đấu thuộc tính cũng không có như vậy đại. Lúc trước cho rằng Khương Phi Linh tới gần Lý Thiên Mệnh, đó là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu, cái này tốt, nguyên dực tộc chúng người không biết làm sao phát hiện. Coi như Khương Phi Linh là bọn họ nguyên dực tộc, cùng Lâm Phong, ở giữa, vẫn là có ông trời tác hợp cho cảm giác. Thậm chí, nghĩ đến Tử Tiêu đế cung cùng nguyên dực tộc quan hệ thông gia, dùng cái này cam đoan nguyên nguyên tinh động tại Tử Diệu tinh tầm bắn phạm vi. Bên trong khoảng thời gian này hòa bình, cửu kiếp, Lâm Phong thân phận, lại không lo lắng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nguyên dực tộc cũng nhìn không được hét lên kinh ngạc. Nếu như nói bát kiếp thức thần thiên phú, chỉ là có khả năng đế tôn, như vậy cửu kiếp thức thần thiên phú chỉ cần có trưởng thành cơ hội, đó là 100% đế tôn, mà lại cực hạn sẽ vượt qua Tử Diệu tinh hiện hữu hai cái đế tôn. Loại này điều kiện tiên quyết, trừ phi Tử Tiêu đế cung là kẻ ngu, nếu không Lý Thiên Mệnh trưởng thành chi lộ, căn bản sẽ không có vấn đề, tuyệt đối có chuyên gia vô số, hộ giá hộ tống. Diệp Thần đã tại vạn tinh bầu trời chiến trường thanh danh vang dội, để Tử Diệu tinh nổi tiếng trật tự tinh không. Tin tưởng cái này Lâm Phong cũng không xa. Nguyên dực tộc mọi người, truyền đến rất nhiều tiếng nghị luận. Bọn họ là phi thường dễ dàng, chịu phục thị tộc, cho nên để cửu kiếp thức thần vừa ra, đại đa số nguyên dực tộc, đối Khương Phi Linh đã không còn, tham vọng. Bất quá, không cam lòng người, chung quy là không cam lòng.
Bách Hoa phu nhân xem hết 9 đại kỳ nguyên thần kiếm về sau, nhịn không được thở dài một hơi, quay đầu nhìn lấy chính mình nữ nhi, lắc đầu nói, cái này không cách nào, cái này, Lâm Phong, chỉ sợ là duy nhất có thể mang đi nàng người. Như thế thần hóa hắn sao? Nghe nói Diệp thần tại cái kia lần ngang tay về sau, nghênh đón một lần đại bạo phát, ngắn ngủi mấy tháng tiến bộ to lớn, tại vạn tinh bầu trời chiến trường đánh ra oanh động trật tự tinh không chiến tích, nghe nói liền thần dương vương cảnh đều đánh tan qua không ít. Muốn không phải cái này Lâm Phong trong khoảng thời gian này không thế nào tiến huyễn thiên chi cảnh, Diệp thần sớm hãy cầm về tử tinh bảng đệ nhất. Bọn họ lúc ấy quyết đấu thời điểm, thực lực của hai người đều tại tinh tướng thần cảnh thập nhất giai hai bên. Kỷ Linh Tiên khuôn mặt âm hàn, không cam tâm chi sắc hoàn toàn viết lên mặt. Đại bạo phát, vậy nói rõ vị kia, xác thực tiềm lực hung mãnh hơn một chút, chiến tích cũng nhiều hơn. Bất quá ngay cả như vậy, có cung hùng như thế che chở hắn, cái này một cái Lâm Phong, cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Bách Hoa phu nhân nói. Mẫu thân, người sai, Tử Diệu Tinh có hai thế lực lớn, chúng ta vì cầu sinh tồn, căn bản không cần đến hai phe đều nịnh nọt, chọn một cái mạnh hơn thần phục là được rồi. Tử Tiêu Đế cung coi như thực có can đảm đối với chúng ta như thế nào, chúng ta cũng có thể đi thần Diệu Hoàng Triều bên kia kiếm cân bằng. Kỷ Linh Tiên cắn răng nói. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu, nhưng thực tế thao tác phía trên, chúng ta không cần thiết mạo hiểm, đắc tội bọn họ bất kỳ bên nào đối với chúng ta. Mẫu thân, hiện tại có cần phải mạo hiểm, ba cặp trường sinh dực, một đôi thiểm linh thiên dực, dạng này tư nguyên vô cớ làm lợi người khác. Kỷ Linh Tiên hốc mắt đỏ thẫm. Mấu chốt là, chúng ta không nói pháp A. Làm sao không có thuyết pháp, cô gái này là chúng ta nguyên dực tộc người, là thuộc về chúng ta, thiên tài tư nguyên, coi như hắn là Lâm Phong vậy thì thế nào, Tử Tiêu Đế cung người, liền có thể cưỡng ép đến chúng ta nguyên dực tộc bắt người. Cũng đúng vậy A, được, mẹ ủng hộ ngươi. Bách Hoa phu nhân nhìn không được nhìn nhiều mấy lần chính mình nữ nhi, cho tới nay đứa nhỏ này đều là có dã tâm, não tử cũng đầy đủ thanh tỉnh. Các nàng bên người mấy vị hoàng tộc, cũng cùng Kỷ Linh Tiên ôm lấy ý tưởng giống nhau. Lúc này thời điểm, Cung Hùng đã chuẩn bị mang theo Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, trực tiếp trở về Tử Diệu Tinh, Bách Hoa phu nhân nháy mắt, trong lúc nhất thời, đại lượng nguyên dực tộc đem bọn hắn mấy vạn người đều vây quanh, đồng thời còn có còn lại hoàng tộc tại trợ giúp trên đường. Bên này chỗ có tin tức, đều hướng toàn bộ Nguyên Nguyên Tinh Động truyền ra, nơi này là Nguyên Nguyên Tinh Động phía dưới cùng, Nguyên Nguyên Tinh Động chỉ có một cái cửa ra, nếu như bọn họ muốn toàn tộc ngăn cản, liền xem như Cung Hùng cũng không có khả năng rời đi cái này. Theo cử động của bọn hắn, cũng chứng minh Lý Thiên Mệnh hôm nay ngoại trừ bại lộ Lâm Phong cái thân phận này, trực tiếp lựa chọn Tử Tiêu Đế cung bên ngoài, không có những biện pháp khác thoát hiểm. Bách Hoa phu nhân, người cái này lại là có ý gì? Muốn cùng ta Tử Tiêu Đế cung trở mặt đâu? Cung Hùng sửng sốt một chút, chớ nhìn hắn đối Lý Thiên Mệnh khách khí, bây giờ sắc mặt âm trầm, giống như một đầu hắc hùng, cái kia trong mắt hung quang rất là dọa người, ở bên cạnh hắn Lý Thiên Mệnh đều có thể cảm nhận được một cỗ thô bạo khí tràng. Ngươi hiểu lầm, chúng ta nguyên dực tộc tuyệt đối không có ý cùng Tử Tiêu Đế cung náo không vui, hôm nay các ngươi muốn làm cái gì, chúng ta đều không can thiệp. Nhưng là đâu, vị cô nương này là chúng ta nguyên dực tộc tộc nhân, là đồng bào của chúng ta, không quản các ngươi là ai, cũng không thể bắt đi chúng ta nguyên dực tộc thiên tài. Cái này cùng chúng ta không thể bắt đi các ngươi Lâm Phong, thuộc về một cái đạo lý. Bách Hoa phu nhân tức giận, ngôn ngữ rất cường ngạnh. Lời nói này lối ra, cũng có thể không ít nguyên dực tộc tìm tới điểm chống đỡ, cho nên bọn họ ào ào cho Bách Hoa phu nhân tăng thêm lòng dũng cảm, nhiều người hơn bao vây quanh, mấy ức nguyên dực không ngừng múa, cho Tử Tiêu Đế cung một nhóm người này tạo áp lực. Đến thật đó a, Cung Hùng vui vẻ một chút. Trên thực tế, chỉ sợ liền hắn đều cho rằng, Khương Phi Linh là nguyên dực tộc. Mời ngươi tôn trọng sự thật, cô nương này là ta nguyên dực tộc Khôn Lan giới tạo nên thiên tài. Bách Hoa phu nhân nói. Được a, vậy ta xin hỏi ngươi, nàng tên gọi là gì? Cung Hùng cười lạnh nói. Bách Hoa phu nhân trì trệ. Nàng không đáp lại được. Ngươi trả lời không được không quan hệ. Vậy ta hỏi hỏi các ngươi tại chỗ tất cả nguyên dực tộc, có người biết nàng sao? Nàng tên gọi là gì? Nàng có phải hay không không tên không họ? Các ngươi thuyết phục nghe, đem người bắt trở về, còn không phải móc xuống cánh xương. Cung Hùng tiếp tục cười lạnh. Cái này khiến nguyên dực tộc lại lần nữa á khẩu không trả lời được. Còn có. Cung Hùng chỉ Khương Phi Linh, nói, nàng là cái độc lập người, nàng có quyền quyết định chính mình đi ở cùng sinh tử, các ngươi muốn cưỡng ép lưu nàng lại.
còn tự mình rêu rao chính nghĩa, vậy làm sao không hỏi hỏi người trong cuộc là ý tưởng gì? Nàng nguyện ý lưu lại chịu chết sao? Những thứ này hỏi lại, Bách Hoa phu nhân cùng toàn bộ Nguyên Dực tộc, đồng dạng không có cách nào trả lời. Ta không thuộc về Nguyên Dực tộc, ta đến từ Tử Diệu Tinh, từ nhỏ đều là. Ta cùng nơi này, không có nửa phần quan hệ. Khương Phi Linh chính mình mở miệng, ngữ khí của nàng, thái độ kiên định, cũng để cho Nguyên Dực hoàng tộc, âm mưu, không chỗ che thân. Này lại đến phiên Bách Hoa phu nhân lúng túng. Bất quá, cái kia Kỷ Linh Tiên ngược lại là còn không có từ bỏ, nàng đứng dậy, cười lạnh hỏi, ta làm sao biết có phải hay không các ngươi hiếp bách nàng, bức bách nàng làm lựa chọn đâu. Mặt khác cánh xương câu chuyện, đơn thuần lời nói vô căn cứ, nàng tương lai như thế nào trưởng thành, tự có chúng ta Nguyên Dực tộc chính mình giám sát, không tới phiên các ngươi những thứ này dị tộc tại trên địa bàn của chúng ta khoa tay múa chân. Nói đúng, không tới phiên bọn họ khoa tay múa chân. Đây là địa bàn của chúng ta. Cái này Kỷ Linh Tiên là cái cầm quyền cao thủ, nàng sẽ kích động Nguyên Dực tộc tâm tình, lấy dị tộc để kích thích phẫn nộ, một khi lâm vào khác biệt thị tộc ý thức hình thái đấu tranh, đại đa số người đều không có quá nhiều lý trí có thể nói. Tử Tiêu Đế cung, lăn ra ngoài. Thậm chí mượn nhiều người, đem trong lòng không dám nói lời nói hô lên đến, dù sao cũng không có người biết là mình nói. Cứ như vậy một cái dịu dàng ngoan ngoãn thị tộc, cứ thế mà làm được bản thân rất có cốt khí. Chơi thành dạng này thì không có ý nghĩa, ta hôm nay lời nói thì đặt ở cái này, chúng ta đế tôn nói, Lâm Phong là chúng ta Tử Tiêu Đế cung nhân vật số 2, hắn muốn dẫn đi người, chính là chúng ta Tử Tiêu Đế cung mệnh, chúng ta hôm nay còn thật muốn đi, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút ngăn trở thế nào, giết ta Tử Tiêu Đế cung một người, ngày khác đại quân ta buông xuống, liền muốn đổi lấy các ngươi 100 đầu mệnh, chỉ bằng các ngươi cái kia sắp vào đất trưởng thượng, suy nghĩ kỹ một chút. Các ngươi chịu được sao? Cung hùng có thể tại cái này nguyên nguyên tinh động đặt chân, còn thật không phải Kỷ Linh Tiên một tên tiểu bối có thể hù sợ. Hắn sau khi nói xong, trực tiếp bắt chuyện cái này mấy vạn người, hướng nguyên nguyên tinh động phía trên mà đi. Các vị nghĩ rõ ràng, chủ tử các ngươi chỉ là muốn lợi dụng các ngươi, cho nàng đào mấy cái cánh xương, muốn bởi vì cái này, các ngươi cái xác không hồn, có đáng giá hay không đến. Cung hùng hướng về phía trên cản đường người hỏi. Chân tướng sự thật, bản thân là thanh trừ, đại đa số người đều có thể thấy rõ. Sau đó, còn thật có không ít Nguyên Dực tộc, một chút do dự một chút, trực tiếp để mở con đường. Khác để bọn hắn đi, Nguyên Dực tộc, còn biết xấu hổ hay không mặt, Kỷ Linh Tiên lạnh giọng hô. Lại có người một lần nữa xông tới. Cái này cũng đầy đủ phiền. Uy, vậy ngươi nói, ngoại trừ chúng ta giết ra ngoài bên ngoài, muốn như thế nào ngươi mới chịu phục đâu? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Hắn còn tưởng rằng, lấy ra thân phận, liền có thể yên ổn rời đi đây. Kết quả còn đánh giá thấp nữ tử này tham niệm. Kỷ Linh Tiên mắt lạnh nhìn hắn. Nàng linh cơ nhất động, nói, ngươi không phải Tử Diệu Tinh siêu cấp thiên tài a? Nhưng có gan chó, cùng ta phân ra thắng bại. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh một chút. Lý Thiên Mệnh cũng choáng, hắn hỏi, ý của ngươi là, lấy ngươi ta thắng bại, quyết định nàng đi ở. Hắn hướng Ngân Trần, Cung Hùng biết một chút Kỷ Linh Tiên thực lực cùng số tuổi, tâm lý một chút nắm chắc. Lâm Phong, không có cái này tất yếu, chúng ta giết ra ngoài là được, có ta ở đây, bọn họ không động được các ngươi. Tin tưởng ta, Nguyên Dực tộc thì là một đám kém cỏi, ngoài mạnh trong yếu hàng. Cung Hùng nói, vậy cũng khẳng định sẽ có thương vong đi, ta còn không có vì Tử Tiêu Đế cung làm cái gì, thì liền mệt mỏi có huynh đệ vì ta chịu chết, cái này có thể không đáng. Lý Thiên Mệnh nói, chính là câu nói này, để Cung Hùng nhìn ánh mắt của hắn bỗng nhiên thay đổi. Ta đã nhìn ra, ngươi cùng Diệp Thần, thật không là một loại người, có ngươi câu nói này, mọi người vì ngươi bán mạng đều đáng giá. Cung Hùng trầm giọng nói, thật không phải như vậy. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, tiến đến hắn bên tai, nói, kỳ thật ta nghênh chiến là bởi vì, tổng hợp nàng trước kia biểu hiện, ta một chiêu liền có thể cầm xuống nàng. Cung Hùng ngơ ngẩn. Lý Thiên Mệnh đã tinh tướng thần cảnh cấp 9. Đã từng tinh tướng thần cảnh cấp 7 thời điểm, thì dựa vào 5 loại cấp 7 thần tai kiếm khí cùng luân hồi tinh tướng, đánh tan tinh tướng thần cảnh 12 cấp Lý Thần Giám. Hắn tại Cửu Long Đế Táng lữ hành trên đường, đến tinh tướng thần cảnh cấp 9, cho đến nay, còn không có đụng tới thực lực tương đương đối thủ. Nói thật, tại trật tự chi địa, Tử Diệu Tinh cùng Nguyên Nguyên Tinh động cái này ba cái địa phương, 30 tuổi trở xuống tiểu bối đệ tử, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, căn bản không có thể cùng hắn là địch người.
hiện tại cũng chỉ có thể tại trăm tuổi bên trong, tìm một chút cùng loại kỳ linh tiên loại này đối thủ. Hắn về sau mục tiêu, là đuổi kịp những cái kia trên việc tu luyện ngàn năm trưởng bối. Nghe nói cái này hắn lòng tin 10 phần, Cung Hùng ngơ ngác một chút, ánh mắt lập tức sáng lên. Có thể a, ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc đuổi không kịp Diệp Thần, dù sao tiểu tử kia gần nhất tại vạn tinh bầu trời chiến trường, đã dẫn phát lớn vô cùng phong bạo, hiện tại tử diệu tinh người, đều cho rằng ngươi không đuổi kịp hắn nữa nha. Cung Hùng nói, bọn họ cao hứng quá sớm. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Trên thực tế hắn cũng phải cảm tạ Diệp Thần. Chính vì hắn tồn tại, để Tử Tiêu Đế cung lâm vào tương lai trong khủng hoảng, bọn họ mới như thế vô cùng cần thiết, Lâm Phong. Thần Diệu Hoàng Triều nhất định sẽ thủ hộ Diệp Thần chu toàn, không cho Tử Tiêu Đế cung có bất kỳ cơ hội động thủ. Loại này nhìn đối phương, bảo tàng, từng bước một trưởng thành cảm giác, xác thực rất khó chịu. Đây chính là hôm nay Cung Hùng giết ra một đường máu, đều muốn mang đi Lý Thiên Mệnh nguyên do. Làm Lý Thiên Mệnh biểu hiện ra nghênh chiến nguyện vọng thời điểm, tràng diện lập tức biến đến khẩn trương lên. Tất cả mọi người nhìn lấy Kỷ Linh Tiên. Thân này xuyên hoa hồng đen váy dài thiếu nữ, không nói hai lời, trực tiếp phe phẩy cái kia như hắc dạ tinh thần giống biển cả vĩnh dạ thiên dực, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, hướng về hắn chạy như bay tới. Nàng một bên tới gần, vừa nói. Vậy ta liền lấy ta tất cả nguyên dực tộc trước mặt, cùng ngươi Lâm Phong ước định, nếu là ngươi thắng lợi, ngươi có thể mang đi nàng, nếu là ta thắng, nàng liền muốn ở lại đây. Soạt. Vạn chúng xôn xao. Kỷ Linh Tiên tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tại nguyên dực hoàng tộc quyền thế đã rất lớn. Được, không có vấn đề. Mọi người càng không nghĩ tới là, Lý Thiên Mệnh đáp ứng càng thêm dứt khoát. Rất tốt, tránh ra. Kỷ Linh Tiên váy dài tại cái này trói lọi hư không bên trong bay múa, tinh quang ở tại trong mắt màu đen bên trong lấp lóe, sau lưng vĩnh dạ thiên dực không ngừng, sinh trưởng giống là phàm gian màn đêm buông xuống. Thân thể nàng tuy nhiên không lớn, nhưng cái này vĩnh dạ thiên dực kéo dài ra, dương cánh đồng dạng đạt tới hơn ngàn mét. Bởi vì là quang ảnh, cho nên cùng bản thể ở giữa, sẽ không cân đối. Hắc dạ tinh thần quang dực, tự nhiên sán lạn vô cùng. Thậm chí có người đem nguyên dực tộc, phân loại làm cùng thức thần, ngự thú sư cùng cấp bậc hệ thống tu luyện. Tại chỉ thị của nàng dưới, tối thiểu nguyên dực tộc đầu tiên là tránh ra một cái có thể làm cho nàng chiến đấu không gian. Tiếp đó, chỉ cần Cung Hùng bọn họ lui về phía sau là đủ. Nguyên dực tộc vốn cho rằng Cung Hùng sẽ còn phản đối một chút, không nghĩ tới hắn càng dứt khoát, trực tiếp thì lùi lại, chỉ đem Lý Thiên Mệnh chính mình lưu trên chiến trường. Loại hành vi này, chỉ có thể nói rõ hắn đối Lý Thiên Mệnh cực độ tự tin. Cố Lộng Huyền Hư, Kỷ Linh Tiên nhỏ híp lại cái kia hàn quang chợt hiện ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia tràn đầy tự tin Lý Thiên Mệnh. Nàng chạm qua quá nhiều đối thủ, phàm là dạng này tự đại, tự luyến, lộ ra lòng tin tràn đầy, sau cùng xuống tràng, trên cơ bản đều thua rất thảm. Vậy thì bắt đầu a, ta thời gian đang gấp. Lý Thiên Mệnh đơn tay nắm lấy rộng lớn Đông Hoàng kiếm, chỉ hướng Kỷ Linh Tiên, một mặt nhẹ nhõm. Hắn cái này ánh mắt khinh miệt, triệt để chọc giận Kỷ Linh Tiên. Ngươi xác định, ngươi hiểu ta. Kỷ Linh Tiên cho tới bây giờ không có bị nhìn như vậy nhẹ qua. Thì ngươi cái này phá nguyên dực tộc, có cái gì tốt hiểu rõ, các ngươi nếu là thật nghiêu bức, liền sẽ không có đầu rút cổ tại cái này trong động quật. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn tất cả biểu hiện, sinh động hình tượng thuyết minh một cái, kiêu ngạo tự mãn, ngụy thiên tài hình tượng. Hừ, Kỷ Linh Tiên giận dữ, tâm lý lại cực đoan tỉnh táo. Loại này tức giận sẽ không để cho nàng phát huy thất thường, sẽ chỉ làm nàng càng thêm hung hãn. Đinh! Một thanh trường kiếm màu đen, rơi vào trong tay nàng. Thân kiếm ong ong chấn động, kiếm nhận như rắn, trên đó trật tự thần văn cực sự cao thâm, rõ ràng là cấp 7 trật tự thần binh trở lên. Trên người nàng bắt mắt nhất vẫn là cái kia vĩnh dạ thiên dực. Đây là bọn họ nguyên dực tộc căn bản. Làm cái này vĩnh dạ thiên dực triển khai thời điểm, nàng nhẹ nhàng một lần vỗ, hắc ám như bão táp một dạng hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới, đầy trời đều là bóng mờ. Loại này hắc ám trực tiếp nuốt lấy chung quanh tất cả người quan chiến, đem Lý Thiên Mệnh phong tỏa tại một cái tĩnh mịch thế giới bên trong. Siêu siêu siêu, cuồng bạo hắc ám phong bạo, như là ngàn vạn đao nhận cuốn tới, để Lý Thiên Mệnh tóc dài trường bào bay múa. Vĩnh dạ thiên dực mang tới hắc ám cùng tĩnh mịch, có một loại long trời lở đất cảm giác. Tại bóng tối này kiến tạo dưới, bóng người của nàng vô hạn bành trướng, dường như biến thành hắc thiên ma thần, ở trên cao nhìn xuống.
cách ngồi đáy giếng. Hừ lạnh một tiếng, kiếm chiêu giết ra. Ong ong ong. Vĩnh Dạ Thiên Dực bóng tối bao trùm phía dưới, chiêu kiếm của nàng biến đến vô hình. Trong lúc nhất thời bốn phía kiếm khí gào thét, sát cơ vô hạn. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ hắc ám thế giới, đều là chạy như bay kiếm ảnh, liền cái kia Kỷ Linh Tiên bản thân ở nơi nào, đều hoàn toàn nhìn không thấy. Siêu siêu siêu. Mơ hồ nhưng biết, nàng theo một cái hướng khác đánh tới. Nàng đã hoàn toàn dung nhập đêm tối, Vĩnh Dạ Thiên Dực để tốc độ của nàng biến đến cực nhanh. Đêm tối sát thủ. Không thể không nói, rất có đặc điểm. Thế mà nàng đụng phải là hiện tại Lý Thiên Mệnh. Hắn căn bản cũng không nhìn Kỷ Linh Tiên ở phương nào, ở trên người hắn phát sinh hai chuyện. Chuyện thứ nhất, cũng là chín đại kỷ nguyên thần kiếm lại lần nữa giết ra, hóa thành đầy trời thần niệm tiểu kiếm, hội tụ thành làm kiếm biển ở tại bên người gào thét xoay tròn. Chuyện thứ hai, chính là hắn cầm giữ Đông Hoàng kiếm cắt vỡ tay cầm, tích huyết trên trường kiếm, kiếm hóa thành máu đen, hội tụ vì ma long tuôn hướng mũi kiếm. Ma long, kiếm huyết phù sinh. Đây là Cửu Long Thiên Kiếp kiếm kiếm thứ 6, nhưng cũng có lục cảnh thần quyết mức độ, lực sát thương tương đương hung mãnh. Xì xì xì. Trong tay Đông Hoàng kiếm, bên người chín đại kỷ nguyên thần kiếm. Muốn là trên thân còn có thể dung hợp thích hợp kiếm huyết phù sinh cấp 7 thần tai kiếm khí, uy lực khả năng lớn hơn. Nhưng bây giờ cũng đủ rồi. Siêu siêu siêu. Lý Thiên Mệnh hai tay cầm kiếm, tại cái này hắc ám phong bạo trung ương, một chiêu kiếm huyết phù sinh giết ra. Kiếm khí hội tụ màu đen ma long, trên trời vô số thức thần tiểu kiếm như mưa to một dạng hướng về bốn phía tản ra, loại này hoàn toàn không khác biệt tiến công, căn bản không quản đối thủ ở phương nào. Phốc phốc phốc. Ma long ngút trời. Gào thét thần long tăng thêm thần niệm tiểu kiếm tại sông ra giây phút đầu tiên, đã tìm được Kỷ Linh Tiên vị trí, về sau chín đại kỷ nguyên thần kiếm thì hướng về phương hướng của nàng bắn tới. Mỗi một kiếm đều có tinh diệu kiếm quyết, hóa thân hắc ám ma long, lại thêm Lý Thiên Mệnh phối hợp thức thần trường kiếm, cắt từ giữa nhập, trực tiếp ép về phía Kỷ Linh Tiên mặt. Nhanh, chuẩn, mãnh liệt. Đương đương đương. Tiếng cọ sát chói tai bộc phát ra. Có thể nhìn đến Kỷ Linh Tiên Vĩnh Dạ Thiên Dực tựa như là thuẫn bài, mà Lý Thiên Mệnh chín đại thức thần trường kiếm là lớn nhất binh khí sắc bén. Trong lúc nhất thời tất cả thần niệm tiểu kiếm, như là ma long mưa to một dạng, chút xuống tại cái kia Vĩnh Dạ Thiên Dực phía trên. Thức thần cùng nguyên dực đang đối mặt đụng. Không hề nghi ngờ tại công kích phương diện phía trên, chín đại thức thần trường kiếm viễn siêu Vĩnh Dạ Thiên Dực. Mà lại, Lý Thiên Mệnh tinh tướng thần cảnh cấp 9 thức thần chi lực. Kỳ thật đều cùng đối thủ tinh luân nguyên lực không sai biệt lắm. Bẻ gãy nghiền nát. Ầm ầm. Có quá nhiều thần niệm tiểu kiếm, xé mở Vĩnh Dạ Thiên Dực, giết tiến vào Kỷ Linh Tiên vòng phòng ngự. Lý Thiên Mệnh lóe lên ở giữa, trước mắt của hắn cũng xuất hiện cái này bị thô bạo tiến công về sau, hơi có vẻ kinh hoàng lãnh diễm nữ tử. Như thế nào a? Cút. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, Đông Hoàng kiếm hóa thành hắc long, trực tiếp bổ đi lên. Ngàn vạn kiếm thế toàn bộ hội tụ vào một chỗ, hướng về Kỷ Linh Tiên phủ đầu giết xuống. Ầm. Vĩnh Dạ Thiên Dực bị xung kích đến nứt toác. Lý Thiên Mệnh cái kia kinh thiên một chảm, thần quang thiểm sáng, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế nghiền ép Kỷ Linh Tiên. Đương. Nàng Vĩnh Dạ Thiên Dực cùng kiếm trong tay, cũng đỡ không nổi Lý Thiên Mệnh một chiêu này, bị bạo lực đánh tan, trực tiếp bay ra ngoài, đụng trở lại Bách Hoa phu nhân phía bên kia. Loảng xoảng. Lý Thiên Mệnh thần niệm tiểu kiếm đột phá Vĩnh Dạ Thiên Dực, khá hơn chút đều đâm trên thân nàng, kém chút đem bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Phốc phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Bất quá, Lý Thiên Mệnh tha nàng nhất mệnh, cho nên bộ dáng của nàng xem ra thảm liệt, trên thực tế nhưng đều là vết thương da thịt, không đả thương được căn bản. Sẽ chỉ làm nàng thời gian ngắn mất đi chiến đấu lực. Nguyên dực tộc phương diện này cùng thức thần tương tự, nguyên dực vỡ vụn cùng thức thần sụp đổ đều là một cái đạo lý. Đều thuộc về thương tổn mà không phải chết. Cánh xương cùng kiếp vòng vỡ nát, mới là diệt vong. Oanh! Kỷ Linh Tiên đụng trở về, đón nàng người đều người ngã ngựa đổ. Dù sao rất nhiều hoàng tộc trưởng bối phận, cũng chỉ là thần dương vương cảnh tứ ngũ giai. Lý Thiên Mệnh cách bọn họ đã không tính xa. Tiên nhi! Bách Hoa phu nhân đau lòng đến tích huyết, cả khuôn mặt đều biến đến vặn vẹo lại băng hàn. Nàng vội vàng tới, tại nàng tiếp nhận thời điểm. Lý Thiên Mệnh thần niệm tiểu kiếm lúc này mới bay trở về, lưu cho nàng là một cái máu thịt be bét nữ nhi. Xem ra rất thảm, kỳ thật không có trở ngại. Đương nhiên, đau chính là khẳng định. Wow!
Kỳ Linh Tiên thân thủ ôm lấy mẫu thân. Có như vậy trong nháy mắt, nàng còn cho là mình chết đây. Tử vong trước mắt đi một lượt, toàn thân mồ hôi lạnh đều lăn lộn đến trong máu mặt đi. Hắn kém chút giết ngươi, tiên nhi ngươi yên tâm, mẹ tuyệt đối không để bọn hắn còn sống rời đi. Bách Hoa phu nhân ôm hận nói. Mẫu thân, hắn hạ thủ lưu tình, là ta thua. Nếu như hắn thật chỉ có 20 mấy tuổi, nói thật ta chịu phục. Thì một chiêu. Kỳ Linh Tiên sắc mặt đau thương, ánh mắt sớm đã rung động. Đem người không đánh lại khó, đem người đánh phục mới gọi bản sự. Lấy Lý Thiên Mệnh hiện tại thiên phú tầng thứ, tại nguyên dực tộc không có đối thủ Kỳ Linh Tiên, thật phục. Đây là quang minh chính đại chiến bại. Cho nên khi Bách Hoa phu nhân muốn vì nàng lấy lại công đạo thời điểm, nàng lại cảm thấy xấu hổ. Tiên nhi, ngươi chắc chắn chứ? Bách Hoa phu nhân khó chịu nói. Lúc trước không cam tâm, hiện tại cam tâm, phục, đối thủ như vậy, ta vẫn là khác cho chúng ta nguyên dực tộc gia tăng vấn đề khó khăn đi. Nói trắng ra là, có dạng này người cản đường, cái này trường sinh dực thì không thuộc về ta. Làm nó không có xuất hiện qua liền tốt. Kỳ Linh Tiên trong miệng ngậm lấy huyết, giãy giụa lấy nói. Tốt, tốt, Bách Hoa phu nhân cũng muốn được rõ ràng đạo lý kia. Nàng lại lần nữa ngẩng đầu, tại chiến trường kia vị trí, thiếu niên tóc trắng kia thu hồi binh khí. Hắn không lúc nói chuyện, ngược lại là lộ ra hào hoa phong nhã, ôn hòa hữu lễ. Đấu không lại, ai? Có điều hắn cùng Diệp Thần, tại tinh không vạn tộc, vậy cũng là chí tôn cấp bậc thiên tài, cũng không cách nào so a. Bách Hoa phu nhân cũng chịu phục. Nhận rõ ràng hiện thực, phi thường trọng yếu. Các nàng đều chịu phục, cái kia chớ nói chi là bốn phía nguyên dực tộc. Bọn họ vốn cũng không phải là rất có cốt khí. Bây giờ thấy trong tộc đệ nhất thiên tài bị một chiêu nghiền ép, quan trọng đối thủ vẫn chưa tới một nửa số tuổi, trong lòng mọi người loại này cảm giác bị thất bại, trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào cứu vãn. Quá mạnh, thật sự không hổ cùng cái kia Diệp Thần nổi danh. Lấy cái gì cùng người ta đấu a? Khác mất mặt xấu hổ. Chúng ta nguyên dực tộc 20 mấy tuổi tiểu hài tử, cho dù là hoàng tộc, còn chưa đủ người một bàn tay. Mấy trăm triệu người nguyên dực tộc chứng kiến trận chiến đấu này. Kết quả không ngoài sở liệu, bọn họ dựa theo thông lệ một dạng chiến bại, mà lại lần này thứ nhất triệt để. Không cần Lý Thiên Mệnh nhiều lời, cái kia mới vừa rồi còn vây ở trên không người, nguyên một đám tự động lui về sau, cho Lý Thiên Mệnh bọn họ lưu lại một đầu thông đạo rời đi. Thật thẳng thức thời. Cung Hùng nhún nhún vai, cười nở hoa. Hùng ca, cái này Lâm Phong thật không tệ a, chúng ta nhặt được bảo. Thuộc hạ có người tán thán nói. Nào chỉ là bảo bối, hắn lần nữa chứng minh, hắn không có chút nào so Diệp Thần kém, Diệp Thần cũng là chói sáng sớm thôi. Lần này chúng ta mang Lâm Phong trở về, trò vui vừa mới bắt đầu, thần diệu hoàng triều, phách lối đến có chút sớm. Cung Hùng cười lạnh. Để bọn hắn nhìn xem, cái gì gọi là thức thần tu luyện giả. Tử Tiêu Đế cung lấy thức thần làm chủ, đối Lý Thiên Mệnh tới nói ngược lại mới mẻ. Nhưng rất nhiều người đều biết, hắn tại ngự thú sư phương diện bản sự, không có chút nào so thức thần kém. Hắn, mới thật sự là siêu cấp toàn năng. Cung Hùng bọn người ánh mắt nhìn hắn, vô cùng lóe sáng. Cùng Lý Thiên Mệnh tụ hợp về sau, Cung Hùng vỗ tay tán thưởng một chút, ghé vào lỗ tai hắn nói, quay lại chúng ta cũng để cử ngươi tiến vạn tinh bầu trời chiến trường, để ngươi dài một lớn lên danh khí. Không vội, cầm xuống Diệp Thần, cũng có thể đạt tới giống nhau mục đích. Lý Thiên Mệnh nói. Mãnh liệt, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Cung Hùng giơ ngón tay cái lên nói. Quá khen. Đi Tử Diệu Tinh, này sẽ là một lần khởi đầu hoàn toàn mới. Tử Tiêu Đế Cung là Tử Diệu Tinh thế lực bá chủ, nó cùng Thần Diệu Hoàng Triều thế lực ngang nhau, không giống Hiên Viên Long Tông hoàn toàn không phải trật tự thiên tộc đối thủ. Cho nên, Lý Thiên Mệnh muốn cường thế, bá đạo một số. Đi sử dụng thiên phú của mình, vì chính mình tranh thủ quyền lợi cùng tư nguyên. Ta không cần khách khí, ta là chân thật có thể trợ giúp đến Tử Tiêu Đế Cung, đã có Tử Tiêu Đế Cung loại này hàng tinh nguyên thế giới, thể đội thứ nhất thế lực nguyện ý ủng hộ ta, ta thì phải nắm lấy cơ hội, như con cá đồng dạng nỗ lực phấn đấu. Cho nên, đến đón lấy hắn sẽ cường thế, dứt khoát. Hiên Viên Long Tông bởi vì là trật tự chi địa thê đội thứ hai, trên đỉnh đầu có một cái thế lực bá chủ, khó tránh khỏi sẽ có rất lớn cực hạn. Thậm chí ngay cả cấp 7 thần tai kiếm khí, Lý Thiên Mệnh đều phải đi trộm. Lúc này đã lựa chọn Tử Tiêu Đế Cung, lấy hắn nguyên tắc làm người, cũng là cùng Tử Tiêu Đế Cung theo như nhu cầu,
toàn tâm toàn ý thuộc về bọn họ. Chỉ cần Tử Tiêu Đế Cung không cõng phản hắn, hắn cũng không có khả năng phản bội. Nói cách khác, ta trời đưa đất đẩy làm sao mà đi vào Tử Diệu Tinh, bị ép tại cũng không đủ hiểu rõ tình huống dưới, thêm vào Tử Tiêu Đế Cung, chưa chắc sẽ không tốt, tối thiểu nhất cho ta tiết kiệm không ít thời gian. Trong tinh không lang thang tu hành tốc độ, chỗ nào hơn được đi Tử Tiêu Đế Cung a? Đây chính là có thể so với trật tự thiên tộc thế lực. Tử Diệu Tinh thần tháp tầng thứ 9 đế tôn thiên hồn, đều là bọn họ quyên tặng. Nói không chừng bọn họ hiện thực thế giới sơn môn, còn có tốt hơn. Đến một bước này, Lý Thiên Mệnh đối tương lai mục tiêu cùng cá nhân phong cách hành sự, đã phá lệ rõ ràng. Dù sao, trèo lên trên, tranh thủ sớm ngày có thể trở về trật tự chi địa, cái kia là được rồi. Duy nhất một chút tiếc nuối, cũng không biết Thái Nhất Tháp đến cùng thế nào. Hiện tại Khôn Lan giới đóng cửa, cũng không biết tình huống gì. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lưu lại một chút ngân trần thân thể, tùy thời điều tra biến hóa. Vốn là mục tiêu thứ nhất là nghiên cứu Thái Nhất Tháp dị biến, kết quả tháp trực tiếp không có, thân phận còn bại lộ, để hắn một mặt mộng bức. May mắn, Khương Phi Linh Thiểm Linh Thiên Dực, đây chính là một cái đại thu hoạch. Này lại dẫn đến một cái quan trọng. Cái kia chính là, Khương Phi Linh, rất có thể không lại cần hắn bảo hộ. Thậm chí còn có thể cung cấp càng lớn phụ trợ. Đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Tại Lý Thiên Mệnh tâm lý chuyển qua những thứ này thời điểm, Cung Hùng đã rất nghiêm túc, rất nể tình đi cùng Bách Hoa phu nhân cáo biệt. Hai người ngược lại là khách khí. Ý thức được Lý Thiên Mệnh đáng sợ về sau, Nguyên Dực tộc bên này hoàn toàn phục, một chút tưởng niệm đều không có. Cái này khiến Cung Hùng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hắn vẫn là hiểu rõ Nguyên Dực tộc a. Rất cầu thả. Các vị bằng hữu, cáo từ, về sau nếu có duyên phân, Cung Mỗ còn sẽ trở lại gặp mọi người. Cung Hùng cười chắp tay. Hoan nghênh hoan nghênh. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, có thể Nguyên Dực tộc ước gì hắn nhanh điểm lăn. Kết quả là, Cung Hùng mang theo Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, một đường đi lên trên, toàn bộ Nguyên Nguyên tinh động lại không người ngăn cản, vị kia trưởng thượng cũng không hề lộ diện, cứ như vậy tùy ý Cung Hùng đem Lý Thiên Mệnh mang ra Nguyên Nguyên tinh động phạm vi. Ông mới ra tinh động, nhìn lại, cái kia chói lọi tinh hà chi hoa, còn tại mênh mông trật tự tinh không bên trong nở rộ, hướng về rời bỏ Tử Diệu Tinh phương hướng chậm chạp di động. Hai thế giới đã giao bỏ qua, về sau sẽ càng ngày càng xa cách. Nguyên Nguyên tinh động cái này một cái không có chất béo thế giới, cũng để Tử Diệu Tinh cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Bằng không hai thế lực lớn sớm ngay ở chỗ này khai chiến. Nghe nói đại đa số tụ biến kết giới, cũng không bằng hằng tinh nguyên bản thân bền bỉ, cho nên tinh động thế giới cũng là hằng tinh nguyên thế giới bước kế tiếp, trừ phi hằng tinh nguyên nửa đường bị đoạt đi. Nếu như chúng ta Tử Diệu Tinh cũng đi vào một bước này, vạn vạn ức sinh linh đều sẽ chết, chàng hạo kiếp kia, chỉ có đạp thiên chi cảnh, mới miễn cưỡng có thể còn sống sót. Cung Hùng như thế tráng kiện nam nhân, lúc này thời điểm vậy mà cảm khái. Tối thiểu được bao lâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tử Diệu Tinh, làm sao đều có 2,3 triệu năm a? Cung Hùng nói. Ngươi lại không sống đến lúc đó, quan tâm cõng lông. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Nói cũng đúng, ha ha. Cung Hùng theo không keo kiệt nụ cười, hắn cười đến rất mở, một thân hắc hùng áo khoác bằng da đều đang rung động. Đây là một cái vô cùng có phong cách nam nhân. Đúng rồi, ta tại phụ cận còn có 3 người bằng hữu, ta dẫn bọn hắn cùng một chỗ về Tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh nói, là nhỏ gió cùng Lâm Tiêu a, đó cũng là hai cái kỳ tích a. Cung Hùng vô cùng cảm khái, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng là hâm mộ hắn thanh xuân. Đúng, ngoài ra còn có một vị, là muội muội ta. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiêu không phải ngươi muội muội, nhìn tên hẳn là a. Cung Hùng hỏi. Không phải, Lý Thiên Mệnh nói. Há, ta đã hiểu, là tiểu thiếp, vị này là chính thê. Cung Hùng bừng tỉnh đại ngộ. Đậu phộng, chớ nói lung tung. Lý Thiên Mệnh cảm giác phần eo truyền đến một loại chí mạng cự lực, vội vàng ho khan đối Cung Hùng nói. Hiểu, nam nhân mà, đều hiểu. Ta Cung Mỗ cũng là chuyên tình người, chúng ta là người trong đồng đạo. Cung Hùng vui vẻ nói. Thông qua Lâm Tiêu, Lâm Phong cái này huynh muội tính danh hiểu lầm, ngược lại để Lý Thiên Mệnh quyết định một việc. Hắn đối Cung Hùng nói, Hùng ca, kỳ thật ta tên thật không gọi Lâm Phong, đây chẳng qua là ta tiến huyễn thiên chi cảnh thời điểm, nhàm chán lấy được dùng tên giả. Ồ, ta đã nói rồi, làm sao có thể tên đất người đều như bức.
Cung Hùng trong lời nói chỉ đại khái cũng là Diệp Thần đi. Lý Thiên Mệnh chính thức giới thiệu, nói, ta gọi Lý Thiên Mệnh, đây là người yêu của ta Khương Phi Linh, nàng không phải nguyên dực tộc, chỉ là bởi vì một loại nào đó biến hóa cải lão hoàn đồng. Mặt khác Tiểu Phong tên đầy đủ gọi Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu thì là Lâm Tiêu Tiêu, còn có muội muội ta Lý Khinh Ngữ, hết thảy 5 người, đến đón lấy có lẽ có một đoạn thời gian rất dài, cần nhận được Hùng ca cùng Tử Tiêu đế cung chiếu cố. Không có vấn đề, đều là huynh đệ. Cung Hùng trùng điệp vỗ một cái bờ vai của hắn, đã sớm cười nở hoa, hắn nói. Theo ngươi câu nói này, ta nghe được ngươi còn thật không phải một cái người cao ngạo đều là giả tượng, ngươi là não tử rõ ràng, hành sự ổn định ngươi. Hôm nay đụng tới ngươi cũng là vận khí của ta theo ngươi hợp ý, nguyện ý làm ngươi là huynh đệ. Nói thật, Tử Tiêu đế cung rất lớn, các loại người đều có, cũng khó tránh khỏi có người mang quỷ thai. Nhưng ta Công Hùng là cái đơn giản dứt khoát thẳng thắn người, sau này bất kể thế nào lấy, dù sao thì hướng duyên phận này, ai dám động đến ngươi, ta thì đánh hắn tới liền thân mẹ đều nhận không ra. Hùng ca đại khí, Lý Thiên Mệnh nói. Kỳ thật, hắn ngay từ đầu không muốn lập tức làm ra ngoài Tử Tiêu đế cung lựa chọn, cũng là nghĩ điều tra tốt Tử Tiêu đế cung nội tình. Hiện tại đã bị động vào cuộc, cái kia xác thực chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chẳng qua trước mắt đến xem. Cung Hùng đã bị phân phối đến cái này thế giới khác, một phương diện nói rõ hắn năng lực mạnh, một phương diện khác cũng nói hắn không tính hợp quần. Kỳ thật loại này người thường thường đáng giá thâm giao. Chỉ là hắn đến cùng là diễn hào khí, hay là thật bãi cỏ hoang, còn đến thời gian phán đoán. Bất quá theo trên đại thể nói, tại đối diện có Diệp Thần loại này uy hiếp tình huống dưới, Tử Tiêu đế cung không có khả năng không coi trọng hắn. Đương nhiên, sau đó hết thảy, chưa hẳn rất nhẹ nhàng. Hết thảy đều muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dù nói thế nào, bên này bố cục, đều so một người xưng bá trật tự chi địa tốt hơn nhiều. Nói trắng ra là, toàn bộ mặt trời đều là Thái Dương đế tôn lồng giam, không có Cửu Long đế táng, Lý Thiên Mệnh đều trốn không thoát tới. Chỉ là đây hết thảy để Lý Thiên Mệnh minh bạch một cái đạo lý. Diệp Thần tại, hắn có thể tại. Diệp Thần nếu như bị nghiền ép quá ác, hoặc là không có ở đây. Như vậy Tử Tiêu đế cung chưa hẳn 100% cần chính mình. Đây hết thảy cũng chỉ là Lý Thiên Mệnh đối các loại hậu quả dự phán, hậu quả gì đều tồn tại khả năng. Hết thảy đều phải dựa vào hắn tránh thức đi đến Tử Tiêu đế cung, tới kiến thức các loại đỉnh cấp ngang ngược, mới có thể làm sâu một bước phán đoán. Thực sự không được, chỉ có thể tìm cơ hội, lần nữa dùng Cửu Long đế táng rút lui. Tối thiểu còn có đường lui. Dạ Lăng Phong ba người bọn hắn. Lúc trước còn tại Cửu Long đế táng bên trong, bất quá Lý Thiên Mệnh đã trước một bước để bọn hắn tại Nguyên Nguyên tinh động bên ngoài chờ. Tiến về Tử Diệu tinh, coi như lấy Cung Hùng chiến thuyền, đều có 3 tháng lộ trình. Chuyến đi này không biết bao lâu, mà Cửu Long đế táng bên trong quá buồn tẻ, Lý Thiên Mệnh còn phải đem bọn hắn mang đi. Nói trắng ra là, hắn đối Tử Tiêu đế cung bản thân, bởi vì có thần quy lão tổ đám người tồn tại, tối thiểu bảo trì 80% lạc quan thái độ. Cho dù có kẻ xấu, vậy cũng không ảnh hưởng đại cục. Hợp tác điều kiện tiên quyết là tín nhiệm. Càng quan trọng hơn là, Lý Thiên Mệnh nắm giữ ngân trần. Nó tồn tại, mới là Lý Thiên Mệnh lẩn tránh nguy hiểm căn bản. Đến Tử Tiêu đế cung, mấy chục triệu con gián đại quân trải rộng đế cung. Tại không người thời điểm, những cái kia đối với mình có ý tưởng người, đều sẽ đem nội tâm tà ác bại lộ. Tử Tiêu đế cung không hề nghi ngờ là mới chiến trường. Không sai mà lần này, Lý Thiên Mệnh bài trong tay, có thể so sánh hắn vừa tới trật tự chi địa, tham gia vô thiên chi chiến thời điểm nhiều hơn nhiều. Ầm ầm, leo lên Cung Hùng tinh không chiến thuyền, bọn họ hướng về phương xa một khỏa lớn nhất ngôi sao màu tím tiến lên. Loại này tinh không chiến thuyền, dĩ nhiên không phải tinh hải thần hạm. Nó vẫn là dựa vào người điều khiển tinh luân nguyên lực khu động, chỉ có thể đường ngắn đi đường, đem tinh luân nguyên lực hiệu quả và lợi ích sử dụng tốt nhất. Đến mức tu luyện cũng đừng nghĩ. Cho nên 3 tháng này, Lý Thiên Mệnh cao nữa là chỉ có thể vào tiến huyễn thiên chi cảnh. Tin tức tốt duy nhất là, tại hắn hài lòng ánh mắt bên trong, Khương Phi Linh từng điểm trưởng thành. Không tệ, đây mới thật sự là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Lý Thiên Mệnh nhìn như chỉ chạy Khôn Lan giới cửa vào một chuyến, trên thực tế đều dùng phía trên 1 tháng thời gian. Các loại lần nữa đoàn tụ thời điểm. Dạ Lăng Phong thương thế trên cơ bản đã thật sạch sẽ. Lý Thiên Mệnh mang lấy bọn hắn gặp Cung Hùng bọn người,
Cung Hùng cùng hắn thủ hạ bộ hạ, đối này một đám năm người trẻ tuổi quả thực khen không dứt miệng. Bọn họ rất khó hoài nghi Lý Thiên Mệnh không phải Tử Diệu Tinh người. Bởi vì loại này số tuổi người, rất không có khả năng nắm giữ tinh hải thần hạm, cái kia liền không khả năng du lịch trong vũ trụ. Nhưng rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh cùng Diệp Thần lưu giữ tại địa phương khác nhau. Cái kia chính là, Diệp Thần thân thế, là có thể đem khống, ngược lại là Lý Thiên Mệnh càng thêm thần bí, trống rỗng. Bất quá Cung Hùng cũng không nhiều hỏi. Ngươi những thứ này đệ đệ muội muội có thể cũng không tệ, rất khó tưởng tượng ngươi đám người này, là làm sao tụ tập cùng một chỗ, ta đoán chừng thần Diệu Hoàng Triều đến khóc chết rồi, bọn họ chỉ có một cái, chúng ta có năm cái. Cung Hùng cười nói. Hùng ca quá khen, ngoại trừ ta bản thân, bốn người bọn họ muốn học tập còn có rất nhiều. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Có thể, có thể. Cung Hùng liên tục gật đầu. Trải qua Cửu Long Đế Táng tốc độ, lại đến thích ứng cái này tinh không chiến thuyền tốc độ, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, cái này tinh không chiến thuyền thì cùng ốc sên giống như, tại cái này trật tự tinh không bên trong chậm chạp bò sát. May mắn không cần Lý Thiên Mệnh chính mình xuất lực. Hắn trong lúc rảnh rỗi, liền để Ngân Trần trải rộng toàn bộ chiến thuyền, trên chiến thuyền này có mấy vạn người, đều đi theo Cung Hùng tạm thời rút về Nguyên Nguyên Tinh Động. Trên thực tế bọn họ không cần đến trở về, bất quá Cung Hùng rút đi. Bọn họ cũng lo lắng lưu tại Nguyên Nguyên Tinh Động bị thần Diệu hệ người đè ép, lần này theo trở về, còn có thể thuận đường bảo hộ Lý Thiên Mệnh. Các loại hộ tống đúng chỗ, bọn họ có thể sẽ trọng chỉnh trở về, nhưng đến lúc đó thống soái đoán chừng không phải Cung Hùng. Cung Hùng mang về Lý Thiên Mệnh, lập xuống đại công, theo lý thuyết không cần bị, xung quân biên cương. Lấy chiến thuyền tốc độ, theo Nguyên Nguyên Tinh Động đến Tử Diệu Tinh tối thiểu đều muốn 3 tháng. Ba tháng này chỉ có thể ở huyễn thiên chi cảnh Tử Diệu Tinh thần tháp tu hành. Lý Thiên Mệnh tại tu hành sau khi, để Ngân Trần giám sát cái này mấy vạn người đối thoại, trọn vẹn thời gian 3 tháng, hắn nghe được vô số tin tức, đồng thời đối toàn bộ Tử Diệu Tinh hình dáng, đều có nhất định nhận biết. Bao quát Cung Hùng làm người, sự tích của hắn, Tử Tiêu Đế Cung phong cách hành sự, Lý Thiên Mệnh đều có hiểu một chút. Theo những tin tức này để phán đoán, Cung Hùng đúng là một cái tính khí nóng nảy. Dễ dàng đắc tội với người hạng người lỗ mãng, có điều hắn làm việc trượng nghĩa, làm người phúc hậu, cũng được đến không ít kính trọng, nơi này rất nhiều người đều là cam tâm tình nguyện đi theo hắn tới chỗ này. Theo hắn người bên cạnh tự mình thảo luận, đến quen thuộc hắn người này, vậy liền lại chuẩn xác cực kỳ. 3 tháng nhìn như rất ngắn, nhưng nếu là cái này mấy vạn người top 5 top 3 mỗi thời mỗi khắc đều đang đối thoại, đủ để đem Lý Thiên Mệnh chế tạo thành một cái Tử Diệu Tinh, vạn sự thông. Có đầy đủ tin tức dự trữ về sau, hắn lắc mình biến hóa, trực tiếp thành Tử Diệu Tinh thổ dân. Kể từ đó, cho dù có người hoài nghi hắn không phải Tử Diệu Tinh thổ dân, cái kia đều tìm không ra chỗ sơ suất tới. Cái này cũng là Ngân Trần chỗ cường đại. Hiểu càng nhiều, Lý Thiên Mệnh thì càng yên tâm. Bất quá, Tử Tiêu Đế Cung nội bộ, cũng có rất nhiều thị tộc, phe phái đấu tranh, như thế thật, Tử Tiêu Đế Cung có chút cùng loại Viêm Hoàng Đại Lục Thái Cổ Thần Tông. Đế cung bên trong đỉnh cấp thị tộc đều có 5-6 cái, trên cơ bản người nào sinh ra đế tôn ai làm vương, tất cả quyền thế trên thực tế vẫn là thị tộc tại trưởng khống. Loại kết cấu này, khẳng định không bằng thần Diệu Hoàng Triều thần Diệu tộc nhất tộc làm đại vững chắc, lẫn nhau ở giữa nội đấu rất nhiều. Mặc dù bây giờ là cung thị nhất tộc cầm quyền, nhưng trong đó bộ vẫn là rất phức tạp, cái này cần Lý Thiên Mệnh cẩn thận một chút. 3 tháng, đảo mắt đến. Đứng tại chiến thuyền bong tàu. Tuy nhiên ngăn cách một khoảng cách, có thể Lý Thiên Mệnh cũng có thể thông qua nhìn ra xa, nhìn đến Tử Diệu Tinh. Đó là hắn chỗ gặp qua, cái thứ hai hành tinh to lớn nguyên. Nhìn thấy thứ nhất mắt, Lý Thiên Mệnh bọn họ 5 cái, liền để Tử Diệu Tinh Mỹ lệ cùng chói lọi hấp dẫn. Cùng thiêu đốt mặt trời khác biệt chính là, Tử Diệu Tinh là một cái màu tím nhạt hành tinh nguyên, tử sắc cũng không thiêu đốt, nó lộ ra cao quý, thần bí, trang nhã, xem ra an tĩnh mà quý khí. Ở tại bên người còn quấn vô số lập lòe tinh thần, những cái kia đều là chạm gác, đều là nguyệt tinh nguyên. Dạng này một cái ngôi sao, tựa như là trong tinh không tử sắc tĩnh mịch chân châu. Thật đẹp a. Mặc kệ mặc cho ai lần thứ nhất nhìn đến Tử Diệu Tinh toàn cảnh, đoán chừng đều sẽ để hắn ưu nhã, trói lọi hấp dẫn. Có điểm giống là một cái phóng đại bản nguyệt chi thần cảnh. Lý Thiên Mệnh nói như vậy, tất cả mọi người nghĩ tới, bởi vì nguyệt chi thần cảnh cũng là một cái mỹ diệu. Mỹ lệ thế giới, cái kia mông lung ánh trăng, ưu nhã thành trì, đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tử Diệu Tinh cùng Nguyệt Chi Thần Cảnh là một cái phong cách,
chỉ là nó càng cao quý hơn thần bí, quanh thân tinh quang càng thêm sáng chói. Nói một cách khác, làm hằng tinh nguyên thế giới, nó cao cấp hơn, so nguyệt chi thần cảnh nội tình càng thâm hậu hơn. Ong ong ong, tinh không chiến thuyền một đường hướng xuống, đi tới cùng loại, trật tự chi địa, mây hồng vị trí, bởi vì hằng tinh nguyên phun trào, tử diệu tinh phía trên cũng có, mây hồng, nhưng bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Bây giờ xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh bọn họ trước mắt, là một mảnh tử sắc biển mây phía trên tinh quang thôi sán, vô số ngôi sao sương mù ở trong đó lượn lờ. Tầng này vân vụ gọi là tử tinh vân, nó tồn tại tựa như là mộng cảnh, làm chiến thuyền tiến đụng vào cái này tinh thần hải dương thời điểm, Lý Thiên Mệnh cũng không cảm giác được mặt trời mây hồng loại kia nóng rực. Điều này nói rõ tử diệu tinh hằng tinh nguyên lực lượng, càng thêm ôn hòa, càng thêm toàn diện, không giống mặt trời như vậy lấy hỏa thuộc tính làm chủ. Chẳng những không thiêu đốt, Lý Thiên Mệnh ngược lại có một loại cực đoan cảm giác thư thích, đó là tắm rửa tại đẳng cấp cao thiên địa linh khí trong hải dương thống khoái. Hắn thậm chí nhìn đến rất nhiều người bay lên tử tinh vân tu hành. Vượt qua tinh thần biển mây, mỗi một bước đều giống như tại mộng cảnh bên trong ngao du, tử sắc điểm sao cùng ngôi sao sương mù vờn quanh quanh thân, toàn thân lỗ chân lông phát ra, đều đang phun trào lấy tử sắc phụ khí. Ông! Chiến thuyền đâm vào biển mây. Qua! Thì liền Lý Thiên Mệnh cũng không nhịn được thở nhẹ một tiếng. Dưới chân cái thế giới này, quá đẹp. Nó không chỉ là phóng đại bản nguyệt chi thần cảnh. Nó so nguyệt chi thần cảnh càng có màu sắc, phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới giang hải non sông, đều bao phủ tại sáng chói tử sắc mê vụ bên trong, sông núi cây cối đều đang nháy ánh sáng, lập lòe điểm sao tựa như là trong bầu trời đêm bảo thạch, bầy khắp mắt trần có thể thấy lục địa, mà đại dương kia càng là trong suốt sáng long lanh, tựa như là màu xanh lam rượu ngon, đang nháy quang bên trong khuấy động. Đây chính là tử diệu tinh. Đây chính là thiên địa vũ trụ tạo hóa, tinh không bên trong Minh Châu. Nếu như nói thô bạo, đốt cháy mặt trời, là một cái hỏng bét hán tử, tử diệu tinh tựa như là một cái nữ thần, nó để Lý Thiên Mệnh nhớ tới thần dụ công chúa, quả nhiên cũng chỉ có thế giới như vậy, mới có thể sinh ra loại kia khí chất thần nữ. Xuất phát, đi, vạn dặm tinh thành. Chiến thuyền phảng phất tại mộng cảnh làm bên trong hành tẩu, tiến về tử tiêu đế cung hạch tâm chi địa. Vạn dặm tinh thành. Khắp nơi trên đất tinh thần thành trì, kiến tạo một vạn dặm, cái này một vạn dặm. Đều là tử tiêu đế cung sơn môn. Vù vù. Ấm áp tinh phong theo bên tai gào thét mà qua. Tinh không chiến thuyền hãm lại tốc độ, tại cái này tinh quang thiểm diệu núi sông tiến lên. Tử diệu tinh dù là có mưa, cái kia cũng không phải trên thái dương loại kia mang theo hủy diệt tính mưa lửa, bọn họ xem ra càng giống là sao băng. Đây là một cái thời khắc đều có sao băng bay qua thế giới. Ao ao ao. Phía dưới cái kia tản ra màu xanh lam huỳnh quang thanh tịnh hải dương sóng biếc dập dờn, vô số tôm cá kết thành từng bầy, cao điệu du tẩu. Hấp thu hằng tinh nguyên lực lượng về sau, bọn họ quang mang càng tăng lên. Chiến thuyền ở trên biển lướt qua, nhấc lên đầy trời sóng nước. Đi tới nơi này đến, đã có thể nhìn đến phía trước có một ngôi sao đại lục. Cái kia đại lục vô cùng bao la, lại chỉ kiến tạo một tòa thành thị này liên miên 10.000 dặm. Thời khắc tắm rửa tại tinh thần quang huy bên trong, tên của nó chính là Vạn Lý Tinh Thành. Tòa này vô biên tinh thần chi thành diện tích, chiếm cứ một phiến đại lục, tối thiểu có Vạn Long Thần Sơn, hơn gấp 10 lần. Chỉ là điểm này, liền có thể nhìn ra Hiên Viên Long Tông cùng Tử Tiêu Đế Cung khác nhau. Cùng loại trật tự thiên tộc loại kia đặt vào biên chế quân đội, toàn quân tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 trở lên, Tử Tiêu Đế Cung hết thảy nắm giữ 500 triệu. Cái số này cùng trật tự thiên tộc ở vào cùng một cái giàn quân phía trên. Thế lực của bọn hắn, đồng dạng trải rộng nửa cái tử diệu tinh, bao quát huyền tiên các ở bên trong, đều là tử tiêu đế cung phụ thuộc tông môn, tiếp nhận tử tiêu đế cung bảo hộ, cũng muốn hướng tử tiêu đế cung dâng lễ. Không hề nghi ngờ, Vạn Lý Tinh Thành tuyệt đối là cái này tử diệu tinh phía trên cường thịnh nhất, lớn nhất thật lớn địa phương, nó ở vào tử diệu tinh nam cực. Mà thần diệu hoàng triều đô thành, thì tại tử diệu tinh bắc cực. Hằng tinh nguyên thế giới đều có hai cực, đây cũng là mặt trời cùng tử diệu tinh, đều hình thành nam bắc lưỡng cực so sánh căn bản. Lý Thiên Mệnh ngắm mục đích nhìn về nơi xa, cái kia một mảnh liên miên tinh quang chi thành, nó mỹ lệ đã để Lý Thiên Mệnh nhìn mà than thở. Xem ra tử diệu tinh tu luyện giả, càng thích trưng diện, cũng càng yêu quý sinh hoạt. Lý Khinh Ngữ tại trật tự thiên tộc trải qua, nàng rõ ràng hai thế giới khác biệt. Trật tự chi địa bên kia, tầm mắt nhìn thấy chỗ đều là liệt hỏa, nàng cửu nguyệt cung cùng nguyệt nha hải,
đã là lớn nhất thanh tịnh, địa phương an tĩnh. Ta thích nơi này. Cái kia một tòa thành trì đã phản chiếu tại Khương Phi Linh trong hai mắt. Nàng bây giờ, ước chừng là 14-15 tuổi dáng vẻ, tiểu mỹ nhân đã thoát khỏi ngây ngô, chậm rãi trở thành mê người mật đào nhi, da thịt cùng khuôn mặt vẫn non đến da nước, đã có rất nhiều nữ tử phong tình. Một lần nữa trưởng thành về sau, cái kia tư thái cũng biến đến càng thêm yêu nhiêu. Đối với cái này Lý Thiên Mệnh vẫn cho rằng, cái kia là công lao của mình. Ông, tại các nàng đắm chìm trong vạn lý tinh thành, mỹ mạo, bên trong lúc, chiến thuyền đã phá vỡ sóng nước, đi tới vạn lý tinh thành trên không. Tự mình đặt mình vào tại cái này ánh sao chi thành, cảm giác nơi này chính là trung tâm vũ trụ, một viên ngói một viên gạch đều là lập lòe. Để Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn chính là, cái này vạn lý tinh thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong vô số người, hẳn là đều biết hắn đến. Kết quả là cái này vạn lý tinh thành bên trong, giờ phút này chính tiếng người huyên náo, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt lít nha lít nhít đều là cái này tử diệu tinh cao đẳng chủng tộc. Bọn họ đều lấy hiếu kỳ, tâm tình kích động, đường hẻm hoan nghênh Lý Thiên Mệnh đến. Lý Thiên Mệnh tên thật, có thể so sánh Lâm Phong hai chữ muốn bá đạo nhiều. Cái tên này quá lớn, cần rất cao mệnh cách mới có thể chống đỡ. Chính vì vậy, làm vạn lý tinh thành bên trong bắt đầu vang vọng, Lý Thiên Mệnh, ba chữ này thời điểm, tối thiểu so, Lâm Phong, muốn chọc giận phái nhiều. Ông, chiến thuyền vừa mới đến, bài sơn đảo hải tiếng hô thì giống như là biển gầm theo cái này tinh quang chi thành va chạm mà đến. Rầm rầm rầm, Lý Thiên Mệnh sắp bị tên của mình cho chấn điếc. Quá nhiệt tình, hắn mặt toát mồ hôi nói. Ngươi xứng với loại này nhiệt tình, cửu kiếp thiên tài a, đó là chúng ta Tử Tiêu Đế cung trong lịch sử tối cao thiên phú. Cung hùng cảm khái nói. Lý Thiên Mệnh cũng không dám nói cho hắn biết, bên cạnh hắn còn có một cái nắm giữ cửu kiếp thức thần muội muội. Tại triệt để quen thuộc Tử Tiêu Đế cung trước, Lý Thiên Mệnh là muốn cho Dạ Lăng Phong bọn họ điệu thấp một số. Bằng không bọn hắn năm người này, vượt qua đối diện Diệp Thần quá nhiều, có thể sẽ lưu giữ tại không thể đoán được sự tình. Tử Tiêu Đế cung có lẽ muốn là chống lại, mà không phải nghiền ép. Tránh thức nghiền ép, bọn họ có lẽ cũng sẽ xem xét cái này Tử Tiêu Đế cung, tương lai là ai. Ong ong ong, chiến thuyền bay qua, tựa như là đế hoàng dò xét giống như. Những cái kia tán thưởng, cuồng nhiệt, ánh mắt hiếu kỳ khắp nơi đều là. Đối mặt loại này tôn sùng, Lý Thiên Mệnh còn có chút ngượng ngùng. Hắn chỉ có thể đứng ở đầu thuyền, bày làm ra một bộ vẻ mặt vui cười, hướng nghênh đón người ngoắc. Mọi người tốt, tốt xấu hổ, nhất định muốn đánh bại Diệp Thần. Thật nhiều người kêu to nói. Xem ra bên kia nhiều một cái Diệp Thần, để Tử Tiêu Đế cung bên này bị rất lớn ngăn trở. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh bay vùn vụt náo nhiệt vạn lý tinh thành, tiến về cái kia ngôi sao trong thành. Đó là hạch tâm nhất địa phương, tử sắc hằng tinh nguyên phun trào chi địa, cùng loại vô thiên hỏa trụ. Bất quá, bên này tình huống cùng trật tự thiên tộc cùng loại, cái kia chính là một tòa tinh hải thần hạm trấn áp tại hằng tinh nguyên phun trào miệng, đem đại lượng hằng tinh nguyên quán thâu đến vạn lý tinh thành. Cái này một tòa tinh hải thần hạm, ngay tại lúc này Tử Tiêu Đế cung, Đế Tôn, hành cung. Thiên Mệnh, Đế cung quyết định đem bọn ngươi an bài tại Tử Chân tinh thành, nơi đó là tiếp cận nhất Đế Tôn địa phương, cũng là Tử Tiêu Đế cung tốt nhất chỗ tu hành. Cung Hùng tiếp vào truyền tin sau đá, quay đầu hướng Lý Thiên Mệnh nói. Mời Hùng ca thay ta cảm tạ Đế Tôn, cảm tạ Tử Tiêu Đế cung. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần, các ngươi nghỉ ngơi trước một ngày, Đế Tôn muốn tự mình gặp ngươi, ngày mai ta thì dẫn ngươi đi Thiên Tinh Đế Thành. Thiên Tinh Đế Thành, cũng là Tử Tiêu Đế cung, tinh hải thần hạm. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu liền có thể nhìn đến cái kia Thiên Tinh Đế Thành, đó là vạn lý tinh thành trung ương chí cao thành trì, hắn hình dáng giống như là một tòa tháp, thân tháp khảm nạm lấy lít nha lít nhít hơn ngàn tinh thần. Mỗi một viên đều ẩn chứa vô số hằng tinh nguyên. Tại cái kia Thiên Tinh Đế Thành trung ương, có thể rõ ràng nhìn đến một khỏa tử sắc áp xúc hằng tinh nguyên. Xem ra cái này Thiên Tinh Đế Thành uy lực, lại so với Thái Dương Thần Cung kém một chút, dù sao Thái Dương Thần Cung có thể chứa đựng hai khỏa cỡ nhỏ hằng tinh nguyên. Vâng, cái kia ta ngay mặt cảm tạ Đế Tôn. Đi tới nơi này, không thấy Đế Tôn không có khả năng. Vị kia Đế Tôn mới nói. Muốn cho Lý Thiên Mệnh trở thành Tử Tiêu Đế cung nhân vật số 2 đây. Thần Diệu Hoàng Triều bên kia, Diệp Thần vẫn chỉ là Đế Tôn phò mã. Tử Tiêu Đế cung Đế Tôn, tên là Tinh Vũ Đế Tôn, hắn số tuổi so với Thần Diệu Hoàng Triều Đế Tôn, muốn hơi lớn một số.
Trong lúc nói chuyện, Tử Chân Tinh Thành đến. Nó ngay tại Thiên Tinh Đế Thành bên cạnh. Đây là một tòa lập lòe thành bảo, phá lệ mỹ lệ, phạm vi cũng tương đương bao la. Đừng nói ở Lý Thiên Mệnh năm người, coi như ở mấy chục con lam hoang, mặc cho nó ở bên trong chạy, cái kia đều đầy đủ. Cung Hùng trực tiếp cho hắn một đống truyền tin thạch. Có vấn đề tùy thời tìm ta, theo gọi theo đến, 3 tháng ngựa xe vất vả, các ngươi trước nghỉ ngơi chỉnh đốn, về sau cái này Tử Chân Tinh Thành thì là các ngươi nhà, người Hùng ca ta cũng có khá hơn chút thời gian không gặp chính mình bà nương, rút lui trước. Cung Hùng nói xong, cười ha ha rời đi, là cá nhân đều biết hắn ở gấp cái gì. Nhà mới. Nhìn lấy cái này phồn hoa, lập lòe, như là Dream Castle giống như Tử Chân Tinh Thành, Lý Thiên Mệnh lâm vào ngắn trong nháy mắt mê mang. Đối Tử Tiêu Đế Cung tới nói, hắn giống như chỉ là một cái thiên tài tay chân. Nơi này sẽ là nhà mới của mình sao? Với hắn mà nói, chính thức có thể xưng là nhà, giống như chỉ có Ly Hỏa Thành, có lẽ Đông Hoàng Tông cũng coi như nửa cái. Thế nhưng là, Ly Hỏa Thành là một cái trí nhớ hỏng bét địa phương, nó chỗ lấy có thể trở thành nhà, là bởi vì có mẫu thân tồn tại. Cho nên a, nhà ở nơi nào không trọng yếu, thân người ở nơi nào, nhà thì ở nơi nào. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái này 4 cái theo hắn cùng một chỗ lang thang người, nhìn nhìn lại cộng sinh không gian cộng sinh thú nhóm, trong lòng mê hoặc lập tức thì tiêu trừ. Tử Chân Tinh Thành có phải hay không nhà mới không trọng yếu là, có các ngươi ở địa phương, cũng là nhà. Lý Thiên Mệnh nói, được, khác buồn nôn, ngốc tất. Huỳnh Hỏa vượt qua đầu của hắn, bay thẳng tiến vào Tử Chân Tinh Thành. Qua, thoải mái. Nó đã bắt đầu này. Ngay sau đó, Lam Hoang, Miêu Miêu, tiên tiên phi nước đại mà ra, ngân trần cũng như kim loại dòng nước lũ một dạng, tuôn ra hướng 4 phía. Ca ca, khác cảm khái, mau vào đi. Phía dưới tinh mỹ trong cung đình, cái kia người mặc màu xanh lam tiểu váy ngắn mỹ nhân nhi trong gió hướng về chính mình ngoắc. Đến rồi. Lý Thiên Mệnh biết, bước vào tòa cung điện này bắt đầu, tương đương với đi tới mới chiến trường. Bất quá, lần này, niềm tin của hắn càng đầy. Xông lên đi. Tử Chân Tinh Thành quá lớn. Tùy tiện ở. Bọn họ cộng sinh thú nhóm, bao quát chậm rãi khôi phục hồn ma, đều có nghỉ lại chi địa, khắp nơi chơi đùa. Triệt để an định xuống tới. Lý Thiên Mệnh làm trước tiên sự tình, cũng là đem trên thân, 4 triệu, ngân trần, toàn bộ thả ra, hóa thân thành 40 triệu vô hình con rắn nhỏ, hướng về toàn bộ vạn Lý Tinh Thành lan tràn. Trừ phi có đỉnh cấp kết giới phòng ngự, mà lại thời khắc mở ra. Nếu không căn bản chịu không được ngân trần xâm lấn. Tắm rửa, tắm rửa. Vô số con rắn nhỏ di chuyển bắp chân, điên cuồng xông về phía trước. Tử Tiêu Đế Cung cần ta, ta cũng cần bọn họ. Hiên Viên Long Tông không có ích lợi gì mỏ quặng, không có đế tôn thiên hồn, không có thần tai kiếm khí, mà ở trong đó, hết thảy đều có, mà lại ta cũng không cần khách khí. Lý Thiên Mệnh ánh mắt đốt bốc cháy. Hắn tản ra ngân trần về sau. Lấy được thứ một cái tin tức cũng là Tử Chân Tinh Thành, có người bảo hộ. Có chừng 100 đứng đầu cường giả, tại Lý Thiên Mệnh tiến đến một khắc này, bọn họ đã thủ hộ ở chung quanh. Những người này biến mất tại trong hắc ám, đơn thể mức độ so phần dương vệ cũng cao hơn, nguyên một đám rất khó phát hiện, cũng liền ngân trần không nhúc nhích mới có thể phát hiện bọn họ. Cái này cũng chứng minh, Tử Tiêu Đế Cung đối với ta cực kỳ coi trọng. Cái này 100 người từ hôm nay trở đi. Hẳn là sẽ tùy thời bảo hộ ta, mà lại, bọn họ hẳn là Tinh Vũ Đế Tôn, dòng chính. Theo ngân trần xâm lấn, dù là chỉ có một ngày thời gian, cả tòa vạn Lý Tinh Thành bên trong đã có tuyệt đại đa số địa phương, đã rơi vào Lý Thiên Mệnh tin tức trong khống chế. Hôm nay có mấy chục triệu Tử Tiêu Đế Cung chi người nghênh tiếp Lý Thiên Mệnh đến. Lý Thiên Mệnh vào ở Tử Chân Tinh Thành về sau, cái này cả ngày thời gian, cái này mấy chục triệu người thảo luận đều là hắn. Cho tới bây giờ, còn đang thảo luận. Trong đó nhiều nhất, cũng là liên quan tới hắn cùng Diệp Thần so sánh. Trước mắt đến xem, nơi này tất cả mọi người đối với mình đến, đều là hoan nghênh, cũng là cuồng nhiệt. Bắt đầu rất tốt. Chờ một lát gặp Tinh Vũ Đế Tôn, ta cùng hắn muốn kim loại khoáng mạch, muốn vũ trụ thần nguyên, đến lúc đó, các ngươi liền đợi đến tiến hóa đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tiểu Lý Tử vạn tuổi, tiên tiên muốn ăn thịt thịt. Một mảnh trò chuyện vui vẻ. Trong lúc nhất thời, phảng phất muốn đạp vào nhân sinh đỉnh phong. Đối Tử Tiêu Đế Cung cùng Thần Diệu Hoàng Triều tới nói, Lý Thiên Mệnh cùng Diệp Thần, đều đã vượt ra, thiên tài, cái này khái niệm,
cho nên bọn họ trưởng thành, lý nên là tông môn đỉnh cấp sự việc cần giải quyết. Hết thảy đều phải nhường đường. Hôm sau, Cung Hùng đến đúng giờ tới. Hắn đổi một cái khác thân hắc hùng ra, cả người tươi cười rạng rỡ, thần thái sáng láng, đi bộ đều mang gió. Đi đi đi, mang tiểu tử ngươi gặp mặt Đế Tôn. Đế Tôn không nói muốn gặp Dạ Lăng Phong bọn họ, Lý Thiên Mệnh liền chính mình đi. Hắn dù sao cũng là cùng Thái Dương Đế Tôn đối kháng qua người, bây giờ gặp mặt Tinh Vũ Đế Tôn vị này Tử Diệu Tinh phía trên lớn nhất chí tôn hai nhân vật một trong lòng cũng không có cái gì khẩn trương. Ngược lại là Cung Hùng so sánh khẩn trương, một đường lên đều tại chỉnh lý y phục. Ai huynh đệ, ta cái này áo liền quần còn có thể a? Kiểu tóc cũng không tệ lắm phải không? Cung Hùng hỏi. Hùng ca, ngươi không có tóc. A, quên, quá khẩn trương. Hai người chạy như bay hướng Thiên Tinh Đế Thành. Quả thật đúng là không sai, những cái kia người bảo vệ mình, phân ra hơn 70 cái, thời khắc thủ hộ tại phụ cận. Bọn họ là Truy Tinh Tổ, đều là Đế Tôn hạch tâm dòng chính, từng cái đều là đỉnh cấp cao thủ, Đế Tôn để bọn hắn bảo hộ ngươi tối thiểu 500 năm. Cung Hùng trước giải thích nói. Truy Tinh Tổ, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cảm khái, đãi ngộ quá tốt rồi. Hằng tinh nguyên thế lực bá chủ, cũng là hào khí. Cái kia Diệp Thần hưởng thụ thần diệu hoàng triều tư nguyên khá hơn chút năm, còn cùng ngươi đánh cái ngang tay, mà ngươi một mực tại bên ngoài, gần nhất mới đến Tử Diệu tinh thần tháp tầng thứ 9 tu luyện tư cách, muốn ta nói, ngươi mạnh hơn hắn nhiều. Cung Hùng tán thán nói. Lý Thiên Mệnh cười cười, từ chối cho ý kiến. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi tới Thiên Tinh Đế Thành lối vào. Thật không hổ là nắm giữ cỡ nhỏ hằng tinh nguyên tinh hải thần hạm. Bước vào trong đó, Lý Thiên Mệnh thì cảm nhận được nó cùng Cửu Long Đế Táng căn bản khác biệt. Một cái là cỗ máy chiến tranh, một cái là công cụ giao thông. Đế Tôn, Cung Hùng mang theo Lý Thiên Mệnh cầu kiến. Xuyên qua tinh quang thiểm diệu hành lang, bọn họ đi tới một tòa trước đại điện. Tiến. Một cái rộng rãi thanh âm, từ bên trong truyền đến. Đúng. Lý Thiên Mệnh cùng Cung Hùng cùng một chỗ bước vào cái này ánh sao đại điện. Trong lúc nhất thời nồng đậm ngôi sao sương mù đem bọn hắn bao phủ, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, tại cái kia cung điện chỗ sâu một cái tôn chỗ ngồi, ngồi đấy một cái bị lập lòe tinh quang bao phủ nam nhân, hắn bao phủ tại trong sương mù, một đôi tròng mắt như biển sao một dạng thâm thúy, hai đạo ánh mắt dường như có thể xuyên thấu tâm linh. Đây cũng là Tinh Vũ Đế Tôn. Bái kiến Đế Tôn. Cung Hùng chính muốn mang theo Lý Thiên Mệnh quỳ xuống, bất quá cái kia Đế Tôn trước một bước nói, miễn lễ. Hắn khoát khoát tay, để Cung Hùng trước tiên lui qua một bên, sau đó đối Lý Thiên Mệnh nói, thiếu niên, dựa vào gần một chút nhìn xem. Đúng. Lý Thiên Mệnh không có chút nào khẩn trương, đã không cần hành lễ, hắn cũng không cần khúm núm, dù sao cũng là theo như nhu cầu. Đi vào Tinh Vũ Đế Tôn trước mắt, nhưng vẫn thấy không rõ lắm bộ dáng của hắn. Bản tôn cả đời, cũng theo chưa từng thấy qua cửu kiếp thức thần, không biết nhưng có vinh hạnh, tại chỗ quan sát một phen. Tinh Vũ Đế Tôn vui cười nói. Hắn so Thái Dương Đế Tôn, cảm giác muốn dễ dàng thân cận nhiều. Có thể được Đế Tôn thưởng thức, mới là vãn bối vinh hạnh. Lý Thiên Mệnh chín kiếm thức thần xông ra, tại Tinh Vũ Đế Tôn chung quanh xoay tròn. Tốt, tốt kiếm. Tinh Vũ Đế Tôn liên tục tán thưởng, rõ ràng có thể thấy được, đôi mắt của hắn càng lóng lánh một số. Này chín kiếm, mấy trăm năm về sau, tất kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, quét ngang Tử Diệu Tinh. Bá tuyệt trật tự tinh không. Tinh Vũ Đế Tôn ngắm nhìn hắn, trầm giọng nói ra. Như cái kia có một ngày, Thiên Mệnh tất nhiên không phụ Đế Tôn vun trồng, càng không quên Tử Tiêu Đế Cung ân trọng. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói. Có thể. Tinh Vũ Đế Tôn ha ha nở nụ cười, tiếp tục nói, nghe kỳ ngôn, thấy nó làm, có thể thấy được một người tạo hóa, ngắn ngủi cùng ngươi nói chuyện với nhau vài câu, bằng vào ta cái này số tuổi kinh nghiệm, ta rất xem trọng ngươi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thiếu niên, có thể từng hôn phối hay không? Đế Tôn đột nhiên hỏi. Có một người yêu, đã định cả đời. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Nam nhân sao không đồ tam thê tứ thiếp, chinh phục tinh không vạn tộc mỹ nhân? Tinh Vũ Đế Tôn tay vuốt hàm râu, híp mắt hỏi. Mỹ nhân không bằng giang sơn hăng say. Lý Thiên Mệnh đường. Kỳ thật hắn biết, Tinh Vũ Đế Tôn chỉ là muốn dùng thần diệu hoàng triều bên kia đối đãi Diệp Thần phương thức. Hỏi một chút hắn muốn hay không cưới cái nữ nhi cái gì. Rất tốt. Tinh Vũ Đế Tôn lại cười. Có lẽ với hắn mà nói, tuổi còn trẻ thì như thế thuần túy thiếu niên, sẽ có vẻ càng thêm chân quý.
Lý Thiên Mệnh, về sau Truy Tinh Tổ phụ trách bảo hộ ngươi an toàn, Cung Hùng phụ trách ngươi tu hành kết nối công việc, ta đã hạ chỉ lệnh, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể vận dụng Tử Tiêu Đế Cung hết thảy tu hành tư nguyên, không cần đi theo quy trình, trực tiếp để Cung Hùng dẫn ngươi đi cầm. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Tạ Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh tâm tình kích động. Hắn muốn cũng là câu nói này. Quá điêu. Muốn chính là như vậy à. Có Tinh Vũ Đế Tôn một câu nói kia, đã nói lên Lý Thiên Mệnh muốn vũ trụ thần nguyên, kim loại khoáng mạch, thần tai kiếm khí. Toàn bộ đều có thể. Chỉ cần để Cung Hùng đi làm, là hắn có thể đưa ra. Trực tiếp vượt qua Tử Tiêu Đế Cung tất cả thưởng phạt cơ cấu. Quyền lực như vậy, làm đến Lý Thiên Mệnh căn bản cũng không phải là một người đệ tử. Nói thật, cả cái tông môn bên trong, ngoại trừ Tinh Vũ Đế Tôn, những người khác không có loại này quyền lực. Có điều, người cần biểu hiện ra giá trị, lấy phong bế những cái kia nghi vấn người miệng, hiểu chưa? Tinh Vũ Đế Tôn nói. Minh bạch, đây là cần phải. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Lý Thiên Mệnh muốn là ăn bữa trưa, không xuất lực, làm cái phế vật, cái này bữa trưa chẳng những sẽ không, đoán chừng ăn hết, còn phải phun ra. Tuy nhiên rất hiện thực, có thể đây mới là chuyện tốt, tối thiểu nhất Lý Thiên Mệnh không tâm hỏng. Cung Hùng, thật tốt hướng vị thiếu niên này thiên tài, triển lãm tốt chúng ta Tử Diệu Tinh phong thổ nhân tình. Tinh Vũ Đế Tôn nói xong câu đó, đứng lên, sau đó bóng người hóa thành tinh quang, tiêu tán tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Câu nói này rất mịt mờ. Lý Thiên Mệnh sau lưng phát lạnh. Hắn biết, Tinh Vũ Đế Tôn đoán được hắn không phải Tử Diệu Tinh người. Đến mức xuất thân của hắn đến cùng như thế nào, Tinh Vũ Đế Tôn tựa hồ cũng không muốn biết. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cái này cũng không trọng yếu. Cho Tinh Vũ Đế Tôn cho một loại chính mình có, bối cảnh, ảo giác, kể từ đó, hắn khả năng đối vun trồng chính mình, sẽ ra sức hơn một số. Ngược lại là chuyện tốt. Đến mức Cung Hùng hắn thì không hiểu nhiều như vậy, hắn vội vàng mang theo Lý Thiên Mệnh rời đi, ra Thiên Tinh Đế Thành về sau, hắn hung hăng vỗ một cái Lý Thiên Mệnh bả vai, nói, được a lão đệ, may mắn mà có ngươi, để lão tử đổi cái công tác, về sau rốt cuộc không cần cái kia địa phương cứt chim cũng không có, về sau ca coi như ngươi người hầu. Chúc mừng Hùng ca, hết thảy cũng rất thuận lợi. Lý Thiên Mệnh một bên trở về Tử Chân Tinh Thành, một bên đã bắt đầu liệt kê chính mình đến đón lấy muốn tài nguyên tu luyện. Chính mình cần, còn có bốn người bọn họ cần. Hắn đều không muốn khách khí. Đầu tiên bước đầu tiên, hắn đến làm cho ngân trần số lượng bạo tăng, lần này hắn chẳng những muốn giám sát Vạn Lý Tinh Thành, hắn còn muốn giám sát toàn bộ Tử Diệu Tinh. Còn nữa, Miêu Miêu bọn họ vẫn chỉ là lục tinh thần thú đâu, bọn họ còn có rất lớn tiến bộ không gian. Nghĩ đi nghĩ lại, đã tới gần Tử Chân Tinh Thành. Đúng vào lúc này, một đạo truyền tin thạch phát cho Cung Hùng. Cung Hùng sau khi xem xong, cười lạnh, nói, có người cuống cuồng a. Hùng ca, chuyện gì? Lý Thiên Mệnh một nhìn mặt hắn sắc, liền biết cùng mình có quan hệ. Diệp thần, Cung Hùng nhún nhún vai, nói, ngươi thêm vào Tử Tiêu Đế Cung tin tức, hai ngày này oanh động Tử Diệu Tinh, thần Diệu Hoàng Triều bên kia đương nhiên biết, ta biết cái kia Diệp thần muốn tại hiện thực thế giới nghiền ép ngươi, chỉ là không nghĩ tới hắn cuống cuồng thành dạng này. Nhiều gấp a, Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong lòng của hắn suy nghĩ, hắn mới đến, còn không có biểu hiện liền trực tiếp lấy đi đại lượng tu hành tư nguyên, đoán chừng sẽ trở mặt một ít Tử Tiêu Đế Cung người, cái này không cần thiết. Nhưng muốn là cầm xuống Diệp thần, hết thảy sẽ chỉ thực chí danh quy. Hắn ước ngươi nửa tháng sau tại Quan Tinh Đài nhất chiến, Quan Tinh Đài tại biên giới phía trên, nếu như nửa tháng khai chiến, vậy bây giờ thì muốn lên đường. Ngươi thấy thế nào? Cung Hùng hỏi. Vậy liền đánh hắn, Lý Thiên Mệnh cười nói. Châu bò. Cung Hùng đã bắt đầu hồi âm. Một hồi, truyền tin thạch thì bay ra ngoài. Hắn cảm khái nói, người cái này một đáp ứng, cái này Tử Diệu Tinh phía trên lập tức liền sẽ có vô số người, hướng về Quan Tinh Đài mà đi. Hắn cũng có chút rối loạn. Hai người trẻ tuổi, có thể tạo ra tình huống như thế. Quả thực cũng là cỡ nhỏ đế tôn quyết đấu. Bất quá người vẫn là được nhiều chú ý, Diệp thần con hàng này đã tại Vạn Tinh bầu trời chiến trường xông ra thành tựu. Rất có bản lĩnh, xác thực so với lần trước mạnh rất nhiều. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thế lực ngang nhau đối thủ. Hắn cũng khát vọng. Xem ra, ta cũng phải đi Vạn Tinh bầu trời chiến trường, tránh thức gặp một lần tinh không vạn tộc. Muốn tại cái này Tử Tiêu Đế Cung đặt chân, ngăn chặn Diệp thần danh tiếng, là Lý Thiên Mệnh muốn làm bước đầu tiên.
hắn hiện tại chỉ là dựa vào lúc trước biểu hiện, để từ Tiêu Đế Cung cái này quái vật khổng lồ đắm chìm trong, thu hoạch chính mình kinh hỉ bên trong. Một khi thời gian dài, không có đối ứng biểu hiện, tất nhiên sẽ chẳng khác người thường. Đây là nhân chi thường tình. Quyết định nghênh chiến về sau, không có gì bất ngờ xảy ra lập tức liền sẽ tạo thành nhất định dung chuyển, đầu tiên náo nhiệt lên lại là Tử Tiêu Đế Cung. Thiên mệnh, sự tôn ta, chờ ngươi đã lâu, đi. Còn không có trở về, Tử Chân Tinh Thành, Cung Hùng liền mang theo hắn tiến về một chỗ khác. Thần Quy Đảo. Sau đó phải gặp người nào, Lý Thiên Mệnh tự nhiên tâm lý nắm chắc. Bọn họ vượt qua Vạn Lý Tinh Thành trên không, tại rất nhiều hiếu kỳ, ánh mắt hâm mộ bên trong, bọn họ đi vào Vạn Lý Tinh Thành một chỗ đặc thù chi địa, đây là một tòa tinh hải bên trong hòn đảo, tổng thể hình dáng giống như là một con rùa đen. Làm Lý Thiên Mệnh cùng Cung Hùng cùng một chỗ hạ xuống xong, phía trước thì có một cái ăn mặc trong trẻo lưng còng lão nhân cầm nhanh chân tới, trên mặt cười hì hì, Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy được trên mặt hắn viên kia xanh mơn mởn ánh mắt, còn có cái kia hơi có vẻ nụ cười bị ổi. Không hề nghi ngờ, hắn cũng là Thần Quy lão tổ. Lý Thiên Mệnh từng tại Huyễn Thiên Chi Cảnh, thì cùng hắn ước định, gia nhập liên minh công việc. Có thể nói, hắn mới là Tử Tiêu Đế Cung cùng Lý Thiên Mệnh ở giữa, tiếp lời, mà bây giờ nhiều một cái Cung Hùng thôi. Hắn tại Huyễn Thiên Chi Cảnh tiếp khách chi địa, một cái kia trắng bóng bãi cát, Lý Thiên Mệnh có thể ký ức vẫn còn mới mẻ đây. Thông qua Ngân Trần lấy được lấy tin tức, Lý Thiên Mệnh cũng hiểu biết Thần Quy lão tổ thân phận chân chính, hắn là cái này đệ nhất tinh vũ đế tôn thiếp thân người hầu, tuy nhiên không phải xuất thân Tử Tiêu Đế Cung đỉnh cấp thị tộc, nhưng bởi vì công lao rất cao, thực lực cường hãn, lại rất được đế tôn tín nhiệm, cho nên rất có quyền uy. Trên cơ bản ý chí của hắn, đại biểu chính là tinh vũ đế tôn ý chí. Già như vậy người, tuy nhiên thực lực khả năng không bằng lúc trước, nhưng nhất định quyền cao chức trọng. Lâm Phong a Lâm Phong, lão già có thể tính đem ngươi cho trông, thoải mái a. Thần Quy lão tổ dẫn theo quần cộc tới, dùng vừa mới đập hết lỗ mũi tay ôm lấy Lý Thiên Mệnh, vô cùng nhiệt tình vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, về sau buông tay ra, lại đến phía dưới dò xét Lý Thiên Mệnh, trên mặt đều là hài lòng biểu lộ. Huyễn Thiên Chi Cảnh gặp mặt cùng hiện thực tới gần, hoàn toàn là hai loại cảm giác, thực sự tiếp xúc, mới có thể cảm nhận được vị này sống thật lâu lão giả, trên người hắn có một loại khí chất đặc thù. Người trẻ tuổi, muốn hay không lão tổ an bài cho ngươi mười mấy cái mỹ mạo tiểu mỹ nhân, trước hầu hạ. Thần Quy lão tổ như tên trộm nói, vẻ mặt mập mờ. Lão Quy, người khác mất mặt xấu hổ, người ta không ăn ngươi một bộ này. Mặt khác hắn tên thật là Lý Thiên Mệnh, đừng kêu Lâm Phong. Cung Hùng trợn mắt một cái nói. Lý Thiên Mệnh, danh tự quê mùa, còn không bằng Lâm Phong cao nhã. Thần Quy lão tổ nghiêm túc nói. Cái này thẩm mỹ, cũng liền gọi người rợn cả tóc gáy. Lão tổ, tới chính là hữu duyên, về sau đến nhận được các ngươi hai vị chiếu cố. Lý Thiên Mệnh nói. Đó là đương nhiên, đừng tìm lão tổ khách khí, lão tổ trông cậy vào dựa vào ngươi nhiều vơ vét một số chất béo đâu, ngươi cường đại, thầy trò chúng ta cũng có mặt nhi. Cái này gọi đôi bên cùng có lợi, tới, hợp tác vui vẻ. Thần Quy lão tổ đem một cái tay khác theo trong đúng quần móc ra, quăng hất lên, dự định cùng Lý Thiên Mệnh nắm tay, dọa đến Lý Thiên Mệnh vội vàng co rụt lại. Cút xa một chút đi lão ô quy, mất mặt xấu hổ. Cung Hùng im lặng nói. Cái này sư đồ cũng là kỳ hoa. Ai ai, người cái này bất hiếu đồ tôn, làm sao nói chuyện ngươi? Nhìn lão tử không đánh chết ngươi. Thần Quy lão tổ giận dữ. Đến a, ngươi cho rằng vẫn là mấy trăm năm trước, hiện tại ngươi cái này lão cốt đầu, nằm cạnh ở lão tử nhất quyền sao? Ta lần này trở về, đang định đem trước kia nằm cạnh đánh, toàn bộ còn cho ngươi đây. Cung Hùng trợn mắt nói. Mà nó, bà mẹ ngươi chứ gấu à, ngươi cái này đáng đâm ngàn đao đổ bỏ đi. Thần Quy lão tổ xông tới, cùng Cung Hùng chật đánh ở cùng nhau, hai người lăn tại trên bờ cát, tràng diện một lần hết sức khó coi. Náo loạn nửa ngày, Thần Quy lão tổ lúc này mới vỗ một cái Cung Hùng đầu, giáo dục nói, ngu xuẩn, về sau đem ngươi tính khí thu lại, đừng có lại cùng ngốc tất giống như khắp nơi đắc tội với người, lần này tính ngươi vận khí tốt, có thể đụng tới thiên mệnh dựng lên một công, đạt được trở về cơ hội, đến đón lấy cực kỳ chiếu ứng tốt đứa nhỏ này, đây chính là thầy trò chúng ta xoay người nhất đẳng cơ hội, hiểu. Ta cần ngươi nói, lão sắc rùa, Cung Hùng mắt trợn trắng. Nếu như không có Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh liền không có cách nào phán đoán bọn họ, tính tình thật, đến cùng là diễn xuất vẫn là chân thực, theo nguyên nguyên tinh động trở về đến hôm nay, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn đang quan sát Cung Hùng,
hôm qua cũng trước một bước tìm được thần quy lão tổ, dựa theo trước mắt phán đoán, đây chính là hai người này ở chung phương thức. Bọn họ cũng không có tận lực diễn xuất, cho Lý Thiên Mệnh một loại bọn họ vô cùng, sảng khoái trực tiếp, ảo giác. Có một chút rất khẳng định. Cái kia chính là, phổ thông xuất thân thần quy lão tổ, còn có tuy nhiên đến từ cung thị nhất tộc nhưng là đắc tội rất nhiều người cung hùng, đều cần bắt lấy Lý Thiên Mệnh cái này một cái, hy vọng ánh dạng đông, từ một điểm này phía trên, bọn họ tuyệt đối sẽ toàn tâm toàn ý đối Lý Thiên Mệnh tốt. Nói trắng ra là, bọn họ hai vị, cũng là Lý Thiên Mệnh đến đón lấy vô cùng cần dựa vào chính mình người. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh mới khiến cho Ngân Trần Cường điệu quan sát bọn họ. Một chút quen thuộc một số về sau, thần quy lão tổ đem Lý Thiên Mệnh mang vào trụ sở của hắn, quả nhiên trong này càng thêm diễm tục, mặc dù không có tiểu mỹ nhân, thế nhưng khắp nơi có thể thấy được cao nhã, bích họa, quả thực gọi người phun máu mũi. Lão tổ thật sự là càng già càng dẻo dai, Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Không có cách, trời sinh phong lưu, trong số mệnh đào hoa quấn thân A. Thần quy lão tổ tự luyến nói. Kéo cứt chó đi, ngươi phải chả có thể trọng chỉnh hùng phong, ta là ngươi tôn tử. Cung hùng khinh bỉ nói. Ai ngươi cái này cẩu đản, tin hay không lão tổ làm xuyên ngươi. Thần quy lão tổ cả giận nói. Đến A. Hai người này quả thực lỗ mãng đến không phong độ chút nào. Đúng rồi Thiên Mệnh, ngươi xác định lập tức ứng chiến Diệp Thần. Thần quy lão tổ hỏi. Xác định, Lý Thiên Mệnh nói. Phần thắng như thế nào? Thần quy lão tổ hỏi. Còn không biết đâu, bất quá rèn sắt khi còn nóng đến một trận đi, thắng thua không quan trọng, dù sao ngày tháng sau đó dài. Lý Thiên Mệnh nói. Một câu nói kia, kỳ thật cũng tiết lộ hắn cũng không hề hoàn toàn phá tan Diệp Thần ý nghĩ. Được, dù sao chúng ta cùng ngươi buộc cùng nhau, ngươi là chúng ta mang về, biểu hiện của ngươi cùng chúng ta có lớn lao quan hệ, lão tổ đâu. Tuy nhiên cả một đời rất huy hoàng, nhưng so sánh xuất thân quá bình thường, bây giờ đời đời con cháu thật lớn một nhóm người, đều gào khóc đòi ăn, cho nên tuổi tác mặc dù lớn, cũng phải cho thêm các đời sau ổn định căn cơ, ngươi cũng là ta hy vọng a. Nói cho ngươi những thứ này, chủ yếu là muốn nói cho ngươi, về sau khác cùng thầy trò chúng ta khách khí, đều là người một nhà. Thần quy lão tổ rất là thẳng thắn nói. Lão tổ quá lo lắng, chờ ta theo quan tinh đài trở về. Ngươi liền biết cái gì gọi là công phu sư tử ngoạm. Lý Thiên Mệnh cười nói. Bên trong, sảng khoái, ngươi chỉ cần sách, liền xem như đế tôn 18 cái chưa gả nữ nhi, ta đều cho ngươi vơ vét tới làm ấm giường. Thần quy lão tổ vỗ ngực nói. Thật hào sảng. Được, lần này thì cho tới cái này, lão tổ ta chuẩn bị một chút, một lúc lâu sau ta tự mình mang 50.000 cường giả hộ tống ngươi đi quan tinh đài. Đến lúc đó đi tử chăn tinh thành nghênh đón ngươi. Đây là người gia nhập liên minh tử tiêu đế cung trận chiến đầu tiên, nhất định phải khởi đầu tốt đẹp, hiểu. Thần quy lão tổ nói. Hiểu, tuy nhiên đế tôn mở miệng nói ta cái gì đều có thể cầm, nhưng là đâu, cuối cùng còn phải là chiến tích cùng vinh diệu, mới có thể chân chính phục chúng. Lý Thiên Mệnh nói. Tử tiêu đế cung tài nguyên tu luyện, thuộc về tất cả mọi người, mấy cái đại thị tộc lẫn nhau quản thúc, rắc rối phức tạp, coi như hiện tại cung thị nhất tộc là lão đại. Muốn chân chính làm đến, người đứng thứ hai, Lý Thiên Mệnh muốn đi đường còn rất xa. Cái này tử tiêu đế cung bên trong, đó cũng là sóng ngầm mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh đem Ngân Trần tản ra, đến từ mấy cái đại thế gia bí mật đối với hắn đánh giá, tuy nhiên nghe trộm mới một ngày, có thể trong lòng của hắn đã nắm chắc. Cái này lớn như vậy vạn lý tinh thành, thái độ đối với hắn, có người tán thưởng, có người hoài nghi, càng có người chờ lấy nhìn chuyện cười của hắn đây. Cung thị nhất tộc tuy nhiên có đế tôn, nhưng là thị tộc quy mô lại không phải lớn nhất, cho nên tử tiêu đế cung cũng không phải là bền chắc như thép. Muốn cười nhạo ta, ha ha. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn dùng biểu hiện, để cái này vạn lý tinh thành tất cả mọi người ngậm miệng lại, đem tốt nhất tư nguyên, ngoan ngoãn cho hắn đưa lên. Cùng thần quy lão tổ cáo biệt về sau, Lý Thiên Mệnh đầu tiên là quay trở về tử chăn tinh thành. Tất cả mọi người đã an ngừng tạm tới. Huỳnh Hỏa bọn họ chính có khả năng kình đâu, không nghĩ tới lại lập tức phải bôn ba. Lại là Hỗn Nguyên Đế Giang cái kia một đám ngốc đồ vật. Đánh bọn họ một trận, liền có thể muốn cái gì thì có cái gì. Huỳnh Hỏa bọn họ ánh mắt sáng lên, trực tiếp hướng cộng sinh không gian bên trong lui. Dạ Lăng Phong bọn họ mới đến, cũng muốn tận mắt chứng kiến một chút trận này tử diệu tinh thịnh hội, cho nên vừa dàn xếp lại, bọn họ cũng muốn cùng đi. Bao quát Lâm Tiêu Tiêu. Được. Vậy liền cùng đi. Bọn họ chuẩn bị hoàn tất về sau,
Tử Chân Tinh Thành bên ngoài đã tụ tập có hơn 5 vạn người, cái này hơn 5 vạn người đều là cung hùng cùng thần quy lão tổ dòng chính, đứng đầu cường giả chiếm đa số, toàn thể đều là thần dương vương cảnh trở lên, trên thực tế tác dụng của bọn họ càng nhiều là phô trương, bởi vì là chân chính bảo hộ Lý Thiên Mệnh, truy tinh tổ thời khắc đều ở bên cạnh họ, cái này trăm người truy tinh tổ từng cái đều là thần dương vương cảnh đỉnh phong, mỗi cái đều so Giang Thanh Lưu cường. Đậu Phộng, người mang 4 người này, là thiên tài thiên đoàn A. Thần quy lão tổ sớm biết Lý Thiên Mệnh bên người vẫn còn có người, lấy hắn độc ác ánh mắt, tận mắt nhìn thấy về sau, liền xem như Khương Phi Linh cùng Lý Khinh Ngữ, tựa hồ cũng rất là bất phàm. Nhất là Khương Phi Linh, ba đại trường sinh cánh tăng thêm thiểm linh thiên dực sự tình, hắn đã sớm biết. Coi như nàng không phải nguyên dực tộc, cái kia đều giống như nguyên dực tộc trong lịch sử hiếm thấy đỉnh phong thiên tài. Thần quy lão tổ có chút tê cả da đầu. Hắn thật không dám tưởng tượng. Các loại năm người này mấy trăm tuổi, cái kia phải là cái gì cảnh tượng? Tử Tiêu Đế cung chống phía dưới sao? Thần quy lão tổ có chút hoài nghi. May mắn, hắn rất tán thành Lý Thiên Mệnh nhân phẩm, liền không nghĩ nhiều nữa, việc này còn phải suy nghĩ thông suốt. Xuất phát, một hàng năm vạn người, hướng về Quan Tinh Đài phương hướng trùng trùng điệp điệp mà đi. Trên thực tế cũng không chỉ năm vạn người, tuy nhiên Quan Tinh Đài chiến đấu. Vạn Lý Tinh Thành cũng có thể thông qua hình chiếu kết giới trông thấy, động lòng người nhóm càng nóng lòng với hiện trường nóng này, sau đó cái này 5 vạn người khi xuất phát, trên thân tối thiểu theo mấy triệu Tử Tiêu Đế cung tu luyện giả. Đây mới gọi là phô trương, không thể tin tưởng, một tên tiểu bối có thể gây nên như thế oanh động. Thần quy lão tổ chỉ có thể cảm khái, chỉ cần sống được lâu, cái gì kỳ tích đều có thể đụng tới. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, không chỉ là phô trương vấn đề. Nếu như thuận lợi, ta còn có thể thông qua biểu hiện, trở thành Tử Tiêu Đế cung vô tận sinh linh trong lòng tín ngưỡng, từ đó tăng lên ta đế hoàng thần ý, thậm chí đem Tử Tiêu Đế cung, đều biến thành của ta Thiên Mệnh Hoàng Triều. Viêm Hoàng Đại Lục, là Lý Thiên Mệnh một cái thành công án lệ. Hắn tại Thanh Vân Đại Lục, Vạn Long Thần Sơn đều thử qua, nhưng bởi vì có trật tự thiên tộc cái này thế lực bá chủ, tăng thêm chính mình tuổi còn rất trẻ, đều không tính toán tránh thức thành công. Mà Tử Tiêu Đế cung có lẽ là hắn một cái hoàn toàn mới cơ hội. Cái kia liền cần, ta chinh phục chúng sinh. Như thế nào chinh phục? Cái kia chính là, trở thành ước vạn sinh linh trong lòng, duy nhất tín ngưỡng. Mục tiêu của hắn, vô cùng rõ ràng. Ầm ầm, lên đường. Biển người mãnh liệt, vượt qua tinh thần đại hải, hướng về hai thế lực lớn chỗ giao giới ầm vang mà đi. Tại Tử Diệu Tinh phía trên, tên của hắn mỗi thời mỗi khắc, đều có vô số người nhắc lên. Huyền Tiên Các. Hoàn Hoàn, ngươi nhìn. Liễu Huyền Huyền ghé vào một cái đỉnh núi, hưng phấn hướng về dưới núi thiếu nữ ngoắc. Dưới núi thiếu nữ có cạn tóc dài màu lục, đâm thành một cái viên thịt đầu, xem ra sạch sẽ mà nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng vội vã nhảy lên bay trên trời, hướng nơi xa nhìn qua. Là Tử Tiêu Đế cung đội ngũ, bọn họ chính hướng về Quan Tinh Đài mà đi. Liễu Huyền Huyền kích động nói. Đúng vậy a. Liễu Hoàn Hoàn ánh mắt có chút mê mang. Lâm Phong, a à không phải, Lý Thiên Mệnh thực sự quá lợi hại, ta nghe nói hắn tại Nguyên Nguyên Tinh Động, đánh bại một cái thần dương vương cảnh cấp thứ nhất thiên tài. Liễu Huyền Huyền tán thán nói. Đã từng bại tướng dưới tay, hiện tại thành Lý Thiên Mệnh tiểu mê muội. Liễu Hoàn Hoàn trừng to mắt, đều không nhìn thấy trong đám người Lý Thiên Mệnh. Nàng hồi tưởng lại lần đầu gặp một lần kia. Thời điểm đó nàng, suy nghĩ nát óc. Cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày này. Hoàn Hoàn, người cảm thấy hắn lại là Diệp Thần đối thủ sao? Liễu Huyền Huyền hỏi. Ta cảm thấy, Diệp Thần kém hắn cách xa vạn dặm. Liễu Hoàn Hoàn chắc chắn nói. Ta đi, người cái này khoa trương a. Liễu Huyền Huyền nói. Không tin, vậy liền cùng đi lên xem một chút. Tốt. Hai người chạy như bay ra ngoài, tụ hợp vào Tử Tiêu Đế cung phía sau người quan chiến trong đại quân, đến Huyền Tiên các vị trí này. Tại Lý Thiên Mệnh sau lưng, cơ hồ nắm chắc ức người theo. May mắn, hằng tinh nguyên thế giới thực sự quá lớn. Nếu không căn bản dung nạp không được nhiều người như vậy. Từ nơi này, tùy tùng, quy mô đến xem, đều có thể đoán được Quan Tinh Đài nhất chiến, sẽ đến cỡ nào long trọng. Thần Diệu Hoàng Triều. Một tòa màu đỏ tím tháp cao, tọa lạc trên đỉnh núi. Tại cái kia tháp cao tầng cao nhất, có thể nhìn đến nửa cái đô thành thịnh cảnh. Tại cái này cao quý chi địa, lúc này đang có một cái bạch y thiếu niên ngự phong đứng thẳng, cuồng phong gào thét mà đến, để hắn tóc dài quay cuồng lên,
cái kia một trương nhìn như người vô hại và vật vô hại trên khuôn mặt, một đôi thanh tịnh hai mắt lại sâu thúy như thâm uyên. Tại trong ngực của hắn, còn tựa sát một cái có một không hai mỹ nhân kia thân thể mềm mại bao khỏa tại tử bạch sắc ở trên mặt đất trong váy dài nửa bộ phận trên 10 phần thiếp thân, buộc vòng quanh nàng hoàn mỹ tư thái, trước ngực thần tuyền lập lòe, để hắn lộ ra càng thêm cao quý, như sao chi nữ. Bọn họ chính là đại danh đỉnh đỉnh, làm cho Tử Tiêu Đế cung nhức đầu thiên chi kiêu tử Diệp Thần, còn có thần Diệu Hoàng Triều Minh Châu thần Dụ công chúa. Nghe nói, hắn ứng chiến đến rất nhanh, rõ ràng cũng là đối ngươi không có nửa phần e ngại ý tứ. Thần Dụ công chúa cái kia trắng nõn như ngọc giống như ngón tay, xoa nắn lấy trước ngực tóc dài, thanh âm êm dịu dường như nghệ, lại dẫn ba phần lãnh khốc. Nhẹ nhàng cho Diệp Thần, lãnh khốc cho Lý Thiên Mệnh. Cũng không có cái kia tất yếu. Lần trước hắn có thể cùng ta đánh cái thế hòa không phân thắng bại, cũng đã nói rõ hắn so ta tại vạn tinh bầu trời chiến trường gặp phải tất cả mọi người muốn xuất sắc. Lần này hắn như vậy dứt khoát, ta cũng tôn trọng hắn, mặc kệ ta những ngày qua thuế biến như thế nào, toàn lực ứng phó chính là, cũng coi như cho mấy tháng trước chính mình một cái công đạo. Diệp Thần chảy ra ánh sáng mặt trời giống như mỉm cười rực rỡ. Cũng thế, ta cũng không có hạ thấp hắn ý tứ, chỉ là tổng hợp các phương diện tin tức đến xem, hắn lần này hiện thân. Ngôn hành cử chỉ, có chút quá kiêu ngạo. Hắn không có xem thường hắn, hắn đổ là có chút xem thường ngươi, thực sự có chút buồn cười. Thần Dụ công chúa nhếch miệng, có chút khó chịu. Không quan trọng, đem chính mình đẩy đến càng cao, liền sẽ rơi càng thảm. Diệp Thần duỗi người một chút, có chút lười biếng nói thật, ta những ngày qua đều tại vạn tinh bầu trời chiến cuộc chiến đấu, cái kia dù sao cũng là huyễn thiên chi cảnh, đánh hơn nhiều, hoàn toàn không có phát hiện thực bên trong loại kia nguy hiểm. Bắn nổ cảm giác, muốn không phải cái này Lâm Phong xuất hiện, ta đều sắp tàn phế rồi, nói như vậy hắn nhưng là phúc tinh của ta được thật tốt hầu hạ hắn đây. Xấu, người ta bây giờ gọi Lý Thiên Mệnh, Thần Dụ công chúa vỗ nhẹ bộ ngực của hắn nói. Hại, ngươi không nói ta còn không tức giận, rõ ràng hai người danh khí cùng một chỗ đất liền tốt, hắn còn làm cái nổ banh trời tên, không được, ta cũng phải đổi tên. Diệp Thần sung sướng nói. Đổi cái gì đâu? Diệp Nhật Thiên, thế nào? Hắn cười nói. Lăn rồi ngươi, bị ổi. Thần Dụ công chúa gắt giọng, nói xong còn trừng mắt liếc hắn một cái kia trên trán phong tình xác thực tràn ngập dụ hoặc. Chỗ nào bị ổi, với ta mà nói, ngươi chính là của ta, Thiên, nha, danh tự không có thật xấu. Diệp Thần cười to nói. Sau khi nói xong, hắn còn, dở trò. Thần Dụ công chúa đầu tiên là nổi giận, về sau chống đỡ không được, đang muốn luân hãm thời khắc. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm ho khan, dọa đến hai cái thanh niên vội vàng dừng tay, xấu hổ quay đầu. Chỉ thấy Trấn Quốc đế soái mới vừa tới đến đỉnh tháp. Hoàng thúc, Thần Dụ công chúa cúi đầu xuống, mặt đỏ tới mang tai. Phô trương chuẩn bị xong, lên đường đi, đối diện đều nhanh đến quan tinh đài. Trấn Quốc đế soái trang làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì, một mặt bình tĩnh mà nói. Thanh, lần trước tại huyễn thiên chi cảnh. Có rất nhiều thủ đoạn bị hạn chế, lần này rốt cục có thể tại trong hiện thực đụng tới đối thủ, thật tốt chơi một chút đi. Diệp Thần khoát tay áo. Những lời này, là đúng hắn cộng sinh thú nói. Bây giờ chúng ta khoảng cách thần dương vương cảnh, chỉ có cách xa một bước, hy vọng một trận chiến này, làm cho ta có một hai thu hoạch. Tử Diệu Tinh Trung Bộ, có một tòa toàn thế giới ngọn núi cao nhất, tên là, xem sao núi vụt lên từ mặt đất, nguy nga cao ngất. Tối cao chỗ đều cắm đến trên trời, tử tinh mây, độ cao so với mặt biển đạt tới mấy triệu mét, so thanh vân thần mộc cũng cao hơn được nhiều. Cái gọi là quan tinh đài, kỳ thật thì kiến tạo tại xem sao núi tối đỉnh phong, đó là một cái chứ danh chiến trường, tử diệu tinh trong lịch sử có vô số rung động đến tâm can sinh tử ước chiến, đều phát sinh ở nơi này. Đối tử diệu tinh chúng sinh tới nói, đây là thần thánh, thật lớn, tượng trưng cho vinh diệu cùng sứ mệnh quyết đấu chi địa, so với Hiên Viên Long Tông. Phần long luyện ngục, quan tinh đài ý nghĩa tượng trưng cần phải còn muốn càng cao thượng, bởi vì nó bố cục, là toàn bộ tử diệu tinh công nhận. Nói một cách khác, không phải ai đều có thể đi quan tinh đài quyết đấu. Người bình thường chạy tới quan tinh đài quyết đấu, căn bản không có người xem. Không giống hôm nay, chính chủ đều còn chưa tới đâu, quan tinh đài chung quanh, đã sớm người đông tấp nập. Đây mới thực là biển người hải dương. Đứng tại cái kia bao la lại sặc sỡ trên đài xem sao hướng về bốn phía hướng đi, đầu tiên đập vào mắt tuyến chính là gần trong gang tấc tử tinh mây, những thứ này từ hằng tinh nguyên tạo thành sáng chói tinh vân trực tiếp nằm ngang ở trên đỉnh đầu,
tinh thần biển mây vẻ đẹp, có thể đụng tay đến. Lăn lộn mây biển phía dưới, cũng là liếc một chút không nhìn thấy cuối đám người, bọn họ phân bố tại tinh vân ở giữa, rất nhiều người vị trí cũng không tốt, thậm chí căn bản đều không nhìn thấy, thế nhưng là bọn họ nguyện ý tự mình cảm thụ cái này thịnh đại bầu không khí, lưu tại tông môn xem ra tự quan tinh đài kết giới hình chiếu, hiển nhiên có thể nhìn càng thêm rõ ràng, nhưng bầu không khí phía trên bao nhiêu kém một chút. Không phải Tử Diệu Tinh tu luyện giả thích xem náo nhiệt, mà chính là hai cái này tiểu bối sớm đã đem bọn họ quyết đấu lo lắng, sao quá nhử, thậm chí có thể nói, bọn họ thắng bại cao thấp, ảnh hưởng Tử Diệu Tinh hai đại phe phái mấy trăm năm sau bố cục. Đông đông đông, người còn chưa tới, bên này xung đột đã rời núi lấp biển. Hết thảy mọi người nhóm, trên đại thể có thể làm Nam Bắc hai đại khu vực. Một bên là Tử Tiêu hệ, một bên là Thần Diệu hệ. Thí dụ như huyền tiên các những người tu luyện, khẳng định đứng tại Tử Tiêu hệ bên này, Lý Thiên Mệnh chiến thắng, đối bọn hắn càng có lợi hơn. Tối thiểu tinh thần thắng lợi. Song phương lẫn nhau đối xử lạnh nhạt, dương cung bạt kiếm, điên cuồng tạo thế, để nguyên bản yêu nhã an bình Tử Diệu Tinh, cũng biến đến bốc lửa. Tử Tiêu đế cung đến. Theo từng tiếng hô to, biển người nhường ra một cái thông đạo, để Tử Tiêu đế cung người hộ tống Lý Thiên Mệnh thông hướng quan tinh đài. Bực này chẳng diện. Liền Lý Thiên Mệnh chính mình nhìn đều thụ sủng nhược kinh, đây quả thực so huyễn thiên chi cảnh Tử Tiêu chiến trường còn muốn nổ tung. Hắn meo, kê ra ta đã phong cảnh thành dạng này rồi. Vẫn là cái này Tử Diệu Tinh yếu gà nhóm đều không kiến thức a. Huỳnh Hỏa treo ở Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Chủ yếu vẫn là bởi vì, ta cùng Diệp Thần dẫm tại Tử Diệu Tinh hai đại phe phái mệnh mạch phía trên, một cái lấy cửu kiếp đại biểu thức thần tu luyện giả. Một cái tại tinh không vạn tộc xông ra thành tựu. Lý Thiên Mệnh nói, bọn họ bản thân không đến được loại này nhất chiến oanh động Tử Diệu Tinh trình độ, là Thần Diệu Hoàng Triều cùng Tử Tiêu đế cung hai đại thế lực bá chủ, đem bọn hắn đẩy tới được đỉnh ngọn núi, bọn họ đều là dẫm tại cự nhân trên bờ vai, mới sẽ như thế chú mục. Mọi người đến quan chiến, vẻn vẹn chỉ là muốn nhìn Lý Thiên Mệnh áp đảo Diệp Thần A. Không, bọn họ muốn nhìn, là Tử Tiêu đế cung áp đảo Thần Diệu Hoàng Triều. Là Tử Tiêu hệ đánh tan Thần Diệu hệ. Đây mới là Tử Diệu Tinh mấy triệu năm căn bản xung đột, hai đại phe phái vĩnh hằng đấu đá. Cho nên, Lý Thiên Mệnh mới đưa chính mình định vị vì thiên tài tay chân. Nói cho cùng, hắn cũng là một cái tay chân. Tay chân, liền muốn có tay chân giác ngộ, thua liền sẽ bị phỉ nhổ, đến nhận. Tương đương Tử Tiêu đế cung dùng tiền mời hắn, nếu bị thua, còn có bảng hiệu. Tiền, cũng là tài nguyên tu luyện. Lý Thiên Mệnh nhìn đến rất thấu triệt. Dù sao hắn lại không sinh tại Tử Tiêu đế cung, cùng Tử Tiêu đế cung vinh diệu cũng không cộng minh, cùng Thần Diệu Hoàng Triều cũng không có cửu oán. Đến, tại mấy triệu Tử Tiêu đế cung hạch tâm nhân viên chen chúc dưới, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời tách mọi người đi ra, gọn gàng mà linh hoạt từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái kia cổ lão mà sặc sỡ trên đài xem sao. Ông, hắn lộ diện, đưa tới mảng lớn Tử Tinh Vân chấn động. Đó là bởi vì mây bên trong người quan chiến, có thật lớn một bộ phận đều đang vì đó hô to. Lý Thiên Mệnh danh tiếng, vang vọng đất trời. Rầm rầm rầm, liền chính hắn đều đinh tai nhức óc. Ngẩng đầu nhìn lên, tinh quang vạn trượng, biển người vô tận, hào hùng mãnh liệt, thiên hạ cộng hưởng. Hắn là tiêu điểm, ước vạn người trong mắt tiêu điểm, thực sự quá nổ. Những người này cũng không phải con số cùng ký hiệu, bọn họ mỗi một cái ánh mắt đều là phức tạp. Có người cuồng nhiệt, có người xem kỹ, có người lạnh lùng, có người cuồng nhiệt. Chúng sinh là lãng, ta chỉ là đỉnh sóng một giọt nước, có thể để ta nhảy ra một khắc này, trên đời đều tại nhìn chăm chú ta. Lý Thiên Mệnh rõ ràng biết. Hắn, là bị đẩy lên. Không có hai người bọn họ đại phái hệ quyết đấu chi tâm, hắn tồn tại, thì không có ý nghĩa. Cái này chính là chỗ này cùng trật tự chi địa căn bản khác biệt. Trật tự chi địa, không có là đế tôn đối thủ. Đã như vậy, cái kia liền buông ra lòng dạ, tiêu sái ứng đối, tối thiểu nhất, để những cái kia ủng hộ ta người tận hứng, để Tử Diệu Tinh Nam bán cầu cuồng hoan. Làm một cái tận tụy quân cờ. Suy nghĩ thông suốt về sau, hắn mảy may đều không có giữ lại, để cộng sinh thú toàn bộ đi ra, chín đại kỷ nguyên thần kiếm đồng thời biểu diễn, đây mới gọi là bắn nổ mở màn. Rầm rầm rầm, tiên tiên cắm dễ quan tinh đài, khởi nguyên thế giới thụ nở rộ. Theo vạn lý tinh thành thu hồi lại 2 triệu ngân trần trải rộng chiến trường, Lam Hoang tại đồi núi ở giữa chạy làm nóng người, miêu miêu kẹp ở cái nào đó trong khe hở tiếp tục gối cao không lo,
Huỳnh Hỏa thì bựa dương cánh, để lộ ra cái bụng, quay đầu lại hướng lấy Lý Khinh Ngữ phương hướng khoe khoang, nói, tiểu Nguyệt Nguyệt, thật tốt thưởng thức gà đại cao ai hùng. Cái kia chín đại kỳ nguyên thần kiếm biểu diễn, cho dù rất nhiều người đều gặp, lúc này cũng là có vô tận kinh thán truyền đến. Đều cái này phô trương, cái kia đến cuồng một chút, thuận tiện đằng sau đòi hỏi bảo bối. Lý Thiên Mệnh thoải mái cười một tiếng, cả người khí chất lập tức liền thay đổi. Ở trước mặt hắn tử tinh trong mây, cất giấu vô số thần diệu hệ tu luyện giả, ánh mắt của bọn hắn lạnh lùng nhất, bởi vì Diệp Thần không tới, cho nên bọn họ tạm thời rất vắng lặng, mà trong yên lặng, bao nhiêu có một ít châm chọc ánh mắt, dù sao Diệp Thần thế nhưng là dựa vào bản lĩnh thật sự, tại vạn tinh bầu trời chiến trường xông ra kết quả. Ta nghe nói, lần trước huyễn thiên chi cảnh chiến đấu về sau, Diệp Thần tựa hồ nói qua, nếu như lúc ấy là tại hiện thực thế giới nhất chiến, cái này Lâm Phong không có cùng hắn thế hòa không phân thắng bại tư cách. Tên thật gọi Lý Thiên Mệnh đây. Tên không quan trọng, ký hiệu mà thôi. Ta muốn biết chính là, hắn cuồng ngạo như vậy, xác định biết Diệp Thần mấy tháng gần đây thuế biến sao. Bất đắc dĩ đi. Vậy thì có hảo ý. Các ngươi nhìn, cái này Lý Thiên Mệnh là đang làm gì? Thần diệu hệ rất nhiều thấp giọng thảo luận, rất nhanh liền biến đến khô nóng lên, bởi vì rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh cái kia cửu kiếp thức thần vậy mà trực tiếp hóa thành đầy trời thần niệm tiểu kiếm. Ong ong ong. Cái kia vô số thần niệm tiểu kiếm, tại tinh vân phía dưới sắp xếp, phát ra gào thét kiếm khí thanh âm. Chanh chanh. Kiếm khí tung hoành. Cơ hồ trong nháy mắt, chỗ có thần niệm tiểu kiếm đi qua sắp xếp tổ hợp, tạo thành vài cái chữ to. Lý Thiên Mệnh trước mặt tu luyện giả, lập tức đều nổ. Bởi vì mấy cái kia chữ là. Đối diện là heo. Dạng này khiêu khích rất nhàm chán, mà dù sao trường hợp quá lớn, một cái hoàn toàn không hiểu, khiêm tốn, thiên tài. Trực tiếp nhục nhã tất cả mọi người, thần diệu hệ bên này mỗi người đều có mãnh liệt bị mạo phạm cảm giác. A, à, từng tiếng dày đặc tiếng cười lạnh, hội tụ thành hàn triều, hướng về Lý Thiên Mệnh đập vào mặt. Không biết trời cao đất rộng, cùng Diệp Thần so, quả thực cũng sẽ không làm người. Ai nói bọn họ nổi danh tới, mở mắt nhìn xem, nhân phẩm thì không tại một cái cấp độ. Thật sự là ấu trĩ, như cái 3 tuổi tiểu hài tử. Mặc kệ bọn hắn giả đến mức lại ổn trọng, trên thực tế tâm lý bị tức đến, hận không thể lập tức phiến Lý Thiên Mệnh một bàn tay, đây là sự thật. Đây quả thật là rất rơi phẩm. Nhưng mấu chốt là, Tử Tiêu hệ bên này cao hứng a. Lý Thiên Mệnh sau lưng, trong lúc nhất thời truyền đến bài sơn đảo hải tiếng cười, hắn loại này nhìn như ấu trĩ khiêu khích, đối Tử Tiêu hệ đại bộ phận tới nói, lộ ra rất tiếp địa khí. Quản hắn nhiều như vậy, thoải mái thì xong việc. Lý Thiên Mệnh muốn cũng là bọn họ sảng khoái, dù sao hắn chỉ là tay chân, lấy tiền làm việc, nhường ra tiền người dễ chịu cũng là thiên kinh địa nghĩa. Hoắc Nha, ngươi làm gì đùa nghịch tiện a? Huỳnh Hỏa vui cười hỏi. Để đối diện khí, muốn ta thua, xem nhẹ ta, xong còn phát hiện ăn không rơi ta, sẽ chỉ càng khí, dạng này sau lưng ta, kim chủ, nhóm cao hứng, trả thù lao càng sảng khoái hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Không biết xấu hổ, Tiên Tiên trợn mắt một cái nói. Ngươi lại nói, một hồi không cho ngươi thêm đồ ăn. Lý đại gia, tiểu Tiên Tiên cho ngươi đấm lưng. Tại mỹ thực trước mặt, Tiên Tiên không có chút nào cốt khí. Rõ ràng khiêu khích toàn bộ thần diệu hệ, mấu chốt là cái kia, đối diện là heo, bốn chữ lớn còn chưa có đi rơi đâu, hắn còn tại điềm nhiên như không có việc gì cùng cộng sinh thú trêu chọc, quả thực tức giận đến đối diện vô số tu luyện giả khuôn mặt bầm tím, hận không thể chính mình lên. Diệp Thần đâu? Nhanh điểm lên a. Mẹ nó, làm cái gì phái đoàn, nghênh chiến đều đến, Diệp Thần còn tại cái nào lắc lư đâu. Cái này biệt khuất một màn, ngược lại làm cho rất nhiều người oán trách Diệp Thần. Chủ động ước chiến, nên trước tiên ở quan tinh đài bọn người, đây mới gọi là quy củ. Bọn họ nhu cầu cấp bách Diệp Thần tới, đem Lý Thiên Mệnh đánh thành đầu heo, để cho hắn tự rước lấy nhục. Diệp Thần, mau tới giết chết cái này hàng nát đi. Mọi người tức giận đến phát run. Đó là bởi vì Lý Thiên Mệnh thần niệm tiểu kiếm lại xếp thành mới văn tự. Diệp Thần là chó. Đối diện tức nổ tung. Ngược lại là Tử Tiêu hệ bên này, thật nhiều người đều nở nụ cười. Rất nhiều phong tình vạn chủng phong vận mỹ nhân, đều nhịn không được bật cười. Thiên Mệnh đứa nhỏ này thật là đáng yêu. Có chút manh. Trong lúc nhất thời, hắn nhiều hơn vô số tỷ tỷ phấn, a di phấn. Quả nhiên, nhan chỉ cũng là chính nghĩa. Đến thời khắc này đến, bởi vì Diệp Thần sau đến, làm cho cả thần diệu hệ đều bị không ít trêu đùa,
cục diện một lần bốc lửa, đối diện tiếng mắng chửi âm bên tai không dứt. May mắn lúc này thời điểm, thần diệu hoàng triều đại quân buông xuống, nhìn cái kia phô trương so Lý Thiên Mệnh mới vừa rồi còn lớn, bên này nguồn gốc từ Lý Thiên Mệnh trêu đùa, bọn họ những người này không có khả năng không biết, cho nên rất rõ ràng bọn họ thêm tốc độ nhanh, vọt thẳng tiến đám người, hướng về quan tinh đài đánh tới. Tránh ra! Rầm rầm rầm! Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, vọt tới quan tinh đài trước đó, không ai tuyên cáo thì có một cái bạch y thiếu niên từ trên trời giáng xuống. Rơi vào cái kia lớn như vậy trên đài xem sao, làm cước bộ của hắn gây nên quan tinh đài một lần chấn động thời điểm, ước vạn người vây xem tâm rốt cục nâng lên cổ họng. Thiếu niên áo trắng kia chính là Diệp Thần. Hắn mặt không biểu tình, trước nhìn thoáng qua trên trời chữ, lại nhìn thoáng qua nơi xa bị tinh vân bao phủ Lý Thiên Mệnh, nhếch miệng lên một chút bất đắc dĩ nụ cười, nói, người thật là non nớt. Ong ong, vạn chúng trợn to hai mắt, nhưng lại cũng không nóng nảy. Trong dự đoán hôm nay lại là một trận đại chiến, trước khi chiến đấu hai người kéo một chút cừu hận, đem trận này thế kỷ quyết đấu làm nền tốt, tối thiểu đến hiện tại trong lời nói, đại chiến 300 hiệp A. Thế mà bao quát Diệp Thần ở bên trong tất cả mọi người không nghĩ tới, ngay tại hắn xuất hiện trong tích tắc, cái kia Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu 9.000 thần niệm tiểu kiếm ầm vang rơi xuống, hóa thành vô tận kiếm khí phong bạo, kiếm khí hình thành thao thiên cự lãng, hướng thẳng đến Diệp Thần bạo sát mà đi. Phốc phốc phốc. Vạn kiếm đâm vào trên đài xem sao, trực tiếp trải thảm nổ bắn ra. Diệp Thần xác thực không có dự liệu được hắn động thủ ác như vậy, hắn chỉ sửng sốt trong nháy mắt, phản ứng ngược lại là rất nhanh, dựa vào nhục thân cường độ mang tới ưu thế nhanh như điện chớp, thân pháp biến hóa bên trong mãnh liệt chạy trốn, đồng thời ngũ đại cộng sinh thú xông ra, dùng hỏa diễm, lôi đình, độc dịch các loại thần thông, cứ thế mà chặn vạn kiếm thần niệm. Ầm ầm, màu đen lôi đình nổ tung. Một đầu màu đen lôi đình phượng hoàng phóng tới mây xanh, hắc hỏa gào thét bên trong, một đầu hắc hỏa kỳ lân lao nhanh mà ra, còn có cái kia màu đen thiên thủ bạch tuộc, thô to mẫu hoàng hệ nhục trùng, còn có một đóa màu đỏ thẫm hoa ăn thịt người, năm đầu thất tinh thần thú toàn bộ biểu diễn, mặc kệ là ở trên cảnh giới vẫn là hung sát phía trên, bọn họ đều cao hơn một cái cấp độ. Cứ việc tránh thoát vạn kiếm thần niệm, Diệp Thần vẫn còn có chút chật vật. Vội vàng ở giữa vạn kiếm cũng để cho hắn cộng sinh thú nhận lấy một số kiếm thương, còn chưa khai chiến liền trực tiếp phun huyết. Ngươi cũng quá không có ý nghĩa đi, không chào hỏi một tiếng thì động thủ. Diệp Thần sắc mặt lãnh đạm đi xuống, duỗi tay vừa lột, bát giai trật tự thần binh, đại tự tại vô thần kích, xuất hiện, cái kia thuần trắng chiến kích phối hợp hắn khí độ, để hắn trong lúc nhất thời như là thiên thần hàng lâm. Thánh khiết thiên thần bên cạnh, ngũ đại tà ác cộng sinh thú vần quanh. Loại này tương phản hình ảnh tràn ngập đánh vào thị giác lực. Kết quả là, thần diệu hệ ức vạn dân chúng, rốt cuộc tìm được tâm tình phát tiết điểm, bọn họ lửa giận cuồng hô, bài sơn đảo hải khí lãng tuôn hướng Diệp Thần, vô số chèo chống trực tiếp đem hắn đẩy hướng đám mây. Nghiền ép hắn. Đây là nửa cái tử diệu tinh chúng sinh nguyện vọng. Không chỉ đến từ hiện trường, còn đến từ vô số có thể nhìn đến quan tinh đài hình ảnh kết giới. Không chào hỏi thì đánh lén, Lý Thiên Mệnh quá hèn hạ. Đáng giận. Đối với tiếng mắng của hắn, quả thực trải rộng thiên hạ. Thế mà thì coi như bọn họ dạng này chửi rủa, cũng không ngăn cản được Lý Thiên Mệnh càng dứt khoát động thủ, tinh thần hội tụ bên trong, thiếu niên tóc trắng này hai mắt càng là lạnh lùng, hắn hai tay nắm ở cái kia rộng lớn đông hoàng kiếm, trên trời vạn kiếm thức thần nương theo, bên người ngũ đại cộng sinh thú đã sớm, đói khát khó nhịn. Lên! Tại Lý Thiên Mệnh ra lệnh một tiếng, một người ngũ thú chín kiếm trùng sát mà đi. Hắn chỉ muốn để Diệp Thần một câu nói nhảm đều nói không nên lời. Cái này ngắn trong nháy mắt ở giữa, Diệp Thần thật sâu nhíu mày, hắn cảm nhận được Lý Thiên Mệnh cường thịnh, trận này không thể thua chiến đấu, hắn cũng không chú trọng quá trình, trực tiếp thi triển ban đầu hai đại át chủ bài. Cộng sinh thú dung hợp, hỗn nguyên đế giang sinh ra, một đầu hợp nhất siêu cấp cự thú ra hiện dưới chân hắn. Hắc hỏa kỳ lân chi bốn chân, mẫu hoàng hệ côn trùng thân thể, lôi điện phượng hoàng ba cặp cánh chim. Hoa ăn thịt người thủ cấp cùng màu đen trương đuôi cá. Mà hắn trên người mình, đản sinh đó là chân chính thủ linh, cái này thủ linh đến từ tiêu giao tinh đế, cái này khiến Diệp Thần trong lúc nhất thời như tiên linh chiếm hữu, như là tiêu giao tinh đế buông xuống, tay cầm đại tự tại vô thần kích, trực tiếp lột xác thành tinh không chi thần. Khí tràng quả rất mạnh. Chỉ là cảnh giới phương diện phía trên, so với lần trước quyết đấu, Diệp Thần tối thiểu đề cao tam giai. Điều này nói rõ thế hỏa không phân thắng bại về sau, hắn xác thực, đào phân bôi tường. Tiêu giao tinh đế truyền thừa,
thủ linh tăng thêm hỗn nguyên đế giang, đây là hắn đã từng biểu hiện ra mạnh nhất hình thái. Ta đã sớm nói, ta tại hiện thực thế giới, so ta tại huyễn thiên chi cảnh. Diệp Thần câu này lời còn chưa nói hết, Lý Thiên Mệnh liền đem hắn xinh xinh đánh gãy. Oanh! Oanh! Hỗn độn tinh tướng tăng thêm luân hồi tinh tướng. Hai đại tinh tướng buông xuống, đây mới là Lý Thiên Mệnh trạng thái mạnh nhất, trên trời đế tinh thiểm diệu, mặt đất hắc bạch thái cực luân hồi, cái trước trực tiếp đem Diệp Thần tiêu giao tinh tướng cho áp chế trở về, cái sau tạo thành thức thần lực lượng vòng xoáy, trong lúc nhất thời vạn kiếm thần niệm đều đắm chìm trong luân hồi tinh tướng bên trong, phảng phất tại hấp thu lực lượng, biến đến càng mạnh. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh trên người ngũ đại cấp 7 thần tai kiếm khí toàn bộ hội tụ tại Đông Hoàng kiếm phía trên, làm đến hắn thanh kiếm này xem ra, hoàn toàn không giống như là tại huyễn thiên chi cảnh bên trong như vậy yếu gà. Lúc ấy quyết đấu, Lý Thiên Mệnh cũng là thua ở Đông Hoàng kiếm bị đại tự tại vô thần kích đánh nát, mà ở hiện thực thế giới, Đông Hoàng kiếm làm sao có thể vỡ vụn. Chanh chanh! Lúc này thời điểm Lý Thiên Mệnh, chính thức cho thấy hắn bá đạo, càng chứng minh hắn hoàn toàn có thực lực cùng Diệp Thần quyết đấu. Trong lúc nhất thời, vừa mới còn đang kêu gào thần diệu hệ tu luyện giả, trong nháy mắt lâm vào cực đoan tĩnh mịch bên trong. Oanh! Hai đại tinh tướng ưu thế chân áp, nghiền ép Diệp Thần tinh tướng, Diệp Thần đồng dạng không tới đạt thần dương vương cảnh, cho nên hắn tinh tướng còn rất trọng yếu. Ta nhớ được Lý Thiên Mệnh cho tới bây giờ không có ở huyễn thiên chi cảnh dùng qua tinh tướng. Tử tiêu hệ tu luyện giả bên này, thật nhiều người đều lên tiếng kinh hô. Rầm rầm rầm! Mọi người tận mắt thấy. Lý Thiên Mệnh hỗn độn tinh tướng lấy bản thể cùng cộng sinh thú hình thành đa hạch, luân hồi tinh tướng lấy bản thể cùng thức thần hình thành giao hội, ba đại lực lượng tụ tập, hình thành ngập trời lực sát thương, quang tại tinh tướng phía trên, đã đem Diệp Thần cùng hỗn nguyên đế giang trực tiếp bức bách đến nơi hẻo lánh. Ông! Cộng sinh thú thần thông đầu tiên bày ra, huỳnh hỏa thái dương thần bạo cùng tiên tiên u minh thanh liên hỗn hợp lại cùng nhau, một cái từ trên trời hạ xuống, một cái tại đất mặt trùng kích, hình thành song nổ tung. Hỗn nguyên đế giang cái kia hoa ăn thịt người miệng lớn ầm vang gào thét, cái kia lớn như vậy thân thể trùng kích tới, năm hợp nhất về sau đây quả thực là một đầu vô địch cự thú, lúc đầu ngũ đại cộng sinh thú còn có thể phân biệt thi triển khác biệt thần thông, năm hợp nhất sau khẳng định so trước kia mạnh, thế nhưng là làm Lý Thiên Mệnh thức thần trường kiếm cùng năm đại thái cổ hỗn độn cự thú bạo giết đi lên thời điểm, tại hai đại tinh tướng trấn áp xuống, nó trực tiếp gánh không được. Phốc phốc phốc, vạn kiếm thần niệm quét ngang qua. Lại lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Lam hoang theo mặt bên va chạm mà đến, cái kia hai đại long thủ cắn lấy hỗn nguyên đế giang hoa ăn thịt người cùng nhục trùng thân thể kết nối vị trí bên trên, đem cái này hình thể gấp ba tại đối thủ của mình trực tiếp đụng ngã. Dù là đối phương lập tức đem đẩy ra, tiên tiên thánh quang đằng mạn vẫn là quấn quanh tới, cái kia phệ huyết kiếm vũ lao vút, cũng cắm vào huyết nhục của nó phía trên, nổ ra từng đám huyết vụ. Đương nhiên, hỗn nguyên đế giang độc vụ Lôi đình cùng hỏa diễm, cũng cho Lý Thiên Mệnh bọn họ tạo thành lực sát thương, nhất là nó cái đuôi cái kia vô số xúc tu kéo lại huỳnh hỏa, kém chút dùng độc dịch đem huỳnh hỏa trực tiếp phun thành màu đen, là ngân trần hóa thành một đầu ngân sắc con rết lớn, quấn quanh ở cái kia hỗn nguyên đế giang phía trên, xinh xinh đem huỳnh hỏa cho cứu ra. Tức giận huỳnh hỏa, vận dụng hai cánh thi triển cửu long thiên kiếp kiếm, quả thực là đâm tại hỗn nguyên đế giang rắm phía trên, nổ ra vô số máu đen, thối đến huỳnh hỏa chính mình nhanh ngất đi. Chiến trường tuy nhiên hỗn loạn, nhưng tổng thể phía trên Lý Thiên Mệnh chiếm cứ rõ ràng thượng phong, hắn Đông Hoàng kiếm cùng vạn kiếm thần niệm tại một cái khác trên chiến trường, cũng để cho thi triển bảy cảnh thần quyết tiêu giao du Diệp Thần hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Phốc phốc phốc, Đông Hoàng kiếm cùng vạn kiếm thần niệm mỗi một lần chặt chém, đều có thể gây nên toàn bộ tử diệu tinh chấn động, đó là bởi vì có vô số người cùng một thời gian kinh hô. Khai chiến đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh nghiền ép Diệp Thần. Đây là một cái sự thực đáng sợ. Đáng sợ đến Diệp Thần chính mình khó có thể tin, phía sau hắn thần diệu hệ tu luyện giả đều mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, thậm chí ngay cả Tử Tiêu đế cung bên này rất nhiều người, đều là một mặt mờ mịt, bởi vì đây là khai chiến trước, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới kết quả. Không phải trang bức gặp xét đánh sao, làm sao không bổ cái này Lý Thiên Mệnh a? Rất nhiều người đều nhìn nôn. Cái này hằng tinh nguyên trên thế giới, ước vạn dân chúng mặt tại chỗ đều đen. Hắc đến lợi hại nhất khẳng định là Diệp Thần, hắn trong khoảng thời gian này thuế biến to lớn, tại vạn tinh bầu trời chiến trường đại sát tứ phương, chưa từng có đối thủ theo khai chiến thì cho hắn loại áp lực này, hỗn độn tinh tướng cùng luân hồi tinh tướng trực tiếp để hắn hoàn toàn không thở nổi. Thức thần cùng cộng sinh thú song tu. Đây mới là chí mạng chênh lệch,
tại Diệp Thần cộng sinh thú bắt không được Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú tình huống dưới, Lý Thiên Mệnh tăng thêm thức thần, đối Diệp Thần tới nói cũng là ác mộng. Đây là rất nhiều người vẫn luôn không nghĩ thông suốt đạo lý. Cửu kiếp thức thần, để Lý Thiên Mệnh tao nhã vạn trượng, cái này khiến đại đa số người tận lực đẩy cao hắn thức thần thiên phú, từ đó không chú ý hắn cộng sinh thú rất khó đối phó. Nhất là Ngân Trần, nó biểu hiện được so huyễn thiên chi cảnh mạnh hơn nhiều, mấy loại kim loại côn trùng điên cuồng biến hình, rất nhiều kim loại châu chấu trực tiếp tiến vào hỗn nguyên đế giang trong thân thể cắn xé, tràng diện kia để người tê cả da đầu. Đây hết thảy đều bị Diệp Thần ngạt thở. Ước chiến sau đến bây giờ, hắn đều tin tâm vạn trưởng, có thể trong chấp nhoáng này đả kích trực tiếp làm rối loạn hắn tiết tấu, Lý Thiên Mệnh hung ác đến để hắn liền một câu cơ hội nói chuyện đều không có. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ dẫm lên mặt của ta leo lên mây xanh, để cho ta trở thành chê cười, thất bại thảm hại. Hậu quả như vậy, đối Diệp Thần tới nói, đó là cả một đời đều không nghĩ tới, hắn cũng là tử diệu tinh, Lý Thiên Mệnh. Nếu như trật tự chi địa xuất hiện một cái có thể nghiền ép Lý Thiên Mệnh thiên tài, hắn chỉ sợ cũng phải giống nhau rối loạn. Hô! Diệp Thần tỉnh táo trong nháy mắt. Liều mạng! Hắn chỉ là làm một cái duy nhất lựa chọn. Đến, hỗn nguyên thiên thần. Cái cuối cùng át chủ bài. Hắn vốn cho rằng vĩnh viễn cũng không dùng tới, bởi vì hắn cũng không có nắm chắc, thế nhưng là bây giờ hắn không có lựa chọn. Trong nháy mắt đó, cái kia hỗn nguyên đế giang há to mồm đem Diệp Thần nuốt vào. Tràng diện này để thiên hạ chúng sinh đều nhìn trợn mắt hốc mồm, cộng sinh thú ăn ngự thú sư, đây chính là lịch sử đầu một lần. Tạch tạch tạch. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia hỗn nguyên đế giang thân thể trực tiếp bắt đầu biến hình, năm đầu, đại hoang hỗn nguyên thú, tăng thêm Diệp Thần, lại lần nữa sinh ra kinh thiên chi biến, loại này huyết nhục chật đến vặn vẹo, quả thực có vô hạn khả năng. Lý Thiên Mệnh đều sửng sốt một chút. Hắn tận mắt nhìn thấy, cái kia nuốt Diệp Thần hỗn nguyên đế giang bắt đầu huyết nhục biến hình. Tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian, theo thú hình thái biến thành loại người hình, tương đương với liền Diệp Thần đều dung hợp bọn họ hợp trong cơ thể. Loại phương thức này để thân là quỷ thần nguyên tổ họ hàng gần thái cổ tà ma đều trợn mắt hốc mồm, quả thực siêu việt người bình thường nhận biết. Oanh! Một cái hình người cự thú xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, thân thể của nó co nhỏ lại một chút, nhưng càng thêm căng đầy, ngũ đại đại hoang hỗn nguyên thú đặc thù đều còn tại. Càng khoa trương hơn là cái kia bát giai trật tự thần binh đại tự tại vô thần kích còn biến lớn, để hắn nắm trong tay. Lý Thiên Mệnh tạm thời cho rằng, cái này nửa người nửa thú, tương đương với một cái cự hình quỷ thần nhân hình cự thú, là từ Diệp Thần trưởng khống, bọn họ ngự thú sư cùng cộng sinh thú lực lượng, rõ ràng dung hợp một thể, thậm chí sẽ có thần thông phía trên tổ hợp. Buồn nôn là buồn nôn, nhưng đây là thực sự mạnh mẽ, bây giờ cự hình Diệp Thần, toàn thân tản ra hoang cổ hung tàn khí tức. Quả thực tương đương với một cái dạ xoa cự ma, đường đường đại tự tại vô thần kích trong tay hắn thì cùng xiên cá giống như, rất xấu xí, nhưng cũng xác thực rất đáng sợ. Ta thấu, Diệp Thần gia hỏa này cho Lý Thiên Mệnh kinh hỉ còn là rất lớn. Loại thủ đoạn này, giống như gọi là hỗn nguyên thiên thần. Quản ngươi là ai, chiếu giết. Lý Thiên Mệnh vẫn là như vậy bá khí, hắn cộng sinh thú đồng dạng bá khí, đối phương càng là dung hợp, đơn thể càng mạnh, chiến đấu cá thể càng nhỏ. Vừa vặn thích hợp vây công. Tiếp tục phía trên. Đương nhiên, đối phương chỗ lấy hợp thể, khẳng định bởi vì hợp thể sau càng mạnh. Nhưng, Lý Thiên Mệnh còn không có toàn lực ứng phó đây. Tại cái này vạn chúng ồn ào thời khắc, Lý Thiên Mệnh trực tiếp nghênh đón cái kia hỗn nguyên thiên thần trùng sát. Đến, một chiêu phân thắng thua. A, à, cái kia hỗn nguyên thiên thần Diệp Thần tay cầm đại tự tại vô thần kích, lấy to lớn như vậy thân thể thi triển chiến quyết. Điệp ra kinh khủng nhục thân uy lực, dạng này chiến quyết lực sát thương quả thực nghịch thiên, lại thêm tứ chi của hắn còn tại tự động thi triển thần thông, làm hắn hướng lúc thức dậy, quan tinh đài đều tại thanh thế to lớn, rất nhiều người đều sắp bị sợ quá khóc. Dạng này bắt đầu so sánh, Lý Thiên Mệnh quả thực anh tuấn đến muốn mạng. Bao quát hắn cộng sinh thú, nhan chỉ vậy cũng là phi thường cao. Giết nha! Một người ngũ thú chín kiếm, kết thành một cái chiến đấu quân đoàn. Cùng cái kia hỗn nguyên thiên thần trùng sát cùng một chỗ. Lý Thiên Mệnh ở giữa, ngũ đại cộng sinh thú phối hợp, vạn kiếm thần niệm phía trước. Hội tụ thần tai kiếm khí đông hoàng kiếm chỉ muốn dương mi thổ khí, Lý Thiên Mệnh đem ma long, kiếm huyết phù sinh một chiêu, dung nhập cửu long thiên kiếp kiếm bên trong. Sáu kiếm hợp một, lục long thiên kiếp kiếm. Kiếm huyết phù sinh vốn là mạnh, tăng thêm thánh nguyên diệu hồn, thâm nguyên kiếm thứ. Hỏa bào long kiếm cùng huyết tế hung kiếm chờ một chút kiếm chiêu, dung hợp kiếm đạo uy lực bạo phát đi ra,
phối hợp vạn kiếm thần niệm hình thành kiếm trận uy lực, tăng thêm thần tai kiếm khí, cái này lục long thiên kiếp kiếm uy lực quả thực hoàn mỹ. Lại thêm hỗn độn tinh tướng cùng luân hồi tinh tướng thiên nhiên trấn áp. Giết a! Thức thần mở đường, vạn kiếm chống đỡ Diệp thần hỗn nguyên thiên thần đại tự tại vô thần kích, mỗi 6 thanh kiếm dung hợp thành một kiếm, dung hợp kiếm đạo áo nghĩa hội tụ tại kiếm này trong biển, lần thứ nhất giao phong giống như vô số thần long, dọc theo đại tự tại vô thần kích thẳng hướng hỗn nguyên thiên thần. Các huynh đệ, giết a! Huỳnh hỏa thượng thiên, miêu miêu phục kích, Lam Hoàng không nói hai lời thi triển hồng mông ma bản phá vỡ thần thông của đối phương, đè vào đối phương trên ngực, trên đài xem sao thì toát ra vô số màu đen sợi rễ, trực tiếp đâm vào hỗn nguyên thiên thần lui bước, còn có ngân trần vô lượng sợi bạc, cũng quấn quanh ở đại tự tại vô thần kích phía trên. Xoẹt! Lý Thiên Mệnh hội tụ tại vạn kiếm thần niệm bên trong, đem tự thân tinh luân nguyên lực cùng thần tai kiếm khí, làm một cái bạo phá điểm, trùng sát đến đối phương trước mắt. Phá! Hét lớn một tiếng, khí lãng ngập trời. Ầm ầm! Hỗn nguyên thiên thần cái kia siêu cường nhục thân cùng dung hợp tinh luân nguyên lực hình thành tiêu giao du trảm thần, bị vạn kiếm thần niệm hướng loạn, Lý Thiên Mệnh một kiếm mở đường, huỳnh hỏa từ trên trời giáng xuống, hai cánh đâm vào cái kia hỗn nguyên thiên thần chán, toàn bộ hỗn nguyên thiên thần tất cả phương diện đều ở sụp đổ trạng thái. Phốc! Một tiếng nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Cả một cái hỗn nguyên thiên thần nổ tung thành một người ngũ thú, toàn bộ máu tươi mơ hồ, ầm vang nện xuống đất. Mỗi một cái, đều không nhúc nhích. Sống hay chết, mọi người cũng không biết. Dù sao, Diệp thần chiến bại, cái kia là tuyệt đối sự thật. Thương thiên phía dưới, vạn tinh ở giữa, chỉ có một cái thiếu niên tóc trắng, tại tinh quang hội tụ bên trong, thu về vạn kiếm thần niệm, chàng diện kia nhìn như vạn kiếm xuyên tâm, nhưng thật ra là hắn thu hồi thức thần. Ánh sao phía dưới, cái này lớn nhất lập lòe sân khấu, giống như chỉ có thể đứng được phía dưới một mình hắn. Một cái khác, coi như rất nghịch thiên, nhưng hắn cũng bị dẫm tại dưới chân. Trong lúc nhất thời, chư thiên lập lòe Lý Thiên Mệnh, cùng không nhúc nhích, máu me đầm đìa Diệp thần, một cái tại chỗ cao, một cái tại đất phía trên, so sánh vô cùng rõ ràng. Hình ảnh như vậy, thật sâu khắc ở mỗi người trong đầu, sợ là một đời một kiếp cũng khó khăn quên. Toàn bộ tử diệu tinh tại cái này ngắn ngủi thời khắc, đều lâm vào trong yên tĩnh, dường như cái này hằng tinh nguyên thế giới đều dừng lại. Trong tưởng tượng đại chiến 300 hiệp, cũng không có phát sinh. Thậm chí cũng không bằng lần trước tại huyễn thiên chi cảnh quyết chiến lúc như vậy có đến có về. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp thần thì bị áp chế. Thi triển ra, hỗn nguyên thiên thần, loại này thủ đoạn nghịch thiên, càng bị áp chế đánh tan. Đối một cái lòng dạ rất cao người mà nói, đây là phá hủy tính đả kích. Không chỉ đả kích Diệp thần, còn đả kích Lý Thiên Mệnh đối diện cái kia ức vạn người quan chiến, cái kia thức thần tiểu kiếm vạn kiếm thần niệm, tại thời khắc này tương đương với xuyên thấu nửa cái tử diệu tinh tu luyện giả trái tim. Vô tận cương vực bên trong, mỗi một cái người quan chiến, mặc kệ là tại hiện trường còn là thông qua kết giới, tận mắt chứng kiến bực này kết quả, quá nhiều người đứng chết chân tại chỗ, thật lâu không phát ra được thanh âm nào, ánh mắt trực tiếp trợn tròn, hai tay nắm chặt. Hô! Lý Thiên Mệnh chính mình hít sâu một hơi, ngẩng đầu ngóng nhìn phía trước ức vạn thần diệu hệ tu luyện giả ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Quá nhiều sụp đổ, đau thương, xấu hổ, thất bại ánh mắt, muốn che giấu đều không được. Bọn họ lúc trước đối Diệp thần sùng kính, tín nhiệm, si mê, hiện tại cũng biến thành xấu hổ tại gặp người sỉ nhục, thật sâu giấu đi. Trong lòng bọn họ, Lý Thiên Mệnh cùng Diệp thần hai cái danh tự này, triệt để kéo ra chênh lệch, nguyên bản đồng hành song tử tinh, bây giờ lại có một cái đem một cái khác đặt ở dưới lòng bàn chân. Thế hòa không phân thắng bại, đã sớm không tồn tại. Thần diệu hệ trầm mặc cùng tĩnh mịch, còn đang kéo dài. Mà tại Lý Thiên Mệnh sau lưng, đến từ nửa cái tử diệu tinh, tử tiêu hệ, những người tu luyện, tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, bạo phát ra ngập trời tiếng gầm. Oanh! Bọn họ phấn chấn hô to lẫn vào, tử tinh mây, thủy triều, ầm vang đụng vào Lý Thiên Mệnh phần lưng, đem hắn trường bào cùng tóc dài nhấc lên đến hướng phía trước bay múa. Lý Thiên Mệnh! Ức vạn người hô hào cái tên này. Vô số xương trắng hướng về Lý Thiên Mệnh chen chúc mà đến, đây là hắn lần thứ nhất thu hoạch được đến từ tử diệu tinh chúng sinh tín ngưỡng chi lực, dù là còn rất non nớt, nhưng tối thiểu cũng là bắt đầu. Vạn sự khởi đầu nan. Có chúng sinh thần niệm đạo thứ nhất liên lụy, tương đương với Lý Thiên Mệnh tại cái này tha hương nơi đất khách quê người, đã bước ra hắn làm, giới thần, bước đầu tiên. Rầm rầm rầm. Gieo hò, tín ngưỡng,
hình thành một đợt lại một đợt thủy triều, va chạm ở trên người hắn, hắn đứng tại đứng mũi chịu sào, chỉ kém chúng sinh cúng bái. Loại cảm giác này, quá sung sướng, ta vì thế mà sinh. Lý Thiên Mệnh hé miệng, một cỗ thoải mái chi khí theo trong lồng ngực phun ra ngoài, cả người trong nháy mắt đều nhẹ rất nhiều. Vạn Long Thần Sơn chi chiến, bọn họ tuy nhiên thắng, thế nhưng là Thái Dương Đế Tôn cường đại, Lý Vô Địch khốn cảnh để hắn đọng lại quá nhiều tích tụ. Một đường đào vong, đi vào Tử Diệu Tinh. Nghiền ép Diệp Thần giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh tại cái này ngoài ức vạn giảm tinh thần, tìm được thuộc về hắn quật khởi con đường. Hắn nhìn lấy dưới chân thất bại giả, nhìn về phía trước thần diệu hệ ức vạn thất ý giả, tâm như hỏa thiêu. Trong lúc nhất thời, hào tình vạn trượng, tim gấu sục sôi. Hắn mặt hướng thần diệu hệ chúng sinh, biểu lộ biến đến nóng nảy, một vỗ ngực, quát ầm lên. Thế hòa không phân thắng bại chỉ có một lần. Sau đó ở trước mặt ta, các ngươi ức vạn người, mơ tưởng ngẩng đầu. Lấy người thắng lợi giọng điệu, phát ra dạng này khiêu khích tuyên ngôn, tràng diện có thể xưng nổ tung. Rầm rầm rầm. Tử Tiêu Đế cung bên này, đều có quá nhiều người để hắn cuồng ngạo dọa sợ. Mấu chốt là, thắng, thì có tư cách phách lối. Loại này phách lối bên trong để lộ ra niềm tin cùng áp bách lực, đủ để gọi người cuồng nhiệt, mọi người chỉ là sửng sốt trong nháy mắt, lập tức liền có ức vạn chúng sinh, vì phần này thô bạo cuồng ngạo mà gieo hò. Khí lãng rời núi lấp biển. Trước mắt hắn ức vạn thần diệu hệ chúng sinh, trong lúc nhất thời như là bị cuồng phong bạo vũ trùng kích, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhóc con, kêu người thất bại. Rất nhiều người còn chưa hô lối ra, trong mắt bọn hắn thiếu niên tóc trắng, đã tiêu sái quay đầu, tại cuồng phong gào thét, tinh thần lập lòe bên trong, mang theo hắn cộng sinh thú quay người rời đi, bị hưng phấn Tử Tiêu Đế cung các cường giả trùng điệp vây quanh, bảo hộ đến kín không kẽ hở. Đây là chí cao cấp bậc bảo hộ. Chỉ có đế tôn dòng chính thân tín, mới có thể dựa vào gần Lý Thiên Mệnh. Lên đường, trở về. Thần Quy lão tổ hăng hái, đại thủ nhất chỉ. Ầm ầm. Tử Tiêu hệ chúng sinh tự động nhường ra một lối đi, lấy vô cùng phấn chấn ánh mắt, đưa mắt nhìn Tử Tiêu Đế cung mấy triệu người rời đi. Trong lòng nhiệt huyết, thật lâu không thể lắng lại. Tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, cái này thật không phải là tiểu bối quyết đấu, mà chính là gần với đế tôn giao chiến đỉnh phong chi chiến. Thắng được một trận chiến này, một phương lên không, một phương rơi xuống. Lấy quan tinh đài vì đường ranh giới, gieo hò cùng đau thương, tạo thành so sánh rõ ràng. Tại cái kia đau thương hải dương chính giữa, một người mặc lấy tử bạch sắc lao nhà váy dài, mỹ như tinh thần nữ thần giống như thần dụ công chúa, cũng thành rất nhiều người chú ý đối tượng. Chỉ thấy nàng ánh mắt cơ hồ tán loạn, hai tay nắm váy, toàn thân tất cả kiêu ngạo, tựa hồ cũng bị dẫm đạp không đáng một đồng. Ai? Những cái kia thở dài thanh âm, thứ nhất chói tai. Ai cũng biết. Cái này bại một lần, trực tiếp đánh nát Diệp Thần trước kia tất cả huy hoàng cùng thần thoại, để danh vọng của hắn rớt xuống ngàn trượng. Cái này bại một lần, là cả đời sỉ nhục. Thần Diệu Hoàng chiều người, đem Diệp Thần mang đi. Hắn theo trong hôn mê tỉnh lại, đều không có gặp Lý Thiên Mệnh một lần cuối. Nhưng, theo bốn phía tất cả mọi người loại kia xa lạ ánh mắt, hắn rõ ràng. Hắn nửa đời thắng được hết thảy, trong trận chiến này, thua không còn một mảnh. Hô! Hắn hít sâu một hơi. Vô tận thất bại, thống khổ, giống như là thủy triều vọt tới. Từ khi đạt được đại hoang hỗn nguyên thú bắt đầu, hắn thì không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày này. Dài dòng hành lang, chỉ có cuối cùng mới lóe ra tinh quang. Diệp Thần cước bộ thất tha thất thểu, vịn vách tường đi lên phía trước. Trên người hắn tràn đầy kiếm thương, còn có quá nhiều cấp 7 thần tai kiếm khí lưu lại ở trên người hắn, cho nên hắn rất khó đi nhanh. Hắn ngẩng đầu, trước mắt là một đầu ở trên mặt đất váy dài.